Đô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 168. Không sai, ta lệnh ngươi, lập tức giết chúng. Hiên viên Mạc Tà nghiêm nghị gầm lên, chỉ u oanh quỷ dữ và kim loan thiên tê. Nghe vậy, cửu u hổ trong lòng kịch chấn, nhìn về u oanh quỷ dữ và kim loan thiên tê, trong ánh mắt tràn ra ý định giết người. Sư phụ, là ta à, ta là quỷ dữ, ngươi không nhận được ta sao? U oanh quỷ dữ kêu to. Sư phụ, ta là kim loan thiên tê, không nên giết ta. Kim loan thiên tê trong mắt khủng hoảng, lấy nó đầu óc đơn giản, cũng không biết bây giờ biến cố. Om sòm. Nghe hai người ồn ào rêu rao, cửu u hổ ngược lại bị khơi dậy hung tính, con người bỗng nhiên chuyển động, lại có thể hóa thành hai bánh hắc bánh xe, chung quanh có rất nhiều câu ngọc hoa văn, hai tia màu đen tinh mang, ngang nhiên phá giết ra, đặc biệt quỷ dị. Hắc ngục phá thiên đồng, giết. Cửu u hổ gầm thét một tiếng, con người tinh mang bắn về phía hai người. Cửa này hắc ngục phá thiên đồng, là 33 thiên hồng mông cổ pháp một trong, là nó bí kỹ độc môn, giờ phút này linh trí hồi phục, con người hắc mang sâu giết, hơi thở đặc biệt ác liệt. Sư đệ, chú ý. U oanh quỷ dữ kêu lên một tiếng, động thân ngăn cản. Phốc xích. Nó thân thể, ngay tức thì bị hắc đồng tinh mang xuyên qua, sức sống không ngừng trôi qua. Mà kim loan thiên tê, ở nó dưới bảo vệ, ngược lại là không có bị thương. Sư huynh, kim loan thiên tê luống cuống, thân thể rung động. Đi mau, cầm món pháp bảo này, cùng với ta căn nguyên máu tươi, mang về giao cho đại nhân. Người ta có lẽ còn có thể gặp lại. U oanh quỷ dữ hất tay một cái, đem bích lạc hoàng tuyền đồ cùng với máu tươi vứt xuống kim loan thiên tê trên mình, liền liền thúc giục, đi mau à, sư phụ tạm thời bị mê hoặc. Hoàng tuyền đại đạo quá đáng sợ. Vừa mới dứt lời, kịch liệt thở một hơi, sức sống hoàn toàn vết nứt. Kim loan thiên tê thấy nó đều như vậy, chỉ cảm thấy ngày nay mau sập xuống, nhìn cửu u hổ tàn bạo ánh mắt, chỉ cảm thấy khắp cả người lạnh lẽo, nhất thời không dám lưu lại, vội vàng xoay người thoát đi. Mau truy đuổi, giết nó, đoạt lại ta pháp bảo. Hiên viên Mạc Tà thấy vậy, nghiêm nghị hét lớn. Nhưng cửu u hổ, nhìn u oanh quỷ dữ máu tươi, nhưng là ngây tại chỗ, mờ mịt thất thần, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Trí nhớ dần dần hồi phục. Được rồi, không cần truy đuổi. Hiên viên Mạc Tà lập tức đổi lời nói, chỉ sợ cửu u hổ tỉnh lại phản bội, rời hắn mà đi. Đến lúc đó, hắn thậm chí có thể chết ở cửu u hổ trong miệng. Hiện tại cũng chỉ có thể ngắn ngủi mê muội. Mang ta trở về Sùng Quang Thần Hà Cung, ta bị thương quá nặng, cần nghỉ ngơi. Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ tuy trọng yếu, nhưng cũng không có tánh mạng mình trọng yếu, hắn chỉ muốn mau sớm dưỡng thương khôi phục. Cửu u hổ do dự mấy giây, ngậm lên hắn thân thể, đi bộ, ở trong núi rừng qua lại, chạy thẳng tới Sùng Quang Thần Hà Cung. Hiên viên Mạc Tà bị tha ở gan bàn tay, hình dáng vô cùng chật vật, hắn nhìn khắp bốn phía, mắt gặp Thiên Đạo Cung sơn môn, cơ hồ trở thành phế tích, hơn nửa kiến trúc và sơn thủy, cũng bị hủy bởi chiến loạn bên trong, duy nhất còn giữ hoàn hảo, chỉ có Sùng Quang Thần Hà Cung. Diệp thần, Mạc Huyết Minh, chờ ta khôi phục, sẽ làm cho các ngươi trả giá thật lớn. Hiên viên Mạc Tà cắn chặt hàm răng, Thiên Đạo Cung căn cơ hồ mất hút, hết thảy các thứ này, đều là Mạc Huyết Minh và Diệp Thần tạo thành, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bất quá, thương thế hắn quá nghiêm trọng, cần phải mau sớm điều dưỡng. Vừa về tới Sùng Quang Thần Hà Cung, Hiên viên Mạc Tà lập tức mở pháp bảo đại trận, hoàn toàn phong tỏa sơn môn, tĩnh tâm điều dưỡng. Mà cửu u hổ nhìn Hiên viên Mạc Tà trong mắt dần dần biến hóa. Tựa như trí nhớ tỉnh lại. Càng chẳng biết tại sao, con người bên trong rơi xuống một giọt nước mắt. Mà cùng trong chốc lát, Kim Loan Thiên Tê mang Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, xông lên trở về Diệp Thần bên người, vành mắt đỏ bừng, doanh mãn nước mắt, kêu lên, đại nhân, ta. Cực khổ, ta đều biết. Diệp Thần sờ một cái Kim Loan Thiên Tê đầu, thiên nhãn thấy rõ dưới, hết thảy hình ảnh như vỗ lên xem văn, rành rành trong mắt. Hắn rất rõ ràng. Cửu u hổ ở Hoàng Tuyền đại đạo dưới, đã ngắn ngủi bị lạc, trợ giúp Hiên viên Mạc Tà, u oanh quỷ dữ vậy bị giết chết. Bất quá có giọt kia căn nguyên máu tươi, ngược lại là có thể lần nữa sống lại. Xem ra Hiên viên Mạc Tà, thật mệnh không nên tuyệt. Diệp thần tự lẩm bẩm, thu hồi Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ, nhìn về Thiên Đạo Cung sơn môn. Từng mảnh thần quang thụy khí,
ngưng tụ thành một phiến đại trận, vững vàng phong tỏa toàn bộ Thiên Đạo Cung, Hiên Viên Mặc Tà hiển nhiên muốn nghỉ ngơi lấy sức. Mà Diệp Thần đoàn người, cũng là thân tim đều mỏi mệt, tự nhiên không có năng lực lại công phá sơn môn. Chúng ta đi thôi. Diệp Thần vung tay lên, mang mọi người rời đi. Ngày hôm nay chàng này thí sư đại hội, có thể nói là sóng vân quỷ quyệt, hung hiểm liền liền, cuối cùng thậm chí kết nối với giới và Đế Uyên Điện cũng ra tay, quả thực ra Diệp Thần ý liệu. Bất quá, Hạ Nhược Tuyết và Thiên Cơ đạo nhân, đều đã khoác cứu ra, hơn nữa còn đoạt lại mình kiếp trước pháp bảo, cuối cùng là viên mãn. Lập tức đoàn người đỡ nhau rời đi, nhưng bỗng nhiên gian, trên trời truyền tới một hồi kiếm khí bén nhọn chập chờn, còn có gió lốc hô tiếng hô. Chỉ gặp một cái dài cánh bướm, tay cầm trường kiếm tuyệt lệ cô gái, từ trên trời hạ xuống, chính là Thiên Tâm Kiếm Điệp. Ừ, sơn môn phong tỏa. Thiên Tâm Kiếm Điệp nhìn trời đạo cung hộ sơn hà thải, mặt đẹp hơi đổi, huy động trường kiếm, hung hăng nhanh chém ra. Phịch. Nhưng mà, nàng kiếm phong, chém ở hộ sơn trên trận pháp, cũng không có xuất hiện nhiều ít chập chờn. Là Sùng Quang Thần Hà Cung hơi thở. Tên này, nguyên lai đã luyện hóa Sùng Quang Thần Hà Cung. Thiên Tâm Kiếm Điệp sắc mặt chợt biến, bởi vì quy tắc hạn chế, nàng hạ xuống Thiên Đạo Cung, chỉ có thể phát huy ra thánh tổ cảnh nhất tầng thiên thực lực, đối mặt Sùng Quang bảo vệ trận pháp, nàng vậy không có biện pháp nào. Đáng chết, xem ra luân hồi chi chủ, còn chưa tới khí số tang tẫn bước. Thiên Tâm Kiếm Điệp vậy lấy là, Hiên Viên Mặc Tà là luân hồi chi chủ. Thôi, trước bắt Hạ Nhược Tuyết tội kia nữ. Ánh mắt chuyển động, nàng ngay tức thì bắt được Hạ Nhược Tuyết hơi thở, nâng kiếm đuổi giết đi. Thiên Tâm Kiếm Điệp, là thượng giới thủ hộ linh. Diệp Thần thấy Thiên Tâm Kiếm Điệp bóng người, nhất thời ánh mắt co rúm một cái, nắm thật chặt Hạ Nhược Tuyết tay. Hạ Nhược Tuyết, mau phục tội. Thiên Tâm Kiếm Điệp thét mắng một tiếng, khua kiếm đâm ra, không có chút nào xinh đẹp, lăng không phá giết tới. Nàng một kiếm này, mũi nhọn hung hãn, chứ muốn chấn áp Hạ Nhược Tuyết. Còn muốn đem Diệp Thần đoàn người, toàn bộ chém chết. Mà Diệp Thần các người, vẫn là yếu ớt trạng thái, đối mặt Thiên Tâm Kiếm Điệp tấn công, nhất thời rơi vào tuyệt cảnh. Đại nhân, các ngươi đi mau. Kim Loan Thiên Tê vọt ra, kêu lên, sư huynh ta chết, ta vậy không muốn sống. Nó một đường cuồng xông lên, hung hăng hướng Thiên Tâm Kiếm Điệp đánh tới, Thiên Ma Tàn Giã Đại Pháp, bảo. Từng luồng ma khí, không ngừng từ trong cơ thể nó tàn phá ra. Cuồng bạo nổ, điên cuồng nổi lên. Sư huynh chết, cho hắn quá lớn rung động. Hắn duy nhất có thể là sư huynh làm, có lẽ chính là chuyện này. Diệp Thần sắc mặt cuồng biến, không nghĩ tới Kim Loan Thiên Tê như thế đoạn tuyệt. Đi nhanh đi. Kỷ Tư Thanh lúc này đã khôi phục một tia linh khí, lập tức sử dụng Chu Tước Phi Hà Châm, bóp một cái dấu tay, Ngọc Châm hóa thành phi thuyền, chở mọi người bay lên trời. Đứng lại. Thiên Tâm Kiếm Điệp kêu to, muốn đuổi giết, nhưng Kim Loan Thiên Tê đã vào tới nàng trước mặt, trực tiếp tan rã tự bảo. Nguy nga to lớn tê giác thân thể, ở trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đóa ngập trời mây hình nấm, giữa trời đất ùng ùng chấn động, một phiến kịch liệt. Đang nổ đợt khí hạ, Thiên Tâm Kiếm Điệp trực tiếp bị lật, cổ họng thịt sống ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù nàng có thánh tổ cảnh thực lực, nhưng ở Kim Loan Thiên Tê tự bảo hạ, cũng có chút để không chịu nổi, nhất thời bị thương. Mà Diệp Thần đoàn người, đã ngồi Ngọc Châm phi thuyền, xa xa ngày rời đi đạo cung, đi phục ma điện bay đi. Vậy nổ mây hình nấm, còn có Kim Loan Thiên Tê trước khi chết gầm thét, là mọi người có thể thấy nghe được, cuối cùng một màn hình. Đợi được khí lãng nổ chỉ tức, Thiên Tâm Kiếm Điệp muốn đuổi theo, nhưng giới vách đá lỗ hổng mau đóng cửa, nàng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ảo não trở lại thượng giới. Ngọc Trâm trên phi thuyền, Diệp Thần một mình đứng ở trên bong, thiếu nhìn phương xa dần dần tản đi mây hình nấm, ánh mắt thâm thúy ngưng trọng. Lần này thí sư đại hội, thuận lợi cứu ra Thiên Cơ đạo nhân và Hạ Nhược Tuyết, thậm chí còn đoạt lại kiếp trước pháp bảo Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, có thể nói là thu hoạch to lớn. Nhưng hắn trả giá cao, cũng thực không nhỏ. Thật may Thiên Đạo Cung và Minh Điện bên kia, cũng là giá phải trả thảm trọng. Đặc biệt là Thiên Đạo Cung. Cơ hồ đúng sơn môn cũng bị phá hủy, Thiên Lang và Viêm Thiên Long Thần cũng đã chết, Hiên Viên Mặc Tà người bị thương nặng, nguyên khí tổn hao nhiều, nghiêm trọng hơn phải, hắn bị thượng giới và Đế Uyên Điện hiểu lầm, lấy là hắn mới là luân hồi chi chủ. Thời gian kế tiếp, Diệp Thần có thể thở một cái, chí ít,
mình tạm thời sẽ không có bại lộ nguy hiểm. Nhưng trận chiến này, để cho Diệp Thần rõ ràng, hắn phải mau sớm mạnh mẽ. Cùng lúc đó, Hoa Hạ, đỉnh Thái Sơn, nơi này dãy núi cắm thẳng vào trời cao, mơ hồ tới giữa, còn có người tu luyện có thể cảm thụ linh khí vần quanh. Linh khí cực kỳ đậm đà. Chỉ là, nếu như nghiêm túc cảm thụ, liền có thể phát hiện linh khí lại mang cực mạnh liệt tính và huyết khí. Một khi hấp thu quá nhiều, đối với người bình thường, thậm chí còn người tu luyện đều có cực mạnh tổn hại. Đỉnh núi một tảng đá lớn bên trên, một cái bé gái ngồi xếp bằng, yên tĩnh đáng sợ. Đột nhiên, bé gái trong mắt mở ra, thần sắc ngưng trọng, lẩm bẩm nói, linh khí biến hóa càng ngày càng lớn. Tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng mảnh đất này đều phải xảy ra chuyện. Luân hồi chi chủ vì chuyển thế sống lại, lưu lại ta một khối này luân hồi huyền bi trấn thủ Hoa Hạ, còn giao cho ta một ít không giải thích được nhiệm vụ, ta chân thực không rõ ràng, tại sao phải để ta ở chỗ này cái linh khí quý thiếu chi địa, thần quốc và thượng giới mới là nhà ta. Ta đã bao lâu không về nhà? Bé gái cau mày, biểu đạt trong lòng không vui. Đột nhiên, bé gái phát giác cái gì, ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào một xó xỉnh bên trên. Nàng lắc đầu một cái, mở miệng nói, Kim Lãnh Nhạn, ngươi sẽ không sợ có muỗi. Góc trong bụi cây rậm rạp, sột soạt liền hồi lâu. Sốt cuộc một cái ăn mặc đồ rằn di cô gái từ bên trong đi ra. Chính là Long Hồn đội trưởng, Kim Lãnh Nhạn. Kim Lãnh Nhạn mang Long Hồn, đã liên tục mười mấy ngày đêm cũng đang truy tung cái đó thần bí bé gái. Mà đang ở một ngày trước, Long Hồn lấy được chính xác tin tức. Bé gái ngay tại Hoa Hạ đỉnh Thái Sơn, hơn nữa giữ vững một cái tư thế hồi lâu. Kim Lãnh Nhạn đánh hơi được cổ quái, tự mình điều động, lại là một người ngụy trang ẩn núp quan sát 20 năm tiếng. Nàng cố gắng dùng linh khí che đậy mình tất cả hơi thở, thậm chí dùng côn lôn hư đan minh che linh tế đan. Nhưng, vẫn là bị phát hiện. Kim Lãnh Nhạn nhìn trước mặt bé gái, hít thở sâu, ngưng trọng nói, ngươi là từ lúc nào mới phát hiện ta? Bé gái duỗi người, ý hưng lan san mở miệng nói, 20 năm tiếng 18 phân 21 giây thời điểm. Bây giờ là 23 giây. Kim Lãnh Nhạn ngẩn ra. Cái này bé gái là yêu quái gì? Như vậy tinh chuẩn. Nàng thậm chí xác định, bé gái thực lực vượt qua xa nàng. Hiện tại nếu là đối phương muốn lau đi mình, chỉ bất quá ngay lập tức tới giữa chuyện. Ta còn có một cái vấn đề, ngươi tại sao lại biết tên của ta? Đây là Kim Lãnh Nhạn nghi ngờ điểm. Hai người chưa bao giờ có đồng thời xuất hiện. Bé gái đứng lên, cố làm lão thành hai tay chắp sau lưng, hồi lâu mới xoay người nói, từ vừa mới bắt đầu thì biết. Còn nhớ ngươi và Diệp Thần gặp nhau buổi đấu giá sao? Ta lúc ấy thì tại chỗ. Không quá ta ở các ngươi tất cả người trên đỉnh đầu, các ngươi những thứ này tu võ người một cái cũng không có phát hiện. Đấu giá một ít rác dưới đồ, người người xem thấy được bảo như nhau. Ngươi hiểu cái loại này không thú vị sao? Đây cũng là ta không thích nơi này một trong những nguyên nhân. Không có bất kỳ khiêu chiến nào. Gần đây hiếm có cảm thấy hứng thú sự việc, nhưng là các ngươi Long Hồn, còn có ông cụ kia, mỗi ngày đuổi theo ta, thật sự là quá phiền. Các ngươi chẳng lẽ không tò mò linh khí dị biến nguyên nhân sao? Kim Lãnh Nhạn ở nghe phía sau câu nói kia, vẻ mặt ngay tức thì nghiêm túc. Đây là nàng gần đây lo lắng sự việc. Linh khí dị biến, một khi xảy ra chuyện, cái này liên lụy nhưng mà một cái to lớn con số. Nàng phải nghiêm túc đối đãi. Người tốt, ta đặc biệt cần phải biết nguyên nhân này, xin cho biết. Kim Lãnh Nhạn gằn từng chữ. Bé gái nhìn một cái núi Côn Lôn phương hướng, thở dài một hơi, đây bất quá là nhân quả, có vài người muốn phá hoại một ít thứ thôi. Những cái kia đứng ở võ đạo đỉnh cấp người, sẽ chọn tương uy hiếp bóp chết ở trong nôi. Cái đó cấp bậc, không phải ngươi một cái nho nhỏ Long Hồn đội trưởng có thể tiếp xúc. Chuyện này, chỉ có một người có thể giải quyết. Kim Lãnh Nhạn mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng vẫn là theo bản năng nói, ai? Bé gái con ngươi đông lại một cái, nhàn nhạt nói, Diệp Thần. Ngay tại Kim Lãnh Nhạn dự định hỏi một cái vấn đề kế thời điểm, bé gái hiển nhiên lại phát hiện cái gì? Sau lưng hư không đột nhiên biến dạng. Nháy mắt tức thì. Bé gái liền vô căn cứ biến mất ở Kim Lãnh Nhạn trước mặt. Hư không khép lại. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Mà đang ở bé gái biến mất không bao lâu sau đó, một đạo thân ảnh già nua xuất hiện lần nữa.
Cái này ông già không phải người khác, chính là Vĩnh Hằng Thánh Vương cho tới nay ở lại Hoa Hạ vậy đạo phân thân. Quách Hải Vân. Quách Hải Vân cảm thụ trước mắt hư không chập chờn, có chút ngưng trọng, hay là để cho cái này bé gái chạy. Nếu như là ta bản thể hạ xuống, có lẽ cũng sẽ không như vậy chật vật. Nói xong, Quách Hải Vân ánh mắt rơi vào cả người đồ dần di kim lãnh nhạn trên, nàng và ngươi nói gì? Kim lãnh nhạn thành tựu Long Hồn đội trưởng, tuy không biết ông lão thân phận, nhưng cũng biết người này thực lực xa không phải mình có thể tưởng tượng. Hơn nữa một năm trước, Hoa Hạ có một cái đặc thù chuyện kiện, thì có cái này ông già trợ lực. Cái này ông cụ thần bí tuyệt đối và nàng có chung nhau mục đích. Chí ít không phải kẻ địch. Nàng chắp tay một cái nói, tiền bối, bé gái nói cho ta, linh khí dị biến, sau lưng có người bàn tay đẩy. Đối phương không phải ta cái loại này cấp bậc có thể chống lại. Duy nhất cơ hội, chính là tìm Diệp tiên sinh. Quách Hải Vân con người híp lại, rơi vào trầm tư, hồi lâu mới mở miệng nói, quả nhiên, những tên kia hay là đối với nơi này ra tay. Diệp thần ra đời Hoa Hạ, hắn là phần này nhân quả ngọn nguồn. Luân hồi chứng đạo, hắn như muốn trở lại luân hồi chi chủ, vẫn là phải ở chỗ này à? Có vài người, sợ rằng khám phá thiên cơ, muốn phá hoại Diệp thần hết thảy à? Cởi chuông phải do người buộc chuông, có lẽ Diệp thần là duy nhất phá cuộc người. Một bên kim lãnh nhạn mắt đẹp tràn đầy nghi ngờ. Cái gì luân hồi chi chủ? Cái gì nhân quả ngọn nguồn? Và mảnh đất này lại có liên quan gì? Bất quá nàng vẫn là rất mau phản ứng lại, nghiêm túc nói, tiền bối, đó là hay không ý nghĩa, chúng ta phải lập tức thông báo Diệp thần chuyện này. Quách Hải Vân gật đầu một cái, vốn là ta có thể tự mình nhắn cho ta chân thân, để cho nó chuyển cáo Diệp thần, nhưng là cân nhắc đến phải đối phó Huyền Bia cùng với ứng đối tình huống đặc biệt, ta không thể cử động nữa dùng vậy đạo lực lượng, cái này vẫn là phải ngươi nghĩ biện pháp giải quyết. Chỉ như vậy, ta muốn đi tìm vậy tiểu nha đầu. Một khắc sau, ông già bước chân đạp một cái, lại lăng không mà đi. Cuối cùng biến mất ở kim lãnh nhạn tầm mắt bên trong. Kim lãnh nhạn rung động hơn, liền không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng hướng dưới núi đi. Nàng thậm chí lấy ra trong tay điện thoại vô tuyến, nhàn nhạt nói, triệu tập một tràng đặc thù hội nghị, mời xin tất cả S hệ thành viên cùng với võ đạo cường giả. Điện thoại vô tuyến bên kia dừng lại hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng nói, đội trưởng, đối phương rất rõ ràng, có thể để cho kim lãnh nhạn nói ra những lời này, liền đại biểu sự việc phát triển đến nghiêm trọng cục diện. Vì sao là S hệ thành viên? Chính là và người đàn ông kia tương quan người. Mà người đàn ông kia dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Dãy núi Côn Lôn, linh khí đậm đà, một tòa lòng đất kiến trúc, vô số công nghệ cao máy móc trồng vào trong đó. Không chỉ như vậy, lòng đất linh khí lại so ngoại giới còn muốn đậm đà. Hiển nhiên đây là Long Hồn dùng khoa học kỹ thuật cùng với võ đạo kết hợp kết quả. Căn cứ bên trong, một cái to lớn phòng hội nghị. Ngồi không ít người. Kim lãnh nhạn đứng ở phía trước nhất, trên màn ảnh lớn có Côn Lôn hư linh thành bố trí đồ. Mà vây quanh bàn họp trừ một ít Hoa Hạ và Côn Lôn hư mới quật khởi võ đạo cao thủ bên ngoài, thậm chí còn có liền mấy đạo lung linh phong cảnh tuyến. Vóc người uyển chuyển, giá trị nhan sắc kinh người. Không kém chút nào Hoa Hạ những cái kia cao cấp minh tinh hoa đán. Cái này bên trong liền bao gồm đã từng Huyết Mai Điện Lục Hàn Sương. Bách Lý Hùng con gái Bách Lý Băng. Tỉnh Chiết Giang Chu gia trưởng môn nhân Chu Nhã. Kim lãnh nhạn chỉ màn ảnh lớn, mở miệng nói tất cả vị tiền bối, có một số việc Long Hồn không tiện tiết lộ, nhưng là quả thật cần phải có người mạo hiểm đi một chuyến linh võ đại lục tìm Diệp tiên sinh. Chỉ cần mang một cái tin, nhiệm vụ không tính là phức tạp. Diệp tiên sinh sau khi đi mấy năm, mượn Diệp tiên sinh lưu lại tài nguyên, mọi người cũng đột phá rất nhiều cảnh giới. Thậm chí Diệp tiên sinh một người cố gắng thay đổi toàn bộ võ đạo giới và Côn Lôn hư. Hiện tại tình hình nghiêm trọng, phải có người mạo hiểm đi một chuyến. Nhưng mà ngay tại lúc này, một vòng thân tản ra cực mạnh linh lực chập chờn ông già mở miệng nói, Kim đội trưởng, cụ thể sự việc ngươi nếu không tiết lộ. Lại vì sao phải chúng ta mạo hiểm? Lần trước, Diệp Lăng Thiên và Tôn Di đi linh võ đại lục, đến hiện tại cũng không có tin tức. Biết hay không linh thành truyền tống trận xảy ra vấn đề. Cũng hoặc là, hai người cũng bỏ mạng ở liền linh võ đại lục. Nói cách khác, Diệp thần nhiều năm như vậy chưa có trở về. Không có một chút tin tức, biết hay không?
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ông già lời nói còn chưa nói hết, Kim Lãnh Nhạn chợt vỗ bàn một cái, Viên lão, cơm có thể ăn lung tung, lời không thể nói bậy bạ. Nếu như ngươi cố ý như vậy, vậy thì lăn ra khỏi phòng hội nghị này. Kim Lãnh Nhạn thanh âm mang một chút rùng mình. Từ Kim gia bị tiêu diệt bắt đầu từ ngày đó, từ gia nhập Long Hồn một khắc đó trở đi. Nàng tín ngưỡng chính là Diệp Thần. Mà đây cái ông già tên là Viên Đỉnh Đạo, 10 năm trước bất ngờ xông vào Côn Lôn hư một nơi bí cảnh. Biến mất 10 năm, sau đó bất ngờ trở về. Thực lực có thể nói thông trời, thậm chí vượt qua Hàn Vân. Một năm trước, Hàn Vân và Viên Đỉnh Đạo đánh một trận, Hàn Vân lại bại bởi người này. Viên Đỉnh Đạo ngay tức thì danh tiếng vang xa. Viên Đỉnh Đạo tính cách cao ngạo, không thuộc về Côn Lôn hư Quang Minh Điện, nhưng cũng có một chi cực kỳ cường đại thế lực. Côn Lôn hư mơ hồ có bị khống chế nguy hiểm. Thậm chí những năm này, Hoa Hạ và Côn Lôn hư hoàn toàn không có Diệp Thần tin tức, Quang Minh Điện trung hạ tầng cường giả cực kỳ dao động. Thậm chí liền Quang Minh Điện cao tầng trong lòng mơ hồ cũng làm xấu nhất dự định. Ở mọi người nhìn lại, Diệp Thần quả thật yêu nghiệt hết sức, ở Hoa Hạ cùng với Côn Lôn hư không người nào có thể hám. Nhưng đó là Linh Võ Đại Lục à. Võ đạo cấp bậc và Côn Lôn hư chênh lệch như trời tiệm. Yêu nghiệt đi nữa tồn tại cũng có rơi xuống nguy hiểm. Nếu như Diệp Thần còn sống, tại sao những năm này, không mang theo hồi một cái tin? Dần dần, Côn Lôn hư phần lớn người bị mất cái đó đã từng là tín ngưỡng. Vậy cũng chỉ có một phần chia đang cố gắng kiên trì phần này tín ngưỡng. Kim Lãnh Nhạn chính là một. Giờ khắc này, theo Kim Lãnh Nhạn dày, bầu không khí ngay tức thì ngưng trọng. Kim Lãnh Nhạn ở trẻ tuổi đồng lứa đúng là cường giả. Nhưng nếu như đối mặt Viên Đạo Phong, cũng là cục hẳn phải chết à. Bót! Viên Đạo Phong chợt đứng lên, quanh thân khí thế phóng thích mở. Sau lưng cái ghế ngay tức thì hóa là bột. Một cổ cuồng bạo đợt khí cuộn sạch mở. Đây cũng là Côn Lôn hư võ đạo trình độ cao nhất. Tại chỗ một ít tu vi tương đối thấp người, thậm chí khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Kim Lãnh Nhạn, người khẩu khí thật là lớn. Ta tới Long Hồn. Bất quá là bán vị kia mặt mũi. Còn chưa bao giờ có người dám để cho ta lăn ra khỏi nơi đây. Huống chi, người hẳn so ta rõ ràng hơn, vậy Diệp Thần kết quả lại còn có không có còn sống. Nếu như các người tín ngưỡng thật bỏ mình, huyết linh tộc lại hạ xuống, chỉ có ta Viên Đạo Phong mới có thể bảo vệ các ngươi. Hôm nay ta không giết ngươi, nhưng lần sau nếu như ngươi còn dám dùng loại giọng nói này. Ta thề, ngươi biết chết. Nói xong. Viên Đạo Phong một phất ống tay áo, trực tiếp rời đi chỗ tòa này phòng họp. Ngay tại hắn muốn bước ra cửa phòng họp thời điểm, Viên Đạo Phong chợt dừng lại, nhàn nhạt nói tiếp theo cũng là các vị lựa chọn lúc. Lựa chọn ta, vẫn là lựa chọn vậy bỏ mạng ở Linh Võ Đại Lục tiểu tử. Tín ngưỡng vật này, thật có trọng yếu không? Con đường võ đạo, thực lực là mấu chốt. Linh khí đã bắt đầu dị biến, sinh tử tồn vong để gặp, mảnh đất này. Các ngươi có thể ỷ vào chỉ có ta Viên Đạo Phong. Nói xong, Viên Đạo Phong rời đi. Toàn bộ phòng họp bầu không khí cực kỳ cổ quái. Đột nhiên, có một cái trung niên to lớn nam tử đứng lên, hắn hướng Kim Lãnh Nhạn chắp tay một cái, lựa chọn rời đi. Có cái đầu tiên, thì có cái thứ hai. Rất nhanh, toàn bộ phòng họp đã rời đi một nửa người. Những người này, ở Côn Lôn hư thậm chí còn Hoa Hạ đều là hết sức quan trọng cường giả. Kim Lãnh Nhạn chế trụ nội tâm tức giận, ánh mắt nhìn về phía tại chỗ tất cả người, sau đó, nói, hẳn không có lựa chọn nữa rời đi đi. Có chuyện có thể mọi người đều biết, chúng ta muốn bước lên Linh Võ Đại Lục phải mượn Côn Lôn hư linh thành truyền tống trận. Nhưng là truyền tống trận đã ra vấn đề. Duy nhất ngắn ngủi kích hoạt có thể, chính là phóng thích Diệp Thần lưu lại vậy kiểu đồ. Chỉ có 5% tỷ lệ thành công, một khi thất bại, tình huống liền bết bát hơn. Hơn nữa chỉ có thể truyền tống một người, người kia cũng có thể bị cường đại lực lượng biến dạng. Ta tuy muốn tự mình đi tìm Diệp Thần, nhưng Long Hồn cần ta chấn giữ. Kim Lãnh Nhạn lời còn chưa nói hết, ba đạo thân ảnh chính là đứng lên. Một vị cả người tản ra anh khí, Kim Lão Luyện đuôi ngựa, có nóng vóc người người đẹp, tràn đầy mọi người con ngươi. Bách Lý Băng, một vị trong mắt kiên định lại sát ý, màu đen tác chiến ăn vào phảng phất có một viên lạnh như băng tim. Lục Hàn Sương, một vị phủ mị lại cám dỗ, thậm chí còn mang một chút cấp trên khí chất cao quý.
Chu Nhã. Ba người không chút do dự đứng lên. Các nàng ba người vận mệnh đã sớm bị thay đổi, những năm gần đây, các nàng dù là cố gắng tu luyện, nhưng là luôn cảm giác thế giới thiếu mất cái gì. Hoặc là mỗi một ngày hoàn toàn tỉnh ngộ. Buồn bã sở thất sau lưng là bởi vì là người thanh niên kia không có ở đây. Ba phụ nữ nhìn nhau, đều lộ ra một đạo hiếm có nụ cười. Cười lúm đồng tiền như hoa. Kim Lãnh Nhạn do dự mấy giây, vẫn là nói, lần này chỉ có thể một người đi, Bách Lý Băng, người không thể đi, người phụ thân đã thông báo ta, phải bảo đảm người an toàn. Lục Hàn Sương, người cũng không thể đi, người vậy thấy Viên Đạo Phong thái độ, Quang Minh Điện và Ám Điện cũng hỗn loạn, người và người phụ thân đều cần trấn giữ ổn định nhân tâm. Cuối cùng, Kim Lãnh Nhạn ánh mắt rơi vào Chu Nhã trên mình, Chu Nhã, người nhất định phải thử nghiệm. Linh Thành truyền tống trận, y thần môn đoàn tiền bối cũng không thể bảo đảm, người phải làm xấu nhất dự định. Tất cả người nhìn về phía Chu Nhã, bọn họ cũng cho rằng người sau sẽ do dự. Nhưng là Chu Nhã mắt đẹp nhưng là hơi đông lại một cái, môi đỏ mọng phác họa, ta nhớ năm đó Diệp tiên sinh và ta nói một câu, ta trí nhớ như mới. Hắn nói, người sống nhất thế, dù sao phải là có mục đích và giá trị, lúc ấy Diệp tiên sinh mục đích là báo thù, hắn thực hiện mình giá trị. Mà ta bất quá là tỉnh Chiết Giang của Chu gia một cái nho nhỏ gia chủ. Những năm này, chẳng biết tại sao, ta luôn là tỉnh Mộng Ninh ba cái đó mùa hè nóng bức. Vậy đoạn thời gian, thật để cho ta Chu Nhã sống ra mình giá trị. Hiện tại, vì phần này giá trị, mạo hiểm thì như thế nào? Kim Lãnh Nhạn mắt đẹp có chút kinh ngạc, cuối cùng vẫn gật đầu, được. Côn Lôn Hư, Linh Thành. Ngày xưa huy hoàng Linh Thành đã sớm vào năm đó Lâm Tuyệt Long xuất hiện, hóa là phế tích. Vậy truyền tống trận chỉ có năng lượng vậy dùng để truyền Tôn Di và Diệp Lăng Thiên. Giờ phút này, Linh Thành to lớn truyền tống trận, phân bố vết rách. Thậm chí mơ hồ có vết máu, tựa như nói bi hùng. Một cô gái đứng ở truyền tống trận bên trên. Thiếu nữ tú nhã tuyệt tục, tự có một cổ ôn hòa chi khí, ánh trăng chiếu bắn dưới, như mới tháng sinh choáng váng. Như hoa cây chất tuyết. Không nói hết ôn nhu làm người hài lòng. Chu Nhã từ Diệp Thần rời đi sau đó, liền trấn thủ ở Côn Lôn Hư tu luyện một năm, sau đó, chẳng biết tại sao, liền bắt đầu ở toàn bộ Hoa Hạ du lịch. Chứng kiến rất nhiều phong cảnh, vậy gặp được thế gian bách thái. Tự thân khí chất lại là lấy được loại nào đó thăng hoa. Giờ phút này, nàng nhìn chung quanh hết thảy, gò má trắng nõn bên trên lại mang một chút hà đỏ. Tim nàng ùm đang nhảy. Đây là nhiều năm qua, nàng lần đầu tiên kích động. Mặc dù ngoại giới lời đồn đãi Diệp Thần đã chết tại Linh Võ Đại Lục. Nhưng nàng trong lòng từ đầu đến cuối tin chắc Diệp Thần còn sống. Không chỉ còn sống, thậm chí có thể có liền dung chuyển thiên địa khả năng. Dù là hôm nay truyền tống trận chỉ có 5% tỷ lệ, Chu Nhã vậy không hối hận. Kim Lãnh Nhạn nhìn một cái Chu Nhã, muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn nói, Chu Nhã, người bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Một bên Đoạn Hoài An cũng là nói, Chu Tiểu Thư, năm đó Linh Thành bị hủy sau đó, truyền tống trận đã sớm mất đi linh lực, tỷ số thất bại thật cực cao, mặc dù tìm Diệp Thần cũng là trọng yếu nhất, nhưng vẫn là phải nghĩ lại à. Nếu như người xảy ra chuyện, ta cũng không cách nào hướng ta đổ nhi giao phó. Chu Nhã lông mi mau khẽ run, hít thở sâu. Rồi sau đó đột nhiên nhắm mắt lại. Mở miệng nói, ta chuẩn bị xong, bắt đầu đi. Đoạn Hoài An thở dài một tiếng, một giây kế tiếp, ngón tay bắt pháp quyết, một khối ngọc bội trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trên. Ngọc bội bên trong có khắc một cái hoa hạ chữ Hán. Thần, đây là Diệp Thần năm đó đưa cho Đoạn Hoài An. Y thần môn mặc dù quật khởi, nhưng Diệp Thần rất rõ ràng, nếu như hắn ở Linh Võ Đại Lục có gì ngoài ý muốn, y thần môn cuối cùng sẽ đi về phía xa sút. Mà khối ngọc bội này hàm chứa hắn một giọt máu tươi cùng với ngút trời linh lực. Ít nhất có thể bảo vệ y thần môn và sư tôn một lần. Mà giờ khắc này, Đoạn Hoài An quyết định đem cái này bảo vệ đổi một lần cơ hội. Đồ nhi, hy vọng lần này, chúng ta có thể thành công. Một khắc sau, Đoạn Hoài An một cây châm cứu bắn ra. Giống như trong đêm tối sao rơi. Làm châm cứu chạm được ngọc bội thời điểm, cực hạn năng lượng phun trào. Ngọc bội ngay tức thì nổ tung, giống như sáng chói pháo bông ở trong bầu trời đêm tách thả ra. Cùng thời khắc đó, trên truyền tống trận không hư không lại xuất hiện đạo đạo liệt ngân.
quyền như phong bạo vòng xoáy đột nhiên tạo thành. Mà vậy đã sớm mất đi năng lượng truyền tống trận lại hiện ra từng cơn ánh sáng tím. Kim Lãnh Nhạn quả đấm nắm chặt, thành bại ở chỗ này một lần hành động. Cảnh tượng trước mắt chí ít có thể nói rõ, cái này một lần thành công. Giờ phút này Chu Nhã quanh thân bao quanh một đoàn đặc thù quang. Sẽ ở đó chút quang muốn nối liền bầu trời lúc đó, một chuôi đen nhánh kiếm lại vô căn cứ bay tới. Ai? Canh giữ ở góc Hàn Vân con ngươi đông lại một cái, nhanh chóng hướng một phương hướng đi. Hai cổ lực lượng bỗng nhiên va chạm. Toàn lực xuất thủ Hàn Vân lại lùi lại dòng dã 10 bước. Mà vậy trong bóng tối bóng người lại trở lui toàn thân. Mọi người ánh mắt rơi vào chuôi này đen nhánh phi kiếm bên trên. Phi kiếm phương hướng lại là Chu Nhã. Có thể mọi người muốn ngăn trở, căn bản không còn kịp rồi. Ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Chu Nhã thân thể hoàn toàn tiêu tán. Đi đôi với nàng tiêu tán, còn có chuôi này kiếm đen. Đoàn tiền bối, thành công không? Kim Lãnh Nhạn thời gian đầu tiên hỏi. Đoạn Hoài An gật đầu một cái lại lắc đầu, cuối cùng nhìn về phía Hàn Vân, Hàn lão, ngươi nhưng có bị thương. Hàn Vân lắc đầu một cái, nhưng sắc mặt nhưng là có chút trắng bệch, hắn vậy đục ngầu con ngươi vào giờ khắc này tràn đầy lửa giận. Toàn bộ Côn Lôn hư, mới có thể có như thực lực này không có mấy người. Nhất định là Viên Đạo Phong. Ngày xưa ta nhịn hắn, hắn nhiều lần đối với điện chủ làm nhục, càng làm cho Quang Minh Điện hơn vậy dao động. Lần này lại là mưu toan phá hoại Chu tiểu thư truyền tống. Khẩu khí này ta không nhịn được. Ta sẽ đi ngay bây giờ tìm hắn. Cho dù chết ta muốn Viên Đạo Phong trả giá thật lớn. Ngay tại Hàn Vân chuẩn bị lên đường lúc đó, Đoạn Hoài An lên tiếng, Hàn lão, người hiện tại đi, liền là chúng Viên Đạo Phong kế. Những năm này Diệp Thần không có ở đây, hắn đã sớm đối với Côn Lôn hư mắt lom lom. Người thành tựu Quang Minh Điện điện chủ một trong, người như lúc này đối với Viên Đạo Phong ra tay, Viên Đạo Phong liền có lý do đối với Côn Lôn hư ra tay. Đến lúc đó không chỉ linh khí dị biến uy hiếp không có giải trừ, càng làm cho toàn bộ Côn Lôn hư rơi vào thủy sinh nóng như lửa tới giữa à. Hàn Vân dừng người lại, hai tròng mắt như cũ lửa giận, Đoàn trưởng môn, vậy tiếp theo nên làm cái gì? Mới vừa rồi phi kiếm kèm theo Chu tiểu thư cùng nhau biến mất. Vậy hư không chảy loạn bên trong, Chu tiểu thư như bị thương, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi à. Đoạn Hoài An thần sắc ngưng trọng, nhìn một cái trống rỗng truyền tống trận, hồi lâu, mới nói, cái này cũng chỉ có thể xem Chu mạng tiểu thư. Bất quá Chu tiểu thư và đồ nhi ta vận mệnh tương quan, hẳn không sẽ như vậy chết hiểu. Chỉ bất quá, mang tin tức cho đồ nhi ta, định trước không có thuận lợi như vậy. Chúng ta duy nhất có thể làm chính là cùng. Một khi Diệp Thần trở về, đừng nói Viên Đạo Phong, chính là vậy linh khí dị biến, cũng không cách nào dung chuyển mảnh đất này. Cùng lúc đó, hư không chảy loạn bên trong. Chu Nhã chỉ cảm thấy mình thân thể dường như muốn biến dạng. Nàng tu vi ở Hoa Hạ quả thật không tệ, nhưng hiện tại phải đi là Linh Võ Đại Lục. Phải chịu lực lượng không phải nàng có thể tưởng tượng. Nàng cố gắng mở mắt ra, thấy rõ chung quanh hết thảy. Mơ hồ tới giữa, có một đạo ánh sáng. Chu Nhã biết, chỉ phải xuyên qua vậy đạo quang sáng. Là có thể tìm Diệp Thần. Nàng phải tìm được Diệp Thần. Cứ việc biến dạng vậy lực lượng phải chiếm đoạt nàng thân thể, nhưng là nàng vẫn là từng bước hướng phía trước đi tới. Đến gần Quang Minh, như năm đó tỉnh Chiết Giang cái đó một gặp mưa gió liền hóa rồng nam tử. Nhưng mà, ngay tại nàng hết sức đến gần vậy hư không xuất khẩu thời điểm. Dị biến nổi lên, một chuôi màu đen phi kiếm từ phía sau lưng tấn công tới. Cực hạn sát ý thậm chí để cho Chu Nhã thân thể mềm mại run rẩy. Cổ lực lượng này nàng không chịu nổi. Nàng thậm chí liền quay đầu tư cách cũng không có. Cảm thụ chung quanh hết thảy, Chu Nhã vậy kiên định tròng mắt đột nhiên mở đi. Chẳng lẽ, ta liền Linh Võ Đại Lục cũng bước vào không đi vào sao? Chẳng lẽ, ta liền Diệp tiên sinh một lần cuối cũng không cách nào thấy. Liền tại phi kiếm muốn xuyên thấu Chu Nhã thân thể lúc. Chu Nhã lòng bàn tay vậy mấy viên phổ thông đá chuỗi thành một đạo xấu xí vô cùng dây truyền lại dạo rực ra một chút sóng gợn. Rồi sau đó, một đạo kim sắc bình phong che chở đột nhiên ở Chu Nhã trên mình lóe lên. Phi kiếm kia tốc độ lại bị trệ chậm rất nhiều. Đây là Diệp Thần năm đó đưa cho Chu Nhã hộ thân vòng tay. Linh thạch kết hợp phù văn.
thậm chí ẩn chứa một giọt máu tươi. Mặc dù lúc ấy Diệp Thần tu vi không tính là quá cao, nhưng bổn mạng phù văn kết hợp máu tươi có thể bộc phát ra lực lượng, không phải người bình thường có thể chống lại. Cho dù như vậy, phi kiếm vẫn là hơi thiên chuyển, đâm vào Chu Nhã sau lưng. Ngay tức thì xuyên qua. Nếu như người bình thường, bị viên đạo phong một kích này, tất nhiên ngay tức thì hóa là bụi bặm. Nhưng Diệp Thần vậy đạo luyện chế vòng tay nhưng là cứu Chu Nhã một mạng. Chu Nhã thân thể chỉ như vậy ngã ở hư không chảy loạn lối đi bên trên. Áo quần màu trắng, ngay tức thì nhuốm máu. Như một đóa đóa nụ hoa đợi thả hoa mai. Chu Nhã tầm mắt dần dần mơ hồ, nhưng nàng như cũ chăm chú nhìn chằm chằm vậy đạo quang sáng. Nàng cố gắng lấy tay hướng cuối leo đi. Nàng cả đời này chưa bao giờ cảm giác qua như vậy không giúp. Nhưng là nàng biết, nàng phải thấy Diệp Thần. Nàng tin tưởng Diệp Thần còn sống. Diệp Thần có thể là hoa hạ hy vọng. Cũng có thể là thay đổi hiện tại cách cục lớn nhất cậy vào. Phốc! Chu Nhã khạc ra một hơi đỏ bừng máu tươi. Ở nàng khoảng cách vậy đạo quang sáng còn có một mét địa phương ngừng lại. Nàng không có khí lực. Nếu như cho nàng đầy đủ thời gian, nàng có lẽ có thể khôi phục. Nhưng là chung quanh không gian chảy loạn không ngừng hướng Chu Nhã cuộn sạch. Lấy nàng trạng thái, nếu như đụng chạm, tất nhiên bị vô tình biến dạng. Chu Nhã tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, thậm chí sinh ra ảo giác. Một cái hai tay chắp sau lưng, ăn mặc quần áo thường thanh niên chỉ như vậy đứng ở trước mặt nàng. Loại cảm giác quen thuộc này để cho Chu Nhã ngạc nhiên mừng rỡ. Diệp Thần, nàng dùng hết khí lực đi đụng chạm đạo thân ảnh kia. Nhưng hết thảy cuối cùng là hoa trong gương, trăng trong nước. Ảo ảnh thanh niên lên tiếng. Chu Nhã, có ta Diệp Thần ở đây, thế gian không người dám động ngươi. Nhưng hiện tại, người muốn bước ra một bước cuối cùng. Đó là đối với vận mệnh những ràng buộc chống lại. Biết chưa? Chu Nhã ngẩn ra, chợt vậy ảm đạm trong mắt lại xuất hiện vẻ kiên định. Nàng cố gắng chống đỡ thân thể đứng lên. Đây hoàn toàn là ý chí chống đỡ. Nàng bước ra một bước. Nghênh hướng quang minh. Sau lưng không gian chảy loạn toàn bộ tiêu tán. Mà Chu Nhã thân thể cũng bị ánh sáng chiếm đoạt. Nàng vậy nhuốm máu. Nhìn thấy mà giật mình thân thể chỉ như vậy từ trời cao rơi xuống. Cao như vậy khoảng cách, đối với một cái trọng thương thiếu nữ mà nói, tuyệt đối là chỗ chết. Cũng may Chu Nhã truyền tống vị trí vừa lúc là một phiến đổ sộ hồ. Rào! Nước văng khắp nơi. Chu Nhã thân thể chỉ như vậy chìm vào đáy hồ. Đáy hồ vô số hải thú lại hướng cái phương hướng này cuốn tới. Sống chết chỉ ở trong nhất niệm. Mà Chu Nhã... chính là cảm giác được một cổ cưỡng chế cảm giác hít thở không thông cuốn tới, hôn mê Chu Nhã trong mắt mở ra. Nếu là không có cái này cảm giác hít thở không thông, nàng căn bản không có thể tỉnh lại. Một giây kế tiếp, tay nàng chỉ bắt pháp quyết, một viên đan dược lẫn vào nước biển này vào bên trong cơ thể. Yếu ớt thân thể hòa hoãn mấy phần. Nàng không ngừng hướng trên bờ bơi đi. Mấy phút sau, một đạo toàn thân ướt đẫm thân thể mềm mại leo lên bờ hồ. Chu Nhã khom người, mờ mịt nhìn trước mắt hết thảy. Hoang vu, sát ý, trừ linh khí đậm đà ngoài ra, hoàn toàn và nàng lý tưởng ở giữa linh võ đại lục có chênh lệch thật lớn. Đây chính là linh võ đại lục. Ta nên như thế nào tìm Diệp Thần? Ta thương thế nặng như vậy, nơi đây còn có quy tắc hạn chế, ta căn bản không có thể xem ở Côn Lôn hư như vậy tự nhiên. Thôi, trước chữa thương, nếu là không có Diệp Thần vậy đạo bùa hộ mạng. Ta có thể đã sớm chết rồi. Xuất thủ chỉ sợ là viên đạo phong, lại như vậy hèn hạ. Như ta đem tin tức mang tới, chính là ngươi ngày rỗ. Chu Nhã biến mất ở linh thành thời điểm, mơ hồ thấy được đối với nàng xuất thủ bóng người. Nàng vậy học hỏi qua Hàn Vân và viên đạo phong đánh một trận. Vậy linh khí và lực lượng cảm giác quen thuộc, không sai được. Không nghĩ nhiều nữa, Chu Nhã ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển công pháp. Nàng phải mau sớm khôi phục. Nếu không, ở nơi này phiến không biết đất đai, có thể không có thấy Diệp Thần, liền chết tại những yêu thú kia miệng. Đế Uyên Điện. Một tòa u tĩnh chi địa. Một cái tóc trắng nam tử tay cầm con cờ, đang khổ tư. Hồi lâu, hắn lộ ra một đạo tà mị nụ cười, rơi xuống một con trai. Mà làm hắn rơi xuống một con trai thời điểm, đối diện con cờ vậy toàn bộ tiêu diệt. Rất hiển nhiên, hắn thắng.
Tóc trắng nam tử hai chỉ đem trước mặt mình con cờ cầm lên, lẩm bẩm nói, nhiều ngày như vậy nghiên cứu, Hoa Hạ cờ tướng cuối cùng lĩnh ngộ chân đế. Có ý tứ, quá có ý tứ. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào hắc ám bên trong, lạnh lùng nói, Hiên Viên Mặc Tà bên kia như thế nào? Nhưng mà, bóng đen kia nhưng là trả lời, Thiên Đạo Cung đã khép kín, Hiên Viên Mặc Tà tránh ở trong đó. Tóc trắng nam tử con ngươi híp lại, luân hồi chi chủ lúc nào biến thành cái loại này con rùa đen rút đầu. Bóng đen tiếp tục nói, có cần hay không vận dụng vậy đạo lực tính, cưỡng ép xóa đi Hiên Viên Mặc Tà. Tóc trắng nam tử trầm tư chốc lát, mở miệng nói, Hiên Viên Mặc Tà là luân hồi chi chủ, mặc dù có đủ loại dấu hiệu bề ngoài, nhưng ta luôn cảm giác có chút kỳ hoặc. Ta biết người này võ đạo tựa hồ và luân hồi không liên quan. Hơn nữa, luân hồi chi chủ tính tình ta biết, hắn tin quá làm tốt, một lòng muốn thần bảo vệ nước con dân. Đã như vậy, không ngại để cho một ít người thăm dò một chút để. Thiên ma nhất tộc tình huống chiến đấu như thế nào? Có từng chinh phục thần quốc? Bóng đen thành thật trả lời, điện hạ, hai lần đều thất bại. Tóc trắng nam tử ngẩn ra, trong mắt hiện lên từng cơn màu máu, mơ hồ có phù văn ở trong con ngươi lưu chuyển. Cho ta một cái lý do. Bóng đen kia tiếp tục nói, nghe nói là bởi vì là một cái kêu Diệp Thần nam tử. Căn cứ điều tra, người này liền là tới từ Hoa Hạ. Còn nữa, vị kia xuất hiện ở thượng giới thần bí nam tử cũng cùng nơi đây có liên quan. Tóc trắng nam tử ánh mắt đông lại một cái, đột nhiên, trong tay con cờ ngay tức thì hóa là bột. Hoa Hạ lòng đất dị biến, bọn họ hẳn còn chưa phát hiện đi. Cái đó gọi Diệp Thần, để cho ta rất không thích, ta không có quá nhiều kiên nhẫn. Đem lời chuyển báo cho lãnh gia cùng với Ma Hoàng, thần quốc diệt thế kiếp đến, thần quốc phải tiêu diệt, ta không chờ được lâu như vậy. Ta hy vọng, hắn mau sớm hành động. Phái người mạnh nhất nhổ cỏ tận gốc. Thuận tiện xem Hiên Viên Mặc Tà lần này thái độ. Bóng đen kia ngẩn ra, nếu như cưỡng ép trước thời hạn diệt thế kiếp, đây chính là phá hoại quy tắc việc lớn à. Còn chưa cùng hắn phản ứng, thanh âm lạnh như băng kia vang lên lần nữa. Thời gian kéo càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi, thiên ma đám phế vật này, nếu như lần này thất bại nữa, cũng chưa có quá hơn giá trị lợi dụng. Nếu như Ma Hoàng kiêng kỵ diệt thế tài ương quy tắc, vậy lần này sẽ để cho hắn vị kia tươi đẹp ma tộc thiên phú người thừa kế ra tay. Để cho bọn họ lập tức lên đường, bất kể hết thảy hậu quả. Ta muốn biết, Hiên Viên Mặc Tà thành tựu luân hồi chi chủ, có thể nhịn tới khi nào. Vực ngoại, Ma Hoàng cung điện. Ma Hoàng ngồi tại đại điện phía trên nhất, ngồi xếp bằng. Đột nhiên, trong mắt hắn mở ra. Người tới người nào? Một đạo bóng đen nhàn nhạt hiển lộ. Bóng đen bị áo bào đen che lấp, xem không thấy bất kỳ mặt mũi. Ma Hoàng hơi biến sắc mặt, đứng lên, chắp tay nói, nguyên lai là Đế Uyên Điện, không biết. Còn chưa cùng Ma Hoàng lời nói xong, áo bào đen dưới bóng dáng liền truyền tới tiếng trầm thấp, điện chủ đối với ngươi hai lần ra tay cực kỳ không hài lòng. Phái ra ngươi mạnh nhất thủ hạ, giải quyết thần quốc cùng với Diệp Thần. Ma Hoàng ngẩn ra, bất thình lình mệnh lệnh là tình huống gì? Nhưng mà diệt thế kiếp chưa đến, hiện đang xuất thủ, biết hay không? Lời còn chưa nói hết, lần nữa bị cắt đứt. Không cần ngươi ra tay, phái ra bên người ngươi người mạnh nhất. Trong lòng ngươi chắc có câu trả lời. Ma Hoàng sắc mặt cực kỳ biến hóa, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu nói, ta sẽ phái ra thiên ma nhất cái thiên phú người. Hắn thiên phú truyền thừa tại ta, cũng là ta huyết mạch duy nhất người thừa kế. Chỉ cần lại cho hắn 100 năm. Đủ để vượt qua ta thực lực. Ta vốn dự định để cho hắn ở thần quốc diệt thế tai ương và ta đồng loạt ra tay. Ta nghĩ, bây giờ là hắn chứng minh mình lúc. Cùng lúc đó, Diệp Thần đoàn người trở lại Phục Ma Điện, đại chiến kết thúc, mọi người đều cảm mệt mỏi, liền mỗi người an nghỉ. Diệp Thần đem Tiểu Hoàng nhận được luân hồi mộ địa bên trong đi, một mình bế quan tu luyện. Phong cách cổ xưa trong phòng tu luyện, Diệp Thần ngồi xếp bằng, ở trước mặt hắn. Lơ lửng một bức sách cổ hình vẽ, chính là hắn kiếp trước pháp bảo, Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ. Hắn cảm thấy mình huyết mạch, và Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ tới giữa, thì có một tầng chặt chẽ liên lạc, căn bản không cần tận lực tế luyện, cái này Hoàng Tuyền Đồ đã thành hắn bổn mệnh pháp bảo, phảng phất là trời xanh bộ phận. Giao, giao, giao. Từng luồng Hoàng Tuyền bảo quang, không ngừng bồi dưỡng Diệp Thần mạch máu,
hắn đại chiến hao tổn chân nguyên, vào giờ khắc này, lại là nhanh chóng hồi phục, cả người trạng thái, khôi phục rất nhanh đến đỉnh cấp. Thật hùng hồn hơi thở. Diệp Thần ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần, cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, không hổ là xếp hạng thứ nhất Hồng Mông Chí Bảo, linh khí quá hùng hậu, một chút hơi thở bồi bổ, cũng để cho hắn nhanh chóng phục hồi như cũ, giảm bớt rất nhiều điều dưỡng phiền toái. Hơn nữa, ở Hoàng Tuyền Đồ chấn động hạ, kiếp trước nhân quả sương mù dày đặc, từng tầng một mở ra, Diệp Thần mơ hồ tới giữa thấy được nhiều bí mật hơn. Nguyên lai hắn kiếp trước, bị nhật tinh ánh trăng, ngây thơ tú, hồng mông nguyên khí bồi bổ, vừa sanh ra liền có Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ và lục đạo luân hồi pháp, có thể nói là ứng thiên mà sống, nhất định phải sáng tạo luân hồi, chấn phục chư thiên tồn tại. Cho nên, Hoàng Tuyền Đồ là hắn cùng bẩm sinh tới pháp bảo, căn bản không cần tế luyện, hiện tại vật quy nguyên chủ, hắn dĩ nhiên là Hoàng Tuyền Đồ chủ nhân. Đi vào xem, Hoàng Tuyền Đồ bên trong, tự thành một khối thế giới, có núi xuyên cỏ cây, linh phong núi lớn, bầu trời mặt đất, thác nước phi lưu, Diệp Thần lúc này thân thể thoáng một cái, chui vào Hoàng Tuyền Đồ trong thế giới. Mảnh thế giới này, thiên thanh tú, linh khí hòa hợp, ngược lại là một cái tu luyện địa phương tốt, nhất chọc người nhìn chăm chú, chính là một cái ở phương xa chảy sông dài, nước sông cuồn cuộn, thanh âm niếc tai, từng tia cổ xưa ánh sáng vàng không ngừng tràn ngập ra. Đây chính là Hoàng Tuyền sông sao. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, đi tới bờ sông, chỉ cảm thấy Hoàng Tuyền trong sông, linh khí đặc biệt dày đặc, tựa hồ có thể tẩy hết thảy nghiệp đếm tội nghiệt. Lên, bàn tay hắn vừa nhấc, thử nghiệm điều động Hoàng Tuyền sông lực lượng, nhưng kinh ngạc được phát hiện, mỗi một giọt nước suối vàng, so tinh cầu vẫn thạch còn muốn nặng nề, lấy hắn thực lực, lại có thể không cách nào điều động. Một giọt nước, lại có thể so chục nghìn tấn vẫn thạch còn nặng nề. Diệp Thần lui về phía sau một bước, mặt đầy kinh ngạc, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khó trách Mạc Huyết Minh gặp phải nước suối vàng đánh vào, ngay tức thì liền bị thương, nặng như vậy giọt nước, chỉ là sức nặng là có thể đè chết người. Mà Hiên Viên Mạc Tà, lại có thể kêu gọi sông dài vậy nước Hoàng Tuyền, có thể tưởng tượng được, hắn thực lực có đáng sợ dường nào. Chí ít bây giờ Diệp Thần, liền một giọt nước Hoàng Tuyền cũng không tới, hắn và Hiên Viên Mạc Tà cảnh giới chênh lệch. Một cái là giọt xương giọt nước, một cái là trường giang sông lớn, hoàn toàn không thể như nhau. Đặc biệt là Hiên Viên Mạc Tà tu luyện tinh đế hạo nhiên khí, trên người có tinh không đại pháp, lực lượng lại là hùng hồn khủng bố, đã sắp đến gần thượng giới, càng không phải là Diệp Thần có thể so sánh. Ta phải nhanh một chút tu luyện, mau sớm trở nên mạnh mẽ. Diệp Thần nắm quyền một cái, lần này đại chiến, cũng để cho hắn cảm ngộ lương nhiều. Hắn chỉ muốn mau sớm tu luyện trở nên mạnh mẽ, là sắp đến diệt thế đại kiếp làm chuẩn bị. Có Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, hắn kiếp trước huyết mạch, hơi thở thật to hồi phục, tu luyện vậy sẽ đơn giản rất nhiều, muốn đến rất nhanh là có thể tấn thăng. Lập tức Diệp Thần ở Hoàng Tuyền Đồ trong thế giới, ngồi xếp bằng, yên lặng tu luyện, nơi này linh khí so ngoại giới còn đậm đà, ở chỗ này tu luyện, tăng thêm so ngoại giới còn lớn hơn. Từng tia linh khí không ngừng hội tụ ở Diệp Thần trên mình, Diệp Thần đang tu luyện gian, bỗng nhiên cảm thấy luân hồi mộ địa dị động, ngưng thần vừa thấy, nhưng gặp có ba tấm bia đá, không ngừng chấn động. Tân đại năng muốn xuất thế. Diệp Thần ánh mắt trợn to, liền nghe ầm một tiếng, ba tấm bia đá kịch liệt lay động, ba đạo hào hùng bóng người, từ luân hồi mộ địa bên trong bay vút lên ra. Cái này ba đạo thân ảnh, một người lưng đeo trường kiếm, một người phù văn vần quanh, một người nói khí ngất trời. Hơi thở đều là khoáng đạt cuồn cuộn, vô cùng uy vũ. Hoàng Tuyền kiếm tổ, Hoàng Tuyền thuật tổ, Hoàng Tuyền đạo tổ. Diệp Thần vừa nhìn thấy cái này ba người, thiên nhãn thấy rõ dưới, tầng tầng nhân quả sương mù dày đặc mở ra, ngay tức thì dòm ngó thấy ba người thân phận. Nguyên lai ba vị này đại năng, phân biệt kêu Hoàng Tuyền kiếm tổ, Hoàng Tuyền thuật tổ, Hoàng Tuyền đạo tổ, hợp xưng Hoàng Tuyền tam tổ, ba người sống ở thần quốc, chứng đạo vực ngoại, uống nước suối vàng. Tu Hoàng Tuyền chi đạo, bị kẹt trước tu vi đều là thánh tổ cảnh trung kỳ, vô cùng mạnh mẽ, phân biệt lấy kiếm pháp, thuật pháp, đạo pháp độc bộ thiên hạ, ở thời đại thượng cổ, vậy từng sông hạ hiển hách danh tiếng. Cái này, đây là Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, lại là Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ. Hoàng Tuyền Thánh Hà, Hoàng Tuyền Thánh Hà đang ở trước mắt. Ha ha ha, trời không tuyệt ta, có điều này Hoàng Tuyền Thánh Hà, chúng ta ba huynh đệ nghịch thiên cải mệnh, dễ như trở bàn tay. Ba vị đại năng vừa xuất hiện,
ánh mắt liền nhìn về Hoàng Tuyền Sông, lộ ra mừng như điên nóng rực thần sắc, hoàn toàn không thấy Diệp Thần, tung người hướng Hoàng Tuyền Sông bay vút đi. Diệp Thần thiên nhãn thấy rõ dưới, tự nhiên dòm ngó thấy rất nhiều nhân quả. Nguyên lai hắn kiếp trước, vì chấn phục chư thiên, ở rất nhiều tội nghiệt sâu nặng địa phương, cũng mở ra Hoàng Tuyền kênh sông, lấy nước Hoàng Tuyền đáng địch tà ma, cọ rửa oan hồn, thành lập mình thống trị. Có vô số người tu luyện, cũng dựa vào nước Hoàng Tuyền mà sống, cái này Hoàng Tuyền tam tổ, chính là hấp thu Hoàng Tuyền sông năng lượng, nghịch thiên đột phá người xuất sắc. Cái này một tí, bọn họ thấy nước Hoàng Tuyền ngọn nguồn, tất nhiên hưng phấn không thôi, rối rít phi thân lao đi. Nhưng là, khi bọn hắn đến gần Hoàng Tuyền sông thời điểm, một cổ đáng sợ cấm chế ánh sáng, nhưng là bỗng nhiên sáng lên, hung hăng hướng ba người lướt đi. Không tốt! Ba người sắc mặt đại biến, lật đật lui về phía sau, vậy cấm chế tinh mang xuyên qua hư không, đánh ở xa xa trên một ngọn núi, nhất thời đem cả ngọn núi cũng phá hủy. Nguyên lai Hoàng Tuyền Thánh Hà, chỉ có Diệp Thần có thể sử dụng, người ngoài là không tới, một khi đến gần, Hoàng Tuyền cấm chế liền sẽ tự động bùng nổ, bảo vệ nước Hoàng Tuyền tinh khiết. Ba vị tiền bối, không có sao chứ? Diệp Thần đứng dậy, chỉ cảm thấy Hoàng Tuyền tam tổ hơi thở, vô cùng cường đại, đều là thánh tổ cảnh trung kỳ, nếu như ba người liên thủ, đủ để chống lại Hiên Viên Mạc Tà 1-2. Nếu như ba vị này đại năng, sớm một chút hồi phục nói, thí sư đại hội chiến đấu, Diệp Thần cũng sẽ không như vậy chật vật. Bất quá, nếu như không phải là đoạt lại Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ, có Hoàng Tuyền sông hơi thở kích thích, ba vị này đại năng cũng không khả năng hồi phục. Thằng nhóc, ngươi là Luân Hồi Chi Chủ chuyển thế. Tu Vi làm sao nhỏ yếu như vậy? Hoàng Tuyền tam tổ nhìn Diệp Thần, tự nhiên biết Diệp Thần là nơi đây chủ nhân, cũng chính là Luân Hồi Chi Chủ chuyển thế. Ở thời đại thượng cổ, bọn họ dựa vào nước Hoàng Tuyền tu luyện, đối đãi Luân Hồi Chi Chủ, là người trên trời vậy cung kính. Nhưng hiện tại, ba người gặp Diệp Thần Tu Vi, chỉ có hỗn độn cảnh 6 tầng thiên, nhất thời rất cao mày, không nghĩ tới ngày xưa nhảy vút hoành thiên đất Luân Hồi Chi Chủ, hôm nay lại luân lạc tới tình cảnh này. Tiểu bối võ đạo nhỏ, để cho ba vị tiền bối chê cười. Diệp Thần khẽ cười khổ, hắn cảnh giới Tu Vi, đích xác là quá thấp, hiện tại chỉ muốn mau sớm tu luyện trở nên mạnh mẽ. Thôi, ta có dự cảm, diệt thế đại kiếp buông xuống, đến lúc đó, người điểm này Tu Vi, hoàn toàn không đủ xem, đến lúc đó, vẫn là phải chúng ta ba người ra tay tương trợ. Hoàng Tuyền đạo tổ bấm ngón tay tính toán, nhất thời dòm ngó thấy diệt thế đại kiếp nhân quả, hắn tinh thông đạo pháp, suy diễn thủ đoạn ngược lại là khá là lợi hại. Thằng nhóc, mau tháo ra Hoàng Tuyền Thánh Hà cấm chế, để cho anh em chúng ta ba người tu luyện. Hoàng Tuyền thuật tổ vậy đứng dậy, bọn họ uống nước suối vàng, tu Hoàng Tuyền chi đạo, nếu như có thể bước vào Hoàng Tuyền Thánh Hà tu luyện, tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Xin lỗi, ba vị tiền bối, ta tu vi nhỏ, nhưng là không giải được cấm chế. Diệp Thần cười khổ lắc đầu một cái, hắn mặc dù là Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ chủ nhân, nhưng tự thân cảnh giới tu vi chưa đủ, căn bản không thể vận dụng Hoàng Tuyền đồ lực lượng, cái này Hoàng Tuyền Thánh Hà cấm chế, tự nhiên vậy không có biện pháp mở ra. Phỏng đoán phải chờ tới thiên thần cảnh, hắn mới có thể bước đầu vận dụng Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ, trước lúc này, hắn liền một giọt nước Hoàng Tuyền cũng không lấy ra, chớ nói chi là mở ra cấm chế. Ngươi liền cấm chế cũng không mở ra. Hoàng Tuyền tam tổ trợn to hai mắt, nhưng là có chút kinh ngạc, giọng không khỏi được mang theo một chút khinh thường. Xem ra ngày xưa ngang qua vạn giới Luân Hồi Chi Chủ, hôm nay là hoàn toàn chết. À, chúng ta ba người đi theo ngươi, sợ là tiền đồ không sáng à? Thôi, ngươi tự thu xếp ổn thỏa, chúng ta đi, ở ngươi không có đầy đủ thực lực, mở ra Hoàng Tuyền Thánh Hà cấm chế trước, không muốn kêu gọi chúng ta đi ra. Ba vị đại năng lời nói, tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mùi vị, rối rít trở lại Luân Hồi mộ địa bên trong đi. Chờ một chút. Nhưng mà, cái đó gọi Hoàng Tuyền kiếm tổ đại năng, lại đột nhiên xoay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần bên hông sát kiếm. Ồ, thanh kiếm này. Hoàng Tuyền kiếm tổ mở to hai mắt, nói, thằng nhóc, mượn ta xem. Nghe vậy, Diệp Thần do dự mấy giây, vẫn là đem sát kiếm cởi xuống, giao cho Hoàng Tuyền kiếm tổ. Hoàng Tuyền kiếm tổ cong ngón tay bắn ra, đánh ở trên thân kiếm, một hồi réo rắt kiếm ngân vang nhất thời phát ra, đãng tâm hồn người. Người thanh kiếm này, lại là tồn tại trong truyền thuyết. Phẩm cấp mặc dù nhìn không thấu,
nhưng có chút xem cao nhất Nguyên binh. Hoàng Tuyền kiếm tổ vuốt ve thân kiếm, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cao nhất Nguyên binh, tiền bối, cái gì là cao nhất Nguyên binh? Diệp Thần một hồi nghi ngờ. Hoàng Tuyền kiếm tổ nói, Nguyên binh, chính là dùng nguyên thuật chế tạo binh khí, có sát phạt thiên địa uy lực, chỉ là chiến đấu mà sống, dựa theo phẩm chất, có thể phân chia nhỏ Nguyên binh, lớn Nguyên binh, cao nhất Nguyên binh, người thanh kiếm này, nhưng là ẩn chứa vô thượng nguyên khí, đáng tiếc kiếm nguyên bị tổn thương, phẩm chất thật to rơi xuống, tựa hồ còn có cấm chế những ràng buộc, uy lực xa xa kém hơn đỉnh cấp thời điểm. Nguyên binh, nguyên thuật chế tạo binh khí. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, nhất thời dòm ngó thấy rất nhiều nhân quả. Nguyên lai Nguyên binh, là giữa trời đất sát khí bén nhọn nhất binh khí. Và 33 thiên hồng mông chí bảo không cùng, hồng mông chí bảo là thiên địa tạo hóa thành pháp bảo, mà Nguyên binh, cũng không phải pháp bảo, là thuần túy binh khí, chỉ là chiến đấu mà sống, một đúc đi ra, liền nhất định phải sát phạt thiên hạ, chiến phá hết thảy, đại biểu cuối cùng võ đạo chiến ý. Có thể nói, Nguyên binh là thuần túy tồn tại, chỉ có chiến đấu võ ý, chỉ dùng tới giết người, không giống 33 thiên hồng mông chí bảo như vậy lòe loẹt. Diệp Thần lại không nghĩ rằng, nguyên lai hắn cái này cầm sát kiếm, lại là trong truyền thuyết cao nhất Nguyên binh, chuyên là sát phạt mà sống, đáng tiếc bị tổn thương quá nghiêm trọng, vậy không phát huy ra đỉnh cấp uy lực. Hoàng Tuyền kiếm tổ một phen, ngược lại để cho Diệp Thần phá vỡ sương mù dày đặc, thấy được rất nhiều tu luyện cuối cùng bí ẩn. Nguyên thuật, Nguyên binh, Nguyên đan, ba người bên trong, Nguyên đan giá trị thấp nhất, bởi vì đan dược là ngoại vật, chỉ có thể tăng thêm phụ trợ, không thể dao động căn bản, đứng đầu cao thủ, đều là từ núi thây biển máu bên trong bỏ ra, không có dùng đan dược chất đống. Mà Nguyên thuật và Nguyên binh, nhưng là vô cùng chân quý, một cái chủ nội, một cái chủ ngoại. Nguyên thuật là nội công căn cơ, Nguyên binh là bên ngoài sát thương. Nguyên thuật làm thể, Nguyên binh là dùng. Đơn thuần chỉ có hồng mông chí bảo, không có Nguyên binh mà nói, sát phạt nhuệ khí chưa đủ, khó mà trấn áp thiên hạ khí vận. Trước nhất thế, Diệp Thần chính là ăn Nguyên binh thua thiệt, trên đầu không có đủ thật lợi hại Nguyên binh, không gánh nổi luân hồi cơ nghiệp, cuối cùng bị Huyền Cơ Nguyệt chu diệt. Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ và lục đạo luân hồi pháp, có thể để cho hắn sáng tạo khoáng đạt cơ nghiệp, nhưng không có Nguyên binh bảo vệ, tay không đồ sắc bén, mũi nhọn từ suy, chết cũng là chuyện đương nhiên. Đánh Giang Sơn dễ dàng, thủ Giang Sơn khó khăn, chính là cái đạo lý này. Nhưng cái này nhất thế, hắn nhưng là có Nguyên binh nơi tay, hơn nữa còn là cao nhất Nguyên binh, một khi khôi phục mũi nhọn, tuyệt sẽ không lại tái diễn bi kịch của kiếp trước. Thằng nhóc, ta cũng chỉ là suy đoán, thậm chí kiếm này có thể vượt qua Nguyên binh vậy nói không chừng, đúng rồi, ta muốn dung nhập vào sát kiếm chứng đạo, trở thành sát kiếm kiếm hồn, ngươi thấy thế nào? Hoàng Tuyền kiếm tổ lộ ra nóng rực ánh mắt, cái này cầm sát kiếm là cao nhất Nguyên binh, một khi mũi nhọn khôi phục, hắn thân là kiếm hồn, cũng có thể được thiên đại công đức, có không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Tiền bối, cái này. Nghe Hoàng Tuyền kiếm tổ thỉnh cầu, Diệp Thần nhưng mặt lộ vẻ khó xử, bởi vì, sát kiếm đã có kiếm hồn Huyền Hàn Ngọc. Hắn lúc này lắc đầu một cái, nói, xin lỗi, tiền bối, thanh kiếm này, bên trong đã có kiếm hồn. Xin thứ cho ta không thể đáp ứng. Kiếm kia hồn là ai, kêu nàng đi ra, ta muốn theo nàng so một chút, xem ai lợi hại. Hoàng Tuyền kiếm tổ thổi lỗ mũi trợn mắt, một mặt không phục hình dáng. Cái này thiên đại cơ duyên, liền bày ở trước mặt mình, hắn có thể không muốn bỏ qua. Chỉ cần trở thành sát kiếm kiếm hồn, ngày sau kiếm nguyên khôi phục, hắn không biết có nhiều ít chỗ tốt. Tiền bối, ta nói, thanh kiếm này đã có kiếm hồn. Mời đừng để cho ta khó xử. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nhưng là kiên quyết. Hoàng Tuyền kiếm tổ trong lòng rét một cái, mơ hồ tới giữa, nhưng thấy được kiếp trước luân hồi chi chủ mũi nhọn, lập tức không dám nói nữa tiếng nói, cầm sát kiếm vẫn còn cho Diệp Thần, nói, vậy coi như, ta cũng không cùng ngươi so đo, chờ ngươi thực lực tinh tiến, có thể mở Hoàng Tuyền thánh hà cấm chế, lại bảo chúng ta đi ra đi. Dứt lời. Hoàng Tuyền kiếm tổ cũng trở về luân hồi mộ địa bên trong. Diệp Thần ánh mắt ngưng trọng, trong đầu nghĩ, ba vị này đại năng tính tình cổ quái, sau này gặp phải nguy hiểm, muốn cho bọn họ giúp ta giúp một tay, sợ rằng không dễ dàng. Nghe Hoàng Tuyền tam tổ giọng, hiển nhiên, bọn họ khinh thường tại Diệp Thần tu vi, nếu như Diệp Thần không có năng lực mở ra Hoàng Tuyền thánh hà cấm chế, bọn họ ngay cả động tay cũng lười được động thủ.
Xem ra, phải nhanh một chút tu luyện đột phá. Diệp Thần chấn định tâm thần, lúc này ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục tu luyện. Hắn từ luân hồi mộ địa bên trong, móc ra mấy viên tăng thêm linh đan, vứt xuống Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong đi. Rào, rào, rào. Hoàng Tuyền Thánh Hà một hồi hỗn loạn, một món tia nước Hoàng Tuyền dòng nước chảy, đem mấy viên thuốc tạp chất, toàn bộ khu trừ. Nước Hoàng Tuyền, có vô thượng lọc sạch oai, có thể đáng địch hết thảy tội nghiệt, lọc sạch hết thảy dơ bẩn, cầm đan dược vứt xuống Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong đi, có thể lọc sạch tất cả tạp chất, thật to tăng lên đan dược phẩm chất. Lấy Diệp Thần trước mắt tu vi, mặc dù không có thể lấy ra một giọt nước Hoàng Tuyền, nhưng dùng nước rửa đan dược, còn là không thành vấn đề. Lập tức hắn cầm nước Hoàng Tuyền rửa đan dược, lần nữa lấy ra, chỉ gặp đan dược bề ngoài bảo quang hòa hợp, linh khí tràn ngập, phẩm chất hiển nhiên là tăng lên thật nhiều. Rất tốt, quả nhiên hữu hiệu. Diệp Thần hài lòng gật đầu một cái, lúc này ăn vào linh đan, phụ trợ tu luyện. Lần này thí sư đại hội, Hiên Viên Mạc Tà và Mạc Huyết Minh hai vị cao thủ, đánh được trời đất u ám, Diệp Thần thấy chàng này cuộc chiến đỉnh cấp, nội tâm cũng có rất nhiều cảm ngộ. Vậy cuộc chiến đỉnh cấp hình ảnh, ở Diệp Thần đầu óc bên trong nhớ lại mà qua. Từng tia linh khí, hòa lẫn đan dược hơi thở, ở hắn trong kinh mạch chảy xuôi. Còn có Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ linh khí, cũng ở đây câu động hắn kiếp trước huyết mạch hơi thở. Có thể thời khắc này hắn nhưng hoàn toàn không biết, bên ngoài Phục Ma Sơn, thời tiết muốn thay đổi. Sau nửa giờ, Phục Ma Sơn. Nguyên bản bầu trời quang đãng, ngay tức thì mây đen vạn dặm, âm phong từng cơn, vô số võ giả, yêu tộc, đều là sắc mặt vô cùng trầm ngưng nhìn cái này bỗng nhiên thay đổi thiên tượng, bọn họ rất rõ ràng, cái này ý vị như thế nào. Vực ngoại thiên ma xâm lược, lại xuất hiện lần nữa. Điều này sao có thể? Lúc này mới cách nhau bao lâu? Chẳng lẽ diệt thế tai ương trước thời hạn hạ xuống? Lần trước trận chiến dịch đại hoạch toàn thắng, vốn nên để cho bọn họ tinh thần cao tăng, chiến ý hừng hực mới đúng, nhưng lúc này, trong mắt của tất cả mọi người, nhưng đều là vô cùng được kiềm chế. Tại sao? Bởi vì, lần này, trong truyền thuyết vực ngoại ma hoàng, rất có thể đánh đến nơi liền à. Phục Ma Sơn đỉnh cấp chỗ, Thanh Đế, Long Thiên Phi, Ngọc Chân Tử các người, cũng đứng ở chỗ này, thần sắc của bọn họ, lại là so với vậy vô số chiến sĩ, còn muốn hơn nữa ngưng trọng. Diệp Thần, cho đến hiện tại, còn không có xuất quan. Nhưng mà, vực ngoại thiên ma, đã tới. Nhưng vào lúc này, một chiếc đen nhánh chiến thuyền, biến dạng không gian, xuất hiện ở Phục Ma Sơn bầu trời. Chiếc này vô cùng khổng lồ chiến thuyền, cơ hồ phải đem toàn bộ bầu trời che đậy, to lớn kia bóng mờ, gần như đem ngang dọc vạn dặm Phục Ma Sơn cũng toàn bộ bao phủ hắn hạ. Nhưng, cái này, cũng không phải kinh người nhất. Nhất là kinh người phải, chiến thuyền bên trên, tản mát ra ngút trời ma khí, cuồng bạo ma khí giống như sóng biển vậy nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng tràn đầy kéo dài đi, khoảnh khắc tới giữa, vô số thứ bảy thần quốc võ giả, thậm chí là linh võ người, cả người linh lực, cũng làm ngưng trệ một cái. Vậy vô biên ma khí, lại là đem thứ bảy thần quốc, cùng với linh võ đại lục, cũng chìm ngập trong đó. Cái này, thật là không thể tưởng tượng nổi à. Trên Phục Ma Sơn các chiến sĩ, đều là mặt lộ vẻ khó tin, phải biết, ma khí mạnh yếu, cơ hồ thì chẳng khác nào đại quân ma tộc mạnh yếu. Cho dù là thứ hai sóng tấn công, ma tộc đại quân tản ra ma khí, đều không cách nào cùng lần này như nhau, có thể tản mát ra lớn mạnh như vậy ma khí. Cái này đợt thứ ba tấn công ma tộc kết quả có bao kinh khủng, có thể tưởng tượng được. Nhưng vào lúc này, một đạo màu máu đỏ bóng người, chiếu vào liền trong mắt của mọi người. Đó không phải là trong truyền thuyết cực kỳ kinh khủng ma hoàng, nhưng là ma hoàng chi tử Ma Lăng Xuyên. Thiên ma tộc đệ nhất thiên kiêu. Thần quốc như bị thiên ma xâm chiếm, vậy Ma Lăng Xuyên chính là chiếm hữu người. Người điều khiển. Ma Lăng Xuyên những năm này, rất ít xuất hiện, một lòng tu luyện. Cái này giờ phút quan trọng, ma hoàng ma vô thiên làm sao đem hắn phái ra? Không có bất kỳ người hoài nghi hắn thân phận. Tại sao? Bởi vì, tất cả người, khi nhìn đến Ma Lăng Xuyên ngay tức thì, đều là không tự chủ được tâm thần run lên. Cho dù là những kinh nghiệm này qua hai trận huyết chiến còn sống sót, tâm thần mài được vô cùng kiên nghị, cả người tản ra nghiêm nghị hơi thở chiến sĩ, đối mặt cái này Ma Lăng Xuyên, chỉ là nhìn một cái, đều có một loại. Tinh thần gần như hỏng mất cảm giác à. Bọn họ từng cái, trong mắt hỗn loạn,
không cách nào hô hấp, máu đọng lại. Nguyên bản, bọn họ lấy là, Diệp Thần chính là cái này thế gian chí cường, chính là lực lượng cực hạn. Có thể, khi bọn hắn thấy Ma Lăng Xuyên, nhưng là sinh ra một loại, cho dù là Diệp Thần vậy căn bản không cách nào cùng chi đối địch ý tưởng. Cái này vực ngoại ma hoàng chi tử, chính là trời phú người, quá khủng bố. Ma Lăng Xuyên lạnh lùng mắt nhìn xuống nhân tộc, yêu tộc, hải tộc tạo thành đại quân, nhìn bọn họ vô cùng khó coi thần sắc, khóe miệng, hiện lên vẻ khinh thường nụ cười. Chỉ bằng những con kiến hôi này, cũng dám ngăn cản ta ma tộc xâm lược. Ma Lăng Xuyên trong mắt lóe lên vô cùng là máu vẻ, hướng về phía vậy vạn chúng chiến sĩ cười lạnh một tiếng nói, số lượng như vậy rác dưới nhân tộc, thành tựu tộc ta xâm lấn thứ nhất bữa ăn mà nói, ngược lại là có thể gọi là phong phú. Thật không rõ ràng, phụ hoàng tại sao sẽ để cho ta trước thời hạn xuất quan, đối với các ngươi những thứ này rác dưới ra tay. Mọi người nghe vậy, đều là không nhịn được sắc mặt biến đổi. Thứ bảy thần quốc cùng với linh võ đại lục, như thế nhiều võ giả, ở nơi này vực ngoại thiên ma trong mắt, lại, chẳng qua là thức ăn. Đối mặt Ma Lăng Xuyên như vậy làm nhục, các chiến sĩ từng cái trong mắt đều là lửa giận hừng hực, nhưng... nhưng không có người nào, dám mở miệng phản bác. Bọn họ không sợ chết, nhưng dù vậy, ở Ma Lăng Xuyên trước mặt, nhưng vẫn không căng ra miệng. Ma Lăng Xuyên, chỉ là đứng yên không chung, thậm chí còn không có ra tay, cũng đã đối với mọi người, tạo thành mạnh như vậy mãnh liệt ảnh hưởng, trên phục Ma Sơn mọi người, tim đều không khỏi được nặng đến đáy cốc. Ma Lăng Xuyên thấy mọi người phản ứng, vẻ châm chọc, hơn nữa đậm đà, đồng thời, trong mắt, còn lóe lên thất vọng ánh sáng. Nguyên bản, xuất quan thời điểm biết ma tộc đại quân, hai lần xâm lược thất bại, hắn còn đối với trước thứ bảy thần quốc sinh ra một ít hứng thú. Dẫu sao, ma tộc đều là chiến đấu cuồng, khát vọng chiến thắng cường giả, thân là ma hoàng chi tử Ma Lăng Xuyên, lại là như vậy. Có thể hiện tại, ở hắn xem ra, cái này thứ bảy thần quốc các tộc liên quân bất quá là một đám phế vật thôi. Hắn đột nhiên ánh mắt chớp mắt, mở miệng nói các ngươi tín ngưỡng, gọi là Diệp Thần chứ. Có thể dẫn các ngươi đám này rác dưới, chiến thắng ta ma tộc, ngược lại để cho bổn điện hạ rất là tò mò, hiện tại, kêu cái đó Diệp Thần, đi ra gặp ta. Ma Lăng Xuyên tiếng nói vừa dứt, đúng phiến phục ma sơ âm mạch, đều yên tĩnh lại. Tất cả người, cũng hướng trên đỉnh núi Thanh Đế các người nhìn. Không chỉ là Ma Lăng Xuyên, cái này vô số các chiến sĩ, vậy đang mong đợi Diệp Thần xuất hiện. Thanh Đế các người, lúc này, nhưng là mặt đầy vẻ ngưng trọng. Tư Đồ Tân cau mày nói, làm thế nào? Bọn họ đều biết, Diệp Thần mới là cuộc chiến đấu này mấu chốt, như là bởi vì bọn họ quấy rầy, ảnh hưởng đến Diệp Thần bế quan, rất có thể, sẽ mang đến hủy diệt đả kích. Thanh Đế nghe vậy, trầm ngâm chốc lát sau đó, trong mắt lóe lên một chút kiên quyết vẻ, ngưng tiếng nói, không thể đợi thêm nữa, cái này ma hoàng chi tử, quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không thể nào là hắn đối thủ. Thậm chí, liền một nén nhang thời gian, cũng không nhịn được. Hiện tại, đi ngay kêu Diệp Thần xuất quan, nếu không, sau một nén nhang, quân ta thất bại. Tư Đồ Tân gật đầu một cái, thân hình động một cái, liền từ tại chỗ biến mất. Trên phục Ma Sơn chiến sĩ thấy vậy, đều là nhỏ thở phào nhẹ nhõm, bọn họ biết, Tư Đồ Tân đây là đi thức tỉnh Diệp Thần tới tham chiến. Trong mắt mọi người, đều là lóng lánh ánh sáng, chỉ cần có Diệp Thần ở đây, còn có hy vọng. Trong chốc lát, vô số người cũng ngắm nhìn phục Ma Sơn đỉnh núi, đang mong đợi thấy vậy đạo quen thuộc nam tử bóng người. Có thể, chỉ chốc lát sau, lần nữa xuất hiện ở phục Ma Sơn đỉnh, cũng chỉ có Tư Đồ Tân một người. Thanh Đế các người hơi sững sờ, hỏi, Diệp Thần đâu? Tư Đồ Tân thần sắc vô cùng tái nhợt đáp, Diệp Thần. Không có ở đây trong phòng. Không có ở đây trong phòng. Cái này bốn chữ, đối với Thanh Đế các người mà nói. Không khác nào sấm sét giữa trời quang. Diệp Thần, lại không có ở đây trong phòng. Bọn họ trong lòng vô cùng băng hàn nghĩ đến, chẳng lẽ, Diệp Thần cảm ứng được cái này phủ xuống ma hoàng chi tử, quá mạnh mẽ, cho nên trước thời hạn rời đi. Mặc dù, bọn họ không muốn tin tưởng, có thể sự thật nhìn như chính là như vậy à. Nếu không, đại chiến sắp tới, Diệp Thần còn có thể đi đâu bên trong? Có chuyện gì? Sao ngăn cản ma tộc xâm lược còn trọng yếu? Không chỉ là bọn họ, vậy vô số phục Ma Sơn chiến sĩ, thấy Tư Đồ Tân một mình trở lại sau đó, cũng là sắc mặt đại biến, không ít người trong mắt,
thiêu đốt lên liền hừng hực lửa giận, cho dù bọn họ vô cùng tôn kính, tin tưởng Diệp Thần, nhưng lúc này, vậy đều không khỏi được hoài nghi. Diệp Thần thật chạy trốn. Bầu trời bên trong, Ma Lăng Xuyên nhìn mọi người thần sắc, không khỏi vui vẻ cười to đứng lên, vô cùng mỉa mai nói, làm sao? Không ra, xem ra, cái này bị truyền được thần hồ kỳ thần Diệp Thần, nguyên lai là một lâm trận chạy trốn hèn nhát à. Phỏng đoán đã bị bổn điện hạ, hù vỡ mật chứ. Bất quá, đây cũng là rất thông minh, bởi vì trực diện bổn điện hạ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ có chạy trốn, mới có từng tia sống sót cơ hội, không phải sao? Ma Lăng Xuyên nói, giống như một chuôi trọng chùy hung hãn đập vào mọi người trong lòng, phục Ma Sơn đại quân khí thế, lập tức rớt xuống đáy cốc. Ma Lăng Xuyên trong mắt lóe lên âm ngoan vẻ, hắn nói như thế nhiều, chính là vì đã kích phục Ma Sơn mọi người, mặc dù, những người này ở đây trong mắt, bất quá là con kiến hôi, nhưng có thể nhẹ nhõm một chút đem những con kiến hôi này tiêu diệt, thế nào mà không làm chứ? Bất quá là nói nhiều mấy câu thôi. Ma Lăng Xuyên chợt vung tay lên, hướng về phía sau lưng vô số ma tộc tinh nhuệ, gào to một tiếng nói, giết! Giết cho ta! Ta xuất quan cũng nên cho phụ thân đại nhân một phần lễ vật. Đinh tai nhức óc tiếng la giết, từ chiến thuyền bên trên vang lên, từng đạo thân ảnh màu tím, giống như che khuất bầu trời tử vân vậy, hướng Phục Ma Sơn vọt tới. Nguyên bản, trong mắt còn thiêu đốt chiến ý Phục Ma Sơn các chiến sĩ, giờ phút này, nhưng là sắc mặt hôi bại, hai tròng mắt bên trong, chỉ còn lại có vẻ tuyệt vọng, không có Diệp Thần, những chiến sĩ này, căn bản không có từng tia có thể chiến thắng ma tộc. Làm sao có thể không ngừng vọng? Thậm chí, bọn họ từng cái ngây ngốc đứng, đối mặt ma tộc xung phong, cũng dự định buông tha chống cự. Vào thời khắc này, quát to một tiếng, ở trên Phục Ma Sơn nổ vang. Mở trận. Trên ngũ hành Phục Ma Sơn, ngũ sắc quang mang lớn thả, hóa thành một đạo đại trận, đem vô số ma tộc, bao phủ trong đó, nguyên bản cực nhanh mà đến vực ngoại thiên ma, giống như thân vùi lấp vũng bùn vậy, động tác tựa hồ làm ngưng trệ một cái. Mọi người hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, chỉ gặp, một người mặc thanh bào nam tử, đứng yên không trung. Là thanh đế. Thanh đế hít sâu một hơi, hướng về phía nhiều người người quát to, trong quân có lệnh, thể đánh một trận. Hắn biết, Diệp Thần không có ở đây, mà trách nhiệm của mình, chính là ổn định quân tâm. Cái này chữ bát vừa ra, trên Phục Ma Sơn mọi người, đều là sắc mặt đông lại một cái. Quân lệnh. Đối với chiến sĩ mà nói. Quân lệnh, có so sinh mạng, thậm chí là người hết thảy ý tưởng, càng nặng nề phân lượng. Một câu trong quân có lệnh, liền để cho nguyên bản, đã gần như buông tha mọi người, không tự chủ được tập trung tinh thần. Mà sở dĩ, Phục Ma Điện quân lệnh, mới có thể có như vậy phân lượng, chỉ vì là Diệp Thần ở trong lòng mọi người địa vị. Dẫu sao, có thể hạ đạt quân lệnh, chỉ có phe mình tín ngưỡng, cũng chính là Diệp Thần. Chẳng lẽ, Diệp Thần không có trốn? Thanh đế trầm giọng nói, Diệp Thần, hiện tại thuộc về bế quan thời khắc mấu chốt, chúng ta phải làm, chỉ có một việc, kiên trì. Kiên trì tiếp, ở Diệp Thần xuất quan trước, chúng ta tuyệt không thể bại. Giết cho ta. Hắn đột nhiên, mặt lộ nụ cười nói, Diệp Thần, cho tới bây giờ không để cho chúng ta thất vọng qua, không phải sao. Trên Phục Ma Sơn mọi người nghe vậy, đều là thân thể chấn động một cái. Đúng vậy. Diệp Thần, vậy một lần. Để cho bọn họ thất vọng. Cái này, là một cái chiến đấu đến đèn cạn dầu, cũng không chịu rời đi chiến trường người đàn ông. Cái này, là một cái lấy sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, thay đổi toàn bộ chiến cuộc người đàn ông. Cái này, là một cái cứu vớt linh võ cùng thần quốc, hàng tỷ sinh linh người đàn ông à. Nếu không phải Diệp Thần, tại chỗ tất cả người, sớm đã chết chứ. Cho nên, bọn họ có lý do gì, hoài nghi Diệp Thần. Bọn họ cuối cùng, có thể làm, cũng chỉ có tin tưởng Diệp Thần cái này một chuyện mà thôi. Có lúc, một câu nói, thật đơn giản một câu nói, quả thật, có thể thay đổi rất nhiều rất nhiều. Vô số chiến sĩ trên gương mặt, cũng nổi lên kiên quyết vẻ, đôi mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm tấn công tới trước mặt ma tộc. Một cổ uy thế kinh người, lại là từ vậy vô số người trên mình, bộc phát ra. Cho dù vô cùng hung hãn ma tộc, ở uy thế này dưới sự xung kích. Đều là không khỏi được thân hình hơi chậm lại, có chút kinh ngạc khó tin nhìn trước mắt những cái kia bị bọn họ coi là thức ăn sơ đẳng chủng tộc. Ma Lăng Xuyên cặp mắt híp lại, đó là một loại thấy chết không sờn khí thế. Giết à!
Trên Phục Ma Sơn, bỗng nhiên vang khắp chấn thiên hò hét, từng cái chiến sĩ, giống như hóa thân địa ngục tu la, gần như điên cuồng, không muốn sống hướng vậy vô số vực ngoại thiên ma, liều chết xung phong đi. Bọn họ mệnh là Diệp Thần cho, hiện tại, là bọn họ báo đáp Diệp Thần lúc. Tất cả mọi người đầu óc bên trong, chỉ có một ý tưởng, cho dù là chết, cũng phải chống được Diệp Thần xuất hiện một khắc kia. Cái này, chính là bọn họ gánh vác sứ mạng. Có thể nhưng vào lúc này, không trung Ma Lăng Xuyên khóe miệng nhưng là nâng lên một cái vặn vẹo nụ cười, huyết mâu bên trong, là vô tận khinh miệt. Tựa như, đang nhìn một đám con kiến, ở nóng bỏng trong nước nóng không cần thiết vùng vẫy vậy. Một khắc sau, một đạo vô cùng là uy áp kinh khủng, ngay tức thì từ Ma Lăng Xuyên trên mình bộc phát ra. Ma Lăng Xuyên quanh thân hư không, đều ở đây cái này dưới sự uy áp, ngay tức thì bể tan tành, đúng cái thiên địa, cũng làm biến sắc. Giờ khắc này, Ma Lăng Xuyên, tựa như trở thành thế giới trung tâm, trong nhất niệm, là có thể nắm giữ vạn vật sống chết. Đồng thời bể tan tành, còn có vậy ngũ hành phục ma đại trận. Ầm một tiếng vang thật lớn, ngũ hành phục ma sơn, lại là ở Ma Lăng Xuyên bộc phát ra uy áp bên trong, bắt đầu sụp đổ, phục ma đại trận lên tiếng đáp lại mà bể. Vô số phục ma sơn chiến sĩ, đều là mặt hiện vô cùng vẻ kinh hãi. Vậy uy áp giống như chết ao đầm vậy, đem bọn họ thân tim, cũng kéo nhập trong đó à? Cái này, kết quả là một loại như thế nào khủng bố? Mọi người thần hồn, cũng xu hướng tại nổ tung. Bọn họ không nhìn thấu Ma Lăng Xuyên thực lực, có thể cho dù là nhỏ yếu nhất võ giả, cũng có thể vô cùng cảm nhận được rõ ràng, Ma Lăng Xuyên, cùng trước kia những ngày đó thần cảnh ma tộc chênh lệch. Đó là một loại bản chất chênh lệch, cái gì kiên trì, cái gì thấy chết không sờn. Ở nơi này đỏ thẫm ma ảnh trước mặt, đều được cười nhạo. Cái này Ma Hoàng chi tử, lại là một người chỉ ít thánh tổ cảnh sơ kỳ tồn tại à. Thiên thần cảnh đỉnh cấp, đã tương đương với những chiến sĩ này trong lòng truyền thuyết, mà trước mắt, nhưng xuất hiện một cái vượt qua truyền thuyết tồn tại, cái này, làm sao còn chiến. Thật là, giống như là một ổ con kiến, đối mặt võ trang đầy đủ hiện đại quân đội vậy. Căn bản, không thể so sánh. Đừng nói là những chiến sĩ này, liền liền Thanh Đế, Long Thiên Phi, thậm chí là Ngọc Chân Tử các người, đều là mặt hiện vẻ tuyệt vọng. Hiện tại, chính là Diệp Thần trở về, bọn họ cũng không có bất kỳ cơ hội liền chứ. Vô dụng. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy, đều là vô dụng. Phốc phốc phốc. Vô số võ giả, miệng phun máu tươi, đổ bay ra, thậm chí, trực tiếp ở Ma Lăng Xuyên vậy thánh tổ cảnh uy áp bên trong. Biến thành xương máu tiêu tán, tốt nhất, cũng là khóe miệng trào máu, sắc mặt trắng bệch. Chiến đấu, còn không có chân chính bắt đầu, Ma Lăng Xuyên ước chừng chỉ bằng uy áp, liền tiêu diệt vô số phục ma điện chiến sĩ. Cái này một tí, vốn có chút bị mọi người vậy kiên quyết khí thế chấn nhiếp ma tộc, toàn bộ cười. Vô cùng dữ tợn cười. Cuộc chiến đấu này, không phải tàn sát, là cái gì? Phỏng đoán mấy hơi thở. Ma tộc là có thể đem những thứ này tàn binh bại tướng, chiếm đoạt hầu như không còn chứ. Trong chốc lát, trên Phục Ma Sơn, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt sao, vô số tử thương, vô số võ giả, yêu tộc, hải tộc, thời gian đảo mắt, liền hao tổn một nửa. Tất cả Phục Ma Điện chiến sĩ, cũng giống như cái xác biết đi vậy, xong rồi, linh võ đại lục xong rồi, thần quốc xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Diệt thế kiếp còn chưa tới. Ngày tận thế liền trước thời hạn hạ xuống. Còn không cần Ma Hoàng ra tay. Một cái Ma Hoàng chi tử đủ. Lúc này, vậy nắm trong tay thần quốc Thiên Đạo Cung đi đâu? Hiên Viên Mặc Tà đi đâu? Căn bản thờ ơ à. Thần quốc phải xong rồi. Thanh Đế cả người nhuốm máu, phí công vũ động trường kiếm, phốc thử vang liên tục, mấy chuôi ma khí trường thương, xuyên qua hắn thân thể, một người thiên thần cảnh ma tộc, mặt lộ vẻ vẻ tham lam. Miệng lớn mở ra, thì phải đem Thanh Đế một hơi nuốt vào. Không chỉ là Thanh Đế, còn có Đồ Lan Tâm. Đồ Lan Tâm hôm nay, đã là thiên thần cảnh hậu kỳ võ giả, có thể, ở thảm như vậy mãnh liệt trên chiến trường, nhưng vẫn, liền tự vệ cũng vô cùng là khó khăn. Lúc này, Đồ Lan Tâm mặt đẹp một phiến trắng bệch, eo chỗ đỏ tươi một phiến, chặt chẽ cắn răng, chống đỡ mấy tên ma tộc vây công, mỗi một lần ra tay, đều là vô cùng hung hiểm, đi ở sinh tử bên bờ. Đồng thời, thân thể mềm mại bên trên, máu bắn tung tách thả ra, không ngừng tăng thêm trước đạo đạo dữ tợn vết thương, nhuốm máu gương mặt, lộ vẻ được vô cùng thêm mỹ.
Cái này còn là Long Hy Viện không ngừng xuất thủ tương trợ kết quả, nếu là không có nàng, sợ rằng, Đồ Lan Tâm đã sớm không chịu nổi. Mà Sở Doanh, Tôn Di, Duẫn Mính cùng nữ, giống vậy người người mang thương. Các nàng, cũng đang mong Diệp Thần trở về, có thể thẳng đến lúc này, Diệp Thần, nhưng vẫn là không có xuất hiện. Đột nhiên tới giữa, một tiếng vang thật lớn, hỗn loạn thiên địa. Cáo kỉnh năng lượng, cuốn sạch bát phương, lôi xé chung quanh vực ngoại thiên ma, vô số ma tộc kêu thảm lui về phía sau, có thể không kịp. Ở kinh khủng kia năng lượng xé hạ, rối rít hóa là nghiền. Trong đó, thậm chí bao gồm mấy tên thiên thần cảnh đỉnh cấp ma tộc, cùng với một người nửa bước thánh tổ cảnh ma tộc. Mọi người, mặt hiện vẻ kinh ngạc, bọn họ biết, có người tự bảo. Có thể, là ai tự bảo, mới có thể có nhiều uy lực này. Cha, đột nhiên, một tiếng cô gái kêu khóc vang lên, tiếng kêu khóc bên trong, mang vô cùng đau buồn. Đó là Long Hy Viện thanh âm. Mới vừa tự bảo, là thần biển thành thành chủ, Long Thiên Phi. Long Thiên Phi thân là tại chỗ thực lực mạnh nhất mấy vị tồn tại, tự nhiên, trở thành vô số ma tộc nhằm vào đối tượng, trong thoáng qua, liền bị đẩy vào tuyệt cảnh, lựa chọn duy nhất của hắn, chính là từ bảo. Trong chốc lát, toàn bộ Phục Ma Sơn chiến trường, cũng tràn ngập vô cùng thê lương bầu không khí. Thanh đế đối mặt vậy cắn nuốt miệng khổng lồ, ngửa mặt trông lên thương khung, lẩm bẩm nói, cái này, chính là trời mệnh sao. Thần quốc cùng linh võ tan biến. Cơ hồ đã thành định cục. Luân hồi chi chủ chết, định trước không người bảo vệ mảnh đất này. Năm đó luân hồi chi chủ ở thời điểm, thần quốc địa vị thậm chí và thượng giới cũng giá tể khu. Không người nào có thể hám. Mà luân hồi chi chủ biến mất, thần quốc liền tương đương với đi về phía diệt vong. Khoảng thời gian này kiên trì không được là kéo dài hơi tàn. Không có luân hồi chi chủ, liền định trước không có thần quốc. Không có linh võ đại lục. Nhưng tại giây phút này, thời không, giống như ngừng. Trong thần quốc, vô số bên trong tông môn, nối liền thượng giới thần trụ, bỗng nhiên bộc phát ra vô cùng ánh sáng chói mắt hoa, hội tụ tạo thành một đạo lớn vô cùng chùm tia sáng, không có vào chân trời. Chùm tia sáng bên trong, một cổ vô cùng thánh khiết, trang nghiêm hơi thở, tràn ngập mở ra. Một đạo vô cùng thân ảnh yểu điệu, hiện lên cái này Phục Ma Sơn trước. Vậy, là một cô gái. Một người mặc bạch bào, dung nhan cô gái tuyệt mỹ. Thậm chí, liền liền Đồ Lan Tâm, Long Tĩnh Nghiên như vậy cơ hồ không thể bắt bẻ cao cấp người đẹp, ở chỗ này nữ trước mặt, đều có từng tia kém. Lời nói, đã không cách nào hình dạng vẻ đẹp của nàng, mọi người chỉ cảm thấy được, phàm trần tới giữa, không thể nào xuất hiện như vậy cô gái, chỉ có truyền thuyết bên trong tiên nữ, thần nữ, mới có như vậy thần thái chứ. Nguyên đã tuyệt vọng mọi người. Nhìn đột nhiên này xuất hiện cô gái tuyệt đẹp, chẳng biết tại sao, trong lòng, lại là hiện lên một món nhàn nhạt hy vọng. Vô số ma tộc, nhìn về phía phụ nữ kia, gào thét một tiếng, thì phải hướng hắn nhào tới, có thể vào thời khắc này, mà Lăng Xuyên nhưng đột nhiên quát lên một tiếng lớn nói cũng cho bổn điện hạ lui ra. Mà Lăng Xuyên trên dưới quan sát phụ nữ kia một mắt, tuét miệng cười một tiếng nói, bổn điện hạ là ma hoàng chi tử Ma Lăng Xuyên, ngươi là ai? Vạn chúng ma tộc, nghe vậy một hồi kinh nghi bất định. Ma hoàng lại tự báo tên họ, cái này, căn bản coi như là một loại đối với đối thủ tôn trọng à. Cô gái này, lại có tư cách để cho ma hoàng kiêu ngạo nhất con trai tự báo tên họ. Cô gái đồ trắng kia, hơi cau mày, ngưng tiếng nói Kim Thư Tuệ. Cái này vực ngoại ma hoàng chi tử thực lực và hơi thở lại như vậy khủng bố. Đây cũng là so nàng tưởng tượng bên trong, muốn khó giải quyết được hơn. Ma Lăng Xuyên cười lạnh một tiếng nói, người đến từ thượng giới chứ? Đặc biệt hạ xuống nơi này, không biết có chuyện gì. Theo ta biết, người tu vi tồn tại, hạ xuống một lần, giá phải trả nhưng mà không nhỏ à. Phục Ma Sơn mọi người nghe vậy, đều là vô cùng rung động nhìn về phía Kim Thư Tuệ, cô gái này bất ngờ là một người không kém gì ma hoàng chi tử tồn tại à. Kim Thư Tuệ hơi có vẻ mỏng nhỏ đôi môi khẽ mở, chỉ nói hai chữ. Đồ ma. Trong chốc lát, toàn bộ Phục Ma Sơn chiến trường, lâm vào tĩnh mịch. Cô gái này, nói gì? Đồ ma. Còn sót lại xuống Phục Ma Điện chiến sĩ, kích động. Một người kinh khủng như vậy thượng giới cường giả, lại vào lúc này, đưa ra giúp đỡ. Cái này, thật là lên trời chiếu cố à. Đồ Lan Tâm mắt đẹp run run nhìn Kim Thư Tuệ bóng người,
kinh hô Kim Thiên Tử, lại là nàng. Dưới mắt, toàn bộ chiến trường, xuất xứ tại ngừng đánh trạng thái, tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn Kim Thư Tuệ cùng Ma Lăng Xuyên đối lập. Kiếm Vương Tư Đồ Tân nghe vậy, không khỏi phải hỏi nói, Đồ cô nương, người nhận được vị này Kim Thiên Tử. Đồ Lan Tâm mặt đẹp bên trên tràn đầy vẻ khó tin, gật đầu nói, vạn năm trước, có một người trấn áp toàn bộ thần quốc trình độ cao nhất thiên tài, ở toàn bộ thần quốc, để lại vô số truyền thuyết, ảnh hưởng lực thậm chí không có ở đây hôm nay Diệp Thần dưới. Nàng chính là Kim Thư Tuệ, đồng thời, nàng cũng là một người người bảo vệ. Mỗi cái người bảo vệ gia tộc, cùng với thần quốc thế lực cao cấp, cũng cho rằng thứ bảy thần quốc quật khởi thời đại đến, thậm chí, ở Kim Thư Tuệ dưới sự dẫn dắt, có cơ hội vượt qua thứ nhất thần quốc. Có thể, ngày nào đó, đây tuyệt đời yêu nghiệt, lại đột nhiên nhân gian bốc hơi vậy, mất tích, có người nói, Kim Thư Tuệ thăm dò thượng cổ bí cảnh bị kẹt trong đó, có người nói Kim Thư Tuệ ở trong hư không, gặp phải mạnh mẽ ma vật, đã bỏ mình. Tóm lại, sau đó, không có ai tạm biệt qua nàng. Đồ Lan Tâm mắt đẹp bên trong, chiếu lấp lánh, thậm chí liền thương thế trên người cũng không cần thiết, Kim Thư Tuệ truyền thuyết này bên trong thiên tài cô gái, một mực đều là thần tượng của nàng. Đồ ma. Nhưng lúc này, Ma Lăng Xuyên nhưng liếm môi một cái, mặt đầy vẻ tàn nhẫn mở miệng nói, người lấy vì mình là thánh tổ cảnh, thì có tư cách cùng bổn điện hạ đánh một trận. Hắn huyết sắc kia hai tròng mắt, bỗng nhiên âm hàn xuống nói, ha ha, cũng tốt, bổn điện hạ ngược lại là thật lâu không có chiếm đoạt qua thánh tổ cảnh nhân tộc cô gái. Một khắc sau, Ma Lăng Xuyên bỗng nhiên ra tay. Một chuôi cự kiếm, xuất hiện ở Ma Lăng Xuyên trong tay, bên trên cự kiếm, thiêu đốt màu xanh đen ngọn lửa, tản ra vô cùng hơi thở nóng bỏng. Cự kiếm vừa ra, vô số võ giả, đều cảm giác đưa thân vào trong biển lửa, cả người đều phải bốc cháy, mỗi lần hô hấp, trong cơ thể máu, sẽ bị đốt sạch vậy. Vậy gần như sụp đổ ngũ hành phục ma sơn, vậy biến thành một phiến đất khô cằn. Kim Thư Tuệ mắt đẹp đông lại một cái này lửa ma mạnh, đã vượt qua thần quốc thượng cổ thần hỏa. Ma Lăng Xuyên cả người ma khí, gào thét ra. Nguyên bản cũng đã chìm ngập toàn bộ thần quốc cùng linh võ ma khí đại dương, bỗng nhiên đậm đà trên trăm lần. Nghẹt thở, vô số võ giả, ở nơi này ma khí nước lũ bên trong, cũng hít thở không thông. Ma khí, đối với vậy võ giả mà nói là có hại, coi như là ma tu, vượt qua nhất định nồng độ ma khí, cũng không cách nào chịu đựng. Một cái lại một cái võ giả ngã xuống, sắc mặt xanh mét chết đi, một số người, chính là đôi mắt đỏ thẫm. Thần hồn bị ma khí ăn mòn, tẩu hỏa nhập ma, thành chỉ biết giết hại người điên. Sở dĩ, lần này ma tộc đại quân tản ra ma khí mạnh như vậy mãnh liệt, tới một cái, là bởi vì làm cho này cùng số lượng ma tộc, đều là tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ. Nhưng, quan trọng hơn nhưng là Ma Lăng Xuyên tồn tại. Hắn cảnh giới và thực lực, chính là khủng bố đến loại tầng thứ này. Nói hắn có thể dễ dàng hủy diệt linh võ đại lục, cũng không quá đáng. Mà ở nơi này ma khí bên trong, còn có kiếm ý, hung tàn, cuồng bạo ma tộc kiếm ý. Cho dù là đến từ thượng giới Kim Thư Tuệ, cảm nhận được vậy cực hạn kiếm ý, cũng là mặt đẹp khẽ biến. Ma Lăng Xuyên võ đạo ý vận, nhìn như xù xì, nhưng vô cùng là tinh thuần, mơ hồ, lại là có một loại trở lại nguyên trạng cảm giác. Cái này vực ngoại ma tộc cường giả, tuyệt không phải không có cả người man lực đơn giản như vậy, hắn võ đạo tu vi, vậy tuyệt đối không thấp. Ma hoàng chi tử đều như vậy kinh khủng. Huống chi vậy chí cao vô thượng ma hoàng à. Vô số ma tộc, nhìn vậy đỏ thẫm bóng người, trên mặt, đều là hiện lên vô cùng vẻ sùng kính. Ma tộc, là một người vô cùng là bướng bỉnh bất tuần chủng tộc, bọn họ trong lòng, bình thường mà nói là không tồn tại cái gì trung thành, người mạnh, ta liền phục ngươi, người yếu, ta liền cướp lấy. Có thể, đối với Ma Lăng Xuyên, cái này vạn chúng ma tộc, nhưng là lần đầu tiên trong đời. Phát ra từ nội tâm muốn đi theo. Ma Lăng Xuyên không chỉ có và ma hoàng như nhau từ trước tới nay, nghịch thiên nhất thiên ma huyết mạch, đồng thời, còn có không thể so sánh thiên phú võ đạo. Có thể nói, hắn sanh ra chính là muốn thừa kế ma hoàng vị trí, trở thành vạn ma đứng đầu. Thậm chí là vượt qua. Ma thiên chém vô cùng kiếm, Ma Lăng Xuyên khẽ quát một tiếng, một kiếm chém ra. Tia máu bạo tránh, lửa ma tàn phá. Cự kiếm kia lên bích lửa, hóa thành ùn ùn kéo đến lửa vũ, chiếu nghiêng xuống, lửa vũ bên trong, nhộn nhạo vô cùng hung lệ kiếm khí. Ở đó đỏ thấm kiếm khí đánh vào dưới, thật
thần quốc cùng với linh võ đại lục đúng phiến thương khung, lại là ngay tức thì hiện lên đạo đạo màu máu vết rách. Hư không gió bão gào thét ra, sắc chấn động, núi lửa bùng nổ, sóng thần không ngừng. Vô số núi to, rất nhiều kiến trúc, hoặc là ở hư không gió bão cuộn sạch dưới, hóa thành hư không, hoặc là trên đất chấn động bên trong, tất cả đều sụp đổ, hoặc là bị cuồn cuộn nham thạch nóng chảy chìm ngập, hoặc là bị ngút trời sóng biển chiếm đoạt. Chấn động tùng. Vô cùng chấn động tùng. Ma Lăng Xuyên một kiếm, gần như phải đem toàn bộ thứ bảy thần quốc, cũng trực tiếp chém được tan vỡ à. Vậy vạn chúng ma tộc, hai mắt nhìn nhau một cái, cười, mỉa mai cười. Quản ngươi cái gì 10.000 năm trước thiên tài, quản ngươi cái gì thượng giới cường giả, đối mặt ma tộc điện hạ, đều phải chết. Ma thiên chém vô cùng kiếm, ma tộc thập đại võ bên trong, hạng gần trước cực kỳ tuyệt kỹ. Dù sao cũng năm qua, trừ Ma Lăng Xuyên, không có bất kỳ người có thể tu thành, thậm chí, những cái kia tự xưng là tư chất võ đạo tuyệt thế ma tộc, liên nhập cửa đều không cách nào làm được chấn tộc võ. Có thể Ma Lăng Xuyên, nhưng trực tiếp đem tu luyện đến trình độ cao nhất. Một kiếm này, làm sao có thể không mạnh? Đáng chết, Kim Thư Tuệ mắng một tiếng, mảnh khảnh cổ tay chuyển động, một chuôi ngọc trắng kiếm nhỏ, rơi vào hắn tay trắng bên trong. Quần áo trắng tung bay, kiếm ý chìm nổi. Kiếm Vương Tư Đồ Tân, thử ra. Hắn ngưng mắt nhìn không trung Kim Thư Tuệ, trong mắt, tràn đầy sùng kính cùng thần thánh vẻ. Ma Lăng Xuyên một kiếm, rất mạnh, nhưng, một kiếm kia, càng nhiều hơn nhưng là một loại man lực, một loại phá hoại, đối với kiếm vận dụng, đối với kiếm hiểu, mặc dù cũng thuộc về cực cao tầng thứ, nhưng, còn không có vượt qua Tư Đồ Tân nhận biết. Có thể, Kim Thư Tuệ kiếm ý, nhưng đã hoàn toàn vượt qua cái này vào năm đó kiếm chém Thanh Minh Kiếm Vương suy nghĩ à. Hắn đầu óc bên trong, chỉ có mảng bái. Nói riêng về kiếm ý, Tư Đồ Tân thậm chí cho rằng, Kim Thư Tuệ tầng thứ, có thể ở Diệp Thần bên trên. Nháy mắt tức thì, ngọc kiếm trắng quang như gió sấm sét chuyển, bão táp ra, một kiếm này, cực nhanh, sắp đến ánh mắt của mọi người, cũng không theo kịp. Có thể, một kiếm này nhưng lại vô cùng rõ ràng minh khắc ở mọi người trong thần hồn. Quần áo trắng thần nữ, dung nhan tuyệt thế, ngọc kiếm bừng bừng, thiên ngoại phi tiên. Kim Thư Tuệ, liền ra tay, đều là tuyệt đẹp. Một loại, làm cho không người nào có thể sinh lòng tàn niệm, thuần túy đẹp. Mọi người thấy một kiếm này, gần như ngây dại. Một khắc sau, ngọc kiếm trắng quang, hóa thành hình rồng, ngửa mặt lên trời gào thét, cho dù đối mặt vậy từ từ lửa vũ cùng màu máu kiếm mang, vậy không có chút nào tránh lui. Ầm một tiếng vang thật lớn, cường đại dư âm, hoành tỏa ra bốn phía, trên Phục Ma Sơn một ít thực lực yếu hơn võ giả cùng với ma tộc, lại là ở đó dư âm bên trong, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền ngay tức thì bốc hơi. Chết võ giả, vực ngoại thiên ma, số lượng kinh người. Cái này, chính là thánh tổ cảnh cường giả chiến đấu. Hai người võ, trên thực tế, đều đã vô cùng là ngưng luyện, nhưng, chỉ là tiết lộ ra từng tia uy lực còn lại, thì có uy năng như vậy. Kim Thư Tuệ mặt đẹp một trắng, khí tức quanh người hơi xốc xếch, quần áo trắng cuốn lên, thân hình vội vàng thối lui đi, may là như vậy, khóe miệng, vẫn tràn ra một vòi máu tươi. Kích thứ nhất, chiếm thượng phong, không thể nghi ngờ là Ma Lăng Xuyên. Bất quá, như vậy kết quả, cũng đã đủ để cho Phục Ma Điện chiến sĩ làm sôi trào à. Ma Lăng Xuyên một kiếm kia, cho dù đem toàn bộ mặt đất chém chết, bọn họ cũng chút nào không kỳ quái, có thể, lại bị Kim Thư Tuệ miễn cưỡng chặn lại. Kim Thư Tuệ lau một cái vết máu ở khóe miệng, ngưng tiếng nói, Ma Lăng Xuyên, nơi này không thích hợp chiến đấu, người có dám theo ta nhập trong hư không đánh một trận. Mọi người nghe vậy, lại là sửng sốt một chút, ngay sau đó, trong mắt của bọn họ, không khỏi được ánh sáng nhỏ tránh. Là cảm động. Trong hư không cùng Ma Lăng Xuyên chiến đấu, không thể nghi ngờ, là tăng lên nguy hiểm, dẫu sao, vực ngoại thiên ma, xa xa so nhân tộc quen thuộc hư không, đối với hư không gió bão vân. Vân sức đề kháng, vậy cường đại hơn. Có thể Kim Thư Tuệ tại sao phải làm như vậy? Dĩ nhiên là không hy vọng bởi vì nàng cùng Ma Lăng Xuyên giao thủ, ảnh hưởng đến phía dưới Phục Ma Điện chiến sĩ. Ma Lăng Xuyên âm lãnh cười một tiếng nói, hư không đánh một trận. Ha ha, đối mặt bổn điện hạ, người vẫn còn ở lo lắng những thứ này ra súc. Bất quá, bổn điện hạ, vậy quả thật không hy vọng hiếm có cùng cấp tồn tại đang trong chiến đấu phân tâm à.
Máu hắn màu bên trong, chợt thoáng qua vẻ hài hước nói, toàn quân nghe lệnh, cho ta tiếp tục giết, cầm những thứ này ra súc, cũng cho bổn điện hạ giết sạch. Kim tiên tử, những phế vật này, toàn đều chết sạch mà nói, ngươi, cũng có thể chuyên tâm chiến đấu chứ. Vậy vô số ma tộc nghe vậy, điên cuồng hét lên một tiếng, lần nữa dấn thân vào chiến trường, cùng còn sót lại dù sao cũng phục ma điện chiến sĩ, chiến với nhau. Trong chốc lát, gió tanh hồi sinh, mưa máu lay động. Huyền nữ kiếm, Kim Thư Tuệ mặt đẹp một phiến rét lạnh, mắt đẹp bên trong, ý định giết người bạo tránh, không nói thêm gì nữa, nàng khẽ quát một tiếng, hung hăng một kiếm, hướng Ma Lăng Xuyên chém tới. Nàng bây giờ có thể làm, chỉ có một việc, vậy chính là mau sớm đánh bại Ma Lăng Xuyên, kết thúc cuộc chiến đấu này. Tu vi càng mạnh người, từ thượng giới hạ xuống thần quốc, áp chế thực lực lại càng nhiều, tổn thất khí vận vậy càng nhiều, đồng thời, vậy càng khó khôi phục. Đây cũng là thượng giới nữ hoàng và đế thí thiên các người không hạ xuống thần quốc một trong những nguyên nhân. Kim Thư Tuệ hạ xuống thần quốc, đối với nàng mà nói, có thể nói không có bất kỳ chỗ tốt. Nàng làm như vậy, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là, nàng năm đó bất ngờ tiến vào cái đó đất thần bí, nhiều lần trăn trở, nhưng là tiến vào vực ngoại và thượng giới, có thể nàng từ đầu đến cuối không có quên, nàng đến từ thần quốc. Kim Thư Tuệ thân là người bảo vệ, làm thần quốc gặp gỡ chân chính kiếp nạn lúc đó, trong sâu thẳm, nàng có thể có cảm ứng, thậm chí, trước hai lần cùng ma tộc đại chiến quá trình, Kim Thư Tuệ cũng có biết chút chút. Lần này, Ma Hoàng Chi Tử, vị kia thiên ma tộc chí cường yêu nghiệt hạ xuống, thần quốc cùng linh võ, gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có, Kim Thư Tuệ lại là không chút do dự, trực tiếp phá giới tới. Ma Lăng Xuyên nghiêm túc quát một tiếng nói, tới thật tốt. Trong tay hắn lửa ma cự kiếm tiếp liền múa động, cùng Kim Thư Tuệ chiến ở một nơi. Kiếm quang tràn đầy, lửa ma phần thiên, hư không bể tan tành. Hai người thực lực, vượt qua thứ bảy thần quốc quá nhiều, võ đạo quy luật, sớm bị bọn họ đánh được tan vỡ. Tiếp tục như vậy nữa, cái này đã từng linh khí đậm đà tu võ thánh địa, đều phải bị hai người, đánh cho thành vùng đất hoang tàn. Có thể, bết bát nhất, nhưng còn không phải là cái này. Chốc lát tới giữa, Kim Thư Tuệ cùng Ma Lăng Xuyên, đã giao thủ không dưới ngàn lần. Mảnh khảnh ngọc kiếm cùng lửa ma kiếm to lần nữa đụng nhau, một đạo thước tha bóng người, ở trong hư không chân ngọc gật liên tục, ước chừng đạp phá liền 5 km không gian, mới khó khăn lắm ở thân hình. Phốc, lại là một ngụm máu tươi, từ Kim Thư Tuệ trong miệng khạc ra. Lúc này Kim Thư Tuệ, mặc dù vẫn là dung mạo tuyệt đẹp, có thể đẹp bên trong, nhưng lộ ra một vẻ thê lương. Vậy cả người váy trắng, sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, bị chính nàng máu tươi. Kim Thư Tuệ da thịt vô cùng trắng nõn, giống như đồ gốm vậy, không tì vết chút nào, nhưng lúc này, nhưng phơi bày một loại bệnh trạng trắng bệch, thậm chí là hơi thở, đều đã bắt đầu suy bại. Kim Thư Tuệ quả thật rất mạnh, có thể, so với có chân ma thân thể Ma Lăng Xuyên, vẫn là kém một ít. Mà cả tòa phục ma sơ âm mạch, cũng là chảy máu ngàn dặm, phục thi vô số. Phần lớn, đều là phục ma điện chiến sĩ thi thể. Ma Lăng Xuyên vậy khuôn mặt dữ tợn trên, hiện lên vô cùng sảng khoái thần sắc, hướng về phía Kim Thư Tuệ cười lạnh nói, ngươi không phải nói muốn đổ ma sao. Ngược lại là đồ sát à, bổn điện hạ liền đứng ở chỗ này, Kim Tiên Tử, ngươi tại sao bất động? Ừ, sẽ không yêu bổn điện hạ, bỏ không được ra tay chứ. Vậy vô số ma tộc nghe vậy, đều là vui vẻ cười to đứng lên, mặc dù thân chỗ chiến trường. Có thể những ma tộc này, nhưng đã có cười ầm lên dư dụ. Có thể gặp, phục ma điện hoàn cảnh xấu, là biết bao to lớn. Hiện tại, coi như Diệp Thần xuất hiện cũng vô dụng chứ. Kim Thư Tuệ mắt đẹp bên trong, lửa giận thiêu hủy, mặt đẹp bên trên, chợt thoáng qua một chút không bình thường đỏ thẫm, nguyên bản suy nhược hơi thở, lại là ngay tức thì vươn cao. Nàng hiển nhiên vận dụng loại nào đó liều mạng bí thuật. Chán ghét ma tộc, cho ta chết. Kim Thư Tuệ kiều quát một tiếng, quanh thân kiếm khí kích động, ngọc long sôi trào, hóa thành một đạo kinh thiên cầu vòng, hướng Ma Lăng Xuyên chém một cái đi. Một kiếm này, là cực hạn một kiếm, Kim Thư Tuệ, đã thiêu đốt mình hết thảy. Phải chết, nàng, cũng phải chết được oanh oanh liệt liệt. Cùng lúc đó, phục ma điện, hoàng tuyền đồ bên trong. Diệp Thần quanh thân quanh quẩn vô số cổ xưa phù văn. Đột phá hơi thở dần dần bùng nổ. Cả thế giới tựa như vào giờ khắc này bắt đầu bỗng nhiên chấn động,
Đây là hắn đột phá mấu chốt tiết điểm. Hắn tự nhiên không cách nào cảm giác Phục Ma Sơn hết thảy. Chỉ có đột phá, mới có tư cách chống lại. Hạ một sát, Diệp Thần đột nhiên cảm ngộ, cả người hỗn độn khí thức bùng nổ, từng luồng đen nhánh, hạt hoàng, cổ xưa, mịt mờ hơi thở, không ngừng từ trong cơ thể hắn nổ tung ra. Chung quanh thiên địa, nhất thời kịch liệt chấn động, xuất hiện lục đạo hoàng tuyền, u minh địa phủ, địa ngục quỷ hoa, hư không thánh liên vân. Vân dị tượng. Những dị tượng này lẫn nhau xen lẫn, hình thành một bức bức đặc biệt hình ảnh. Hỗn độn cảnh bảy tầng thiên. Diệp Thần đột nhiên mở to hai mắt, ở trong nháy mắt, chỉ cảm thấy thiên nhân giao hội, đột phá tu vi, đã bước chân vào hỗn độn cảnh bảy tầng thiên. Rắc rắc. Diệp Thần nắm quyền một cái, chỉ cảm thấy cả người khí lưu xoay tròn, lực lượng vô cùng. Đang đột phá tới hỗn độn cảnh bảy tầng thiên sau đó, hắn đối với luân hồi huyền bi cảm ngộ, lục đạo luân hồi pháp cảm ngộ, còn có bích lạc hoàng tuyền đồ cảm ngộ, cũng rõ ràng có một cái to lớn đột phá. Đặc biệt là lục đạo luân hồi pháp, nếu như cử động nữa dùng, mặc dù vậy sẽ gặp phải cắn trả, nhưng chí ít sẽ không ngũ tạng lục phủ bị thương hộc máu như thế nghiêm trọng. Lục đạo luân hồi pháp, mở. Diệp Thần tâm niệm vừa động, lòng bàn tay luân hồi văn lạc lóng lánh, nhất thời, một cái luân hồi chi bàn bóng dáng, ngay tại sau lưng hắn nổi lên, luân bàn bên bờ, như mũi nhọn nhận vậy sắc bén, ùng ùng chuyển động, từng luồng đen nhánh thần quang, không ngừng cổn đáng ra. U oanh quỷ dữ, tỉnh lại cho ta. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, vừa bắt đầu lục đạo luân hồi pháp, liền sử dụng u oanh quỷ dữ máu tươi, đạo đạo luân hồi thần quang, không ngừng bơm vào đi xuống. Rào. Nhất thời, vậy một giọt máu tươi, bồng bềnh ở giữa không trung, không ngừng vặn vẹo lớn mạnh, dần dần diễn hóa thành u oanh quỷ dữ hình dáng. Thi triển lục đạo luân hồi pháp, chỉ cần không phải dùng để chiến đấu, đơn thuần hồi phục sinh mạng nói. Không sẽ đưa tới quá lớn dị tượng chập chờn, không có bại lộ nguy hiểm, hơn nữa nơi này là hoàng tuyển đồ thế giới, tự nhiên cũng không cần lo lắng bại lộ. Ở luân hồi thần quang chấn động hạ, thời gian trôi qua, rốt cuộc, u oanh quỷ dữ dần dần sống lại, cuối cùng đứng ở Diệp Thần trước mặt. Nếu là không có u oanh quỷ dữ lưu lại giọt kia bổn mạng máu tươi, muốn sống lại có thể không có dễ dàng như vậy. Đại nhân, u oanh quỷ dữ mờ mịt đứng tại chỗ, nâng hai tay lên. Ngạc nhiên nhìn, không dám tin tưởng mình thật sống lại. Ta dùng luân hồi pháp, nghịch chuyển sống chết, đem ngươi hồi phục, ngươi khá tốt. Diệp Thần khẽ mỉm cười, lục đạo luân hồi pháp, có nghịch chuyển sinh tử hiệu quả, coi như người khác chỉ còn lại một giọt bổn mạng máu tươi, hắn cũng có thể hồi phục. Nhưng nếu như xem Kim Loan Thiên Tê như vậy, hoàn toàn tự bạo, bất kỳ đồ cũng không có để lại tới, hắn cũng không có biện pháp. Trừ phi... Hắn có thể vượt qua kiếp trước tột cùng nhất thực lực, mới có thể coi thường hết thảy quy tắc, nói sao làm vậy, một câu nói, là có thể quyết định người khác sống chết. Đa tạ đại nhân, ta rất tốt. U oanh quỷ dữ vui mừng quá đổi, không nghĩ tới mình nhanh như vậy liền sống lại. Dừng một chút, hỏi, đại nhân, ta sư đệ đâu? Người sư đệ, nó. Diệp Thần hơi ngưng trọng, than thở một tiếng, đem Kim Loan Thiên Tê vì ngăn cản thiên tâm kiếm điệp. Tự bạo rơi xuống sự việc, đơn giản nói ra. Phải không, nguyên lai ta sư đệ đã chết. U oanh quỷ dữ ảm đạm thần thương, Kim Loan Thiên Tê chết đi, cửu u hổ lại bị Hiên Viên Mặc Tà mê muội, nó trong lòng khá làm khó bị. Nén bi thương thuận đổi, chúng ta còn có rất chuyện trọng yếu phải làm. Diệp Thần trấn an một tiếng, lần này thí sư đại hội, tình huống chiến đấu rất là thảm thiết, nhưng người ánh mắt, cuối cùng là phải hướng trước xem. Hiện tại hắn muốn là diệt thế đại kiếp làm chuẩn bị. Không chỉ đang tiếp tục bế quan trước, hắn dự định trước còn một phần thiên cơ đạo nhân ân tình. U oanh quỷ dữ lấy lại bình tĩnh, vậy thu liễm tâm tình. Đột nhiên, u oanh quỷ dữ tựa hồ phát hiện cái gì, con người đông lại một cái, mở miệng nói, đại nhân, Phục Ma Sơn thật là nặng ma khí. Diệp Thần thần sắc biến đổi, hắn một mực ở hoàng tuyền đồ bên trong, ngăn cách hết thảy. Hơn nữa khôi phục u oanh quỷ dữ cần vận dụng lục đạo luân hồi pháp, ngược lại để cho hắn không có chú ý tới ngoại giới hết thảy. Mà giờ khắc này, hắn linh thức lộ ra, cảm nhận được liền Phục Ma Sơn hết thảy. Một cổ vô hình lửa giận cháy. Hắn bế quan lúc đó, đám kia thiên ma lại ra tất cả người ý liệu đối với thần quốc ra tay. Đáng chết! Một giây kế tiếp, Diệp Thần lao ra hoàng tuyển đồ, biến mất ở Phục Ma Điện.
Cùng lúc đó, trên Phục Ma Sơn không, bầu không khí ngưng trọng. Đối mặt Kim Thư Tuệ một kiếm này, Ma Lăng Xuyên thần sắc, nhưng vẫn không có biến hóa chút nào, trong tay lửa ma cự kiếm, điên cuồng múa, sóng nhiệt cuồn cuộn ra, toàn bộ thần quốc cơ hồ đều phải bị một kiếm này đốt. Mênh mông bốc hơi, sông dài khô khốc. Đỏ thấm kiếm mang, kèm theo lửa ma, hóa thành một đạo thanh hồng hai màu xen lẫn mà thành kiếm khí, chém điên cuồng ra. Sau đó, ngọc kiếm cầu vòng cùng vậy thanh hồng kiếm khí, giống như tinh thể va chạm vậy, ầm ầm đánh nhau. Lực lượng cuồng bạo cuộn sạch bốn phía, vốn đã cơ hồ là một mảnh phế tích Phục Ma Sơn, lại là hoàn toàn nghiền. Một hồi xương máu, từ Kim Thư Tuệ thân thể mềm mại bên trên tản mát ra, lúc này, cái này dung nhan tuyệt thế cô gái, nhưng giống như tàn lụi đóa hoa vậy, từ trên không rơi xuống xuống. Thánh tổ cảnh, tại sao mạnh? Chính là bởi vì, võ đạo tu luyện tới cái này một tầng thứ, đã thật khó chết đi. Có thể giờ phút này, Kim Thư Tuệ khóe miệng nhưng là dương lên vẻ cười khổ, lẩm bẩm, đây chính là đối mặt cảm giác tử vong sao. Hôm nay nàng, thương thế quá nặng, thậm chí liền linh lực, đều không cách nào vận chuyển. Ma Lăng Xuyên thực lực, đúng là nàng bên trên, chiến đấu bên trong tích lũy thương thế, cộng thêm vận dụng bí pháp cắn trả, lấy như bây giờ trạng thái, nếu như cứ như vậy rơi xuống đất, sợ rằng, thân thể của nàng đều không cách nào nhận chịu chứ. Kim Thư Tuệ chậm rãi nhắm lại ngân hà vậy trong mắt, mặc cho mình thân thể, ở trong gió lay động. Nàng, không hối hận. Thần quốc, đã từng là nhà nàng. Nàng ở chỗ này ra đời, ở chỗ này vượt qua tuổi thơ, vượt qua chủng loại tuổi tác. Nơi này có nàng nhớ lại. Nơi này có nàng phấn đấu. Nơi này, nàng chết vậy phải bảo vệ. Đây là yêu nước sao? Chính xác mà nói, đây là yêu nhà nàng. Nhưng vào lúc này, Ma Lăng Xuyên, nhưng là phát ra một tiếng gầm thét. Người cái này hèn hạ người phụ nữ, lại dám đả thương ta. Giờ phút này, Ma Lăng Xuyên đầu vai chỗ, mở một cái lỗ máu, máu tươi chảy ròng. Ma Lăng Xuyên cặp mắt bên trong, sát ý điên cuồng, hắn chính là vực ngoại thiên ma nhất tộc đế hoàng chi tử à. Là vô cùng tôn quý, vô cùng hoàn mỹ tồn tại. Từ ra đời tới nay, cơ hồ, không có nhận bất kỳ tổn thương, chí ít, không có bị cùng cấp tồn tại đánh cho bị thương à. Có thể hiện tại, một cái loài người hèn mọn, thậm chí còn là một người phụ nữ, lại để cho hắn bị thương. Hơn nữa, thương thế, còn không coi là nhẹ. Kim Thư Tuệ, đơn giản là ở Ma Lăng Xuyên cả đời huy hoàng bên trên, để lại duy nhất điểm nhơ à. Cái này làm cho hắn như thế nào chịu đựng? Ma Lăng Xuyên điên cuồng hét lên một tiếng, thu hồi trong tay cự kiếm, giống như dã thú hướng rơi xuống Kim Thư Tuệ cực nhanh nhào tới, phẫn nộ quát bổn điện hạ, muốn đích thân đem ngươi xé thành mảnh vỡ, đem ngươi nội tạng kéo ra, miễn cưỡng nhai nát vụn, cái này, chính là tổn thương bổn điện hạ giá phải trả. Còn sót lại xuống Phục Ma Điện võ giả, cũng không nhịn được nhắm hai mắt lại, không muốn thấy cái này vô cùng là tàn khốc một màn. Có thể, bỗng nhiên, cái này tràn đầy thi thể chiến trường, nhưng quỷ dị yên tĩnh lại. Kim Thư Tuệ, nguyên bản đã làm xong liều chết chuẩn bị, có thể dự đoán bên trong đau đớn cùng giá rét, lại không có đến. Thậm chí, liền rơi xuống đất đụng, cũng không có. Nàng thân thể mềm mại nhẹ một chút, nguyên bản bởi vì mất máu quá nhiều, mà dần dần lạnh như băng thân thể mềm mại, rơi vào một cái ấm áp trong lòng bên trong. Kim Thư Tuệ đôi mi thanh tú hơi nhăn, chậm rãi mở ra hai tròng mắt, vào mắt chỗ, nhưng là một tấm chàng trai gương mặt. Một tấm thần sắc lãnh đạm, anh Tuấn gương mặt. Gương mặt này, Kim Thư Tuệ cũng không xa lạ gì, thậm chí, còn rất có hảo cảm. Nàng biết, tên nam tử này tử tên là Diệp Thần. Kim Thư Tuệ đã từng cảm giác được thần quốc chống đỡ ma tộc xâm lấn chiến tranh, tự nhiên, đối với tên này cơ hồ lấy sức một mình, nâng lên toàn bộ thần quốc cùng linh võ đại lục nam tử, sẽ không có ấn tượng. Bất kỳ người phụ nữ, đối với như vậy người đàn ông, đều cơ hồ sẽ không cảm thấy không ưa. Nhưng, giờ phút này, Kim Thư Tuệ trong đầu, nhưng là một phiến chỗ trống. Đừng nói là liên quan tới Diệp Thần nhớ, ngay cả mình trọng thương, cùng với thực lực kinh khủng Ma Lăng Xuyên, còn ở bên cạnh những chuyện này, cũng toàn bộ quên sạch. Nguyên bản vô cùng nhợt nhạt mặt đẹp, lại là ngay tức thì bay lên lau một cái ánh nắng đỏ rực. Kim Thư Tuệ, thuở nhỏ chính là chúng tinh cùng nguyệt vậy thiên tài võ đạo, tâm tư, toàn đặt ở võ đạo bên trên, hơn nữa nàng trong trẻo lạnh lùng tính cách,
trong tình cảm, gần như giấy trắng vậy. Có thể hiện tại, nàng lại bị một người nam tử ôm ở trong ngực. Hơn nữa, vẫn là lần đầu tiên gặp mặt xa lạ nam tử. Nàng lúc nào, và khác phái như vậy thân mật tiếp xúc qua. Đừng nói là bị người ôm vào trong ngực, liền đến gần nàng 3 mét trong vòng người đàn ông, trừ người thân ra, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngay cả tay, cũng cho tới bây giờ không có cùng người dắt lấy. Có thể hiện tại, Diệp Thần lại là thừa dịp nàng bị thương nặng, đối với nàng như vậy vô lễ. Kim Thư Tuệ mắt đẹp bên trong, hiện lên vẻ xấu hổ vẻ, theo bản năng thì phải khoát tay, đánh về phía Diệp Thần gương mặt, có thể, tay nàng, nhưng bị bắt. Diệp Thần nắm Kim Thư Tuệ tay, khẽ cau mày, nhàn nhạt nói, ngươi làm gì? Hắn cứu Kim Thư Tuệ mệnh, Kim Thư Tuệ lại vẫn muốn đánh hắn. Kim Thư Tuệ khẽ cắn môi, mắt đẹp bên trong, có chút ủy khuất, người đàn ông này, tùy ý ôm mình, lại vẫn còn thái độ như thế. Nàng biết, Diệp Thần cứu mình, nhưng mà lấy Diệp Thần thực lực, muốn tiếp nàng, có 10.000 loại phương pháp, hơn nữa, ôm, liền ôm, tại sao đến hiện tại, còn không buông ra nàng? Cái này, đây không phải là nhân cơ hội sàm sở nàng, là cái gì? Kim Thư Tuệ mặt, đỏ hơn, đang chuẩn bị nói gì, nhưng đột nhiên gian, một đạo vô cùng là hung ác sát khí, giống như gió lốc lớn vậy hướng hai người xoắn tới. Cách đó không xa, Ma Lăng Xuyên đang lạnh lùng nhìn Diệp Thần, trên mặt, mang nụ cười tàn nhẫn. Người này, chính là Diệp Thần chứ? Thất bại thiên ma lời đồn đãi người này là thần quốc nhất thiên phú người. Thậm chí có người nói có thể cùng hắn thiên ma chi tử sóng vai. Đây đối với hắn mà nói là làm nhục. Người này tộc thiên tài, nhìn như, rất nhỏ yếu. Bế quan sau Diệp Thần, Tu Vi đã đột phá đến hỗn độn cảnh 7 tầng thiên, có thể, như vậy Tu Vi, ở Ma Lăng Xuyên trong mắt, và phế vật không việc gì khác biệt. Hắn biết, Diệp Thần có thể gần như điên cuồng vượt cấp mà chiến, có thể thực lực phỏng đoán cũng chỉ ở thiên thần cảnh đỉnh cấp tầng thứ, cao nhất cũng sẽ không vượt qua thánh tổ cảnh nhất tầng thiên, tuyệt không thể nào là đối thủ của mình. Kim Thư Tuệ sắc mặt trầm xuống, biết bây giờ không phải là so đo Diệp Thần có hay không sàm sở nàng lúc. Diệp Thần thực lực không kém, thiên phú võ đạo, lại là làm Kim Thư Tuệ cũng là rung động. Có thể, căn cứ Kim Thư Tuệ đối với lần trước ma tộc xâm lược lúc trí nhớ, Diệp Thần thực lực, đại khái ở thiên thần cảnh 6-7 tầng thiên cỡ đó, cùng Ma Lăng Xuyên chênh lệch, giống như thiên uyên. Hôm nay, trong khoảng cách một lần ma tộc xâm lược, mới qua bao lâu? Diệp Thần coi như thiên phú võ đạo biến thái đi nữa, lại có thể tăng lên, vậy tuyệt đối không có có thể, ở trong thời gian ngắn như vậy, vượt qua thiên thần cảnh cùng thánh tổ cảnh tới giữa vách ngăn. Chớ nói chi là, Ma Lăng Xuyên thực lực ở thánh tổ cảnh giai đoạn trước bên trong đều là thuộc về không kém tồn tại. Liền mình đều không cách nào chiến thắng hắn, như vậy, Diệp Thần đối mặt Ma Lăng Xuyên lại là liền từng tia thắng lợi có thể cũng không có. Kim Thư Tuệ ngưng tiếng nói, Diệp Thần, thật dễ nghe ta nói, bây giờ ngươi, không phải Ma Lăng Xuyên đối thủ, nhưng, ngươi nhưng là thất đại thần quốc, duy nhất có cơ hội, ở tương lai đánh bại hắn võ giả. Mới vừa rồi, ngươi tiếp nhận ta, để cho ta có cơ hội hơi điều chỉnh mình một chút hơi thở, mặc dù, còn không cách nào chiến đấu, nhưng bây giờ ta lại có tự bảo cơ hội. Một hồi, ngươi nhanh chóng rời đi ta bên người, Ma Lăng Xuyên tuy mạnh, cũng không khả năng ở một người thánh tổ cảnh tồn tại tự bảo bên trong. Vẫn không chút tổn hao nào, mà ngươi, muốn chạy trốn. Chờ ngươi đủ cường đại thời điểm, báo thù nữa. Diệp Thần, ngươi hiểu chưa? Kim Thư Tuệ biết, làm như vậy, coi như là từ bỏ phục ma điện chiến sĩ, cùng với hắn nơi yêu người, có thể, thực tế rất tàn khốc, đây là Diệp Thần duy nhất có cơ hội đánh bại Ma Lăng Xuyên biện pháp. Lưu lại, chỉ có thể không chịu chết thôi, cái gì vậy không thay đổi được. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn Kim Thư Tuệ một mắt. Nhưng là lắc đầu nói ta không rõ ràng. Hắn quả thật không rõ ràng, đối mặt một cái thánh tổ cảnh sơ kỳ vực ngoại thiên ma, hắn Diệp Thần tại sao phải chạy trốn. Kim Thư Tuệ đôi mi thanh tú nhíu một cái, nàng lấy là Diệp Thần muốn cảm tình dụng sự, muốn không lãng phí mình sinh mạng, đang chuẩn bị mở miệng khuyên. Có thể, ngay tại nàng hơi dương ra đôi môi ngay tức thì, một ngón tay, nhưng đưa vào nàng trong miệng, ngăn chặn miệng của nàng. Vậy ngón tay, dĩ nhiên là Diệp Thần. Tất cả người, đều trợn tròn mắt, Diệp Thần, đây là đang làm gì à? Có thể Diệp Thần, nhưng là lơ đễnh, nhàn nhạt nói, cắn bể ngón tay ta.
hắn ở trong hư không, đã cảm ứng được một ít chuyện, tự nhiên biết Kim Thư Tuệ vì đánh bại Ma Lăng Xuyên, người bị thương nặng, hơn nữa, còn động tác dụng phụ cực lớn bí thuật. Cho dù lấy thánh tổ cảnh căn cơ mà nói, nặng như vậy tổn thương, nếu không phải kịp thời chữa trị, vẫn là rất có thể sẽ lưu lại hậu di chứng. Diệp Thần mặc dù ngoài miệng chưa nói, trong lòng đối với Kim Thư Tuệ, nhưng là vô cùng cảm kích, nếu như không phải là Kim Thư Tuệ, thần quốc cùng linh võ đại lục, hiện tại, có thể đã diệt, mà hắn muốn bảo vệ người, có thể vậy đã chết. Kim Thư Tuệ, đối với hắn có ân. Diệp Thần tự nhiên không hy vọng nàng xảy ra chuyện gì. Nhưng Diệp Thần mới vừa đối với U Oanh Quỷ Dữ thi triển lục đạo luân hồi pháp, hiện tại địch nhân ở cách đó không xa mắt lom lom, hắn không thể để cho mình rơi vào quá độ yếu ớt. Cho nên, Diệp Thần để cho nàng cắn bể ngón tay mình, máu hắn là chí bảo. Ẩn chứa luân hồi và cực mạnh năng lực khôi phục chí bảo. Có thể Kim Thư Tuệ, nhưng không biết hết thảy các thứ này. Lúc này, nàng mặt đẹp đã là đỏ tươi một mảnh. Nàng muốn vùng vẫy, chống cự, không để cho Diệp Thần nắm ngón tay đưa vào, nhưng mà, lấy Kim Thư Tuệ trạng thái bây giờ, như thế nào có thể đủ chống cự được. Nàng nhìn Diệp Thần, mắt đẹp bên trong, đã tràn đầy lửa giận. Người này, đang làm gì à? Ôm mình cũng được đi, lại vẫn đột nhiên nắm ngón tay đưa đến trong miệng người khác, còn muốn kêu nàng cắn bể ngón tay. Đây không phải là khinh bạc, cái gì là khinh bạc? Nguyên bản, ở nàng trong lòng đối với Diệp Thần vẫn là rất có hảo cảm, có thể hiện tại, Kim Thư Tuệ chỉ cảm thấy được Diệp Thần là tên sắc lang, biến thái. Nàng không ngừng vùng vẫy, muốn mắng Diệp Thần, nhưng mà, bởi vì ngậm Diệp Thần ngón tay, lời nói ra, đều là mơ hồ không rõ, chỉ có thể phát ra một hồi ân ân nha ô thanh âm. Trong chốc lát, tình cảnh lại là lộ vẻ được vô cùng mập mờ. Kim Thư Tuệ, thật nóng này, cái này Diệp Thần, liền. Coi như thật muốn chiếm nàng tiện nghi, cũng phải phân phân trường hợp, thời cơ chứ. Dưới mắt, đối mặt thực lực này vô cùng kinh khủng vực ngoại ma hoàng chi tử Ma Lăng Xuyên, còn muốn đối với mình làm những chuyện này. Tên này, là điên rồi sao? Diệp Thần gặp Kim Thư Tuệ chậm chạp không chịu cắn hắn ngón tay, cau mày nói, ngươi không muốn hiểu lầm, ta chỉ là muốn giúp ngươi chữa thương, máu ta, so bất kỳ chữa thương đan dược, cũng tác dụng. Hắn chi cho nên trực tiếp đưa ngón tay bỏ vào Kim Thư Tuệ trong miệng, là bởi vì là hắn biết, lấy Kim Thư Tuệ kiêu ngạo, tuyệt không biết uống máu hắn, cho nên, hắn chỉ có thể trực tiếp nắm ngón tay đưa vào Kim Thư Tuệ trong miệng, ép nàng cắn mới được. Muốn khôi phục thánh tổ cảnh cường giả thương thế, cho dù là Diệp Thần máu tươi, vậy phải tiêu hao không thiếu, đan dược thông thường, thậm chí còn hồng mông cổ thuật, đã không tốt như vậy dùng. Kim Thư Tuệ nhưng là hơn nữa dùng sức đấu tranh, chữa thương. Diệp Thần máu, có thể chữa thương, còn so đan dược tác dụng. Đùa gì thế? Vì khi dễ mình, lại vẫn biên ra như vậy nói láo. Trên Phục Ma Sơn Thanh Đế, Ngọc Chân Tử các người, cũng là mặt hiện vô cùng vẻ lo lắng. Bọn họ không nghe được Diệp Thần nói gì, có thể, cũng nhìn ra được, Diệp Thần ôm Kim Thư Tuệ, là tuyệt đối không cách nào thật tốt chiến đấu à. Thanh Đế không nhìn được hô to nói, Diệp Thần, ngươi đang làm gì, mau đưa Kim Tiên Tử để xuống, vực ngoại ma hoàng chi tử rất cường đại, không phải có thể phân tâm đối phó kẻ địch à. Nếu không phải Thanh Đế lúc này thương thế nghiêm trọng, hắn cũng muốn trực tiếp cho Diệp Thần một quyền, đại địch trước mặt, vẫn còn ở nơi này liếc mắt đưa tình. Đồ Lan Tâm, Tôn Di, Sở Doanh cùng nữ, cũng là sắc mặt lạnh như băng nhìn Diệp Thần, các nàng không phản đối Diệp Thần bên người có những đàn bà khác, nhưng mà, hiện tại, là tìm người phụ nữ thời điểm sao? Cảm nhận được mọi người tầm mắt, đặc biệt là hắn các phụ nữ tầm mắt, Diệp Thần không khỏi cảm thấy một cổ to lớn áp lực, không khỏi được cười khổ nói, nhanh lên một chút cắn, ta không có lửa gạt ngươi, ngươi thử một chút thì biết, ta đáp ứng ngươi, ngươi cắn, ta liền nắm ngón tay rút ra. Kim Thư Tuệ mắt đẹp bên trong, tràn đầy vẻ ủy khuất, nếu không phải Diệp Thần là đối kháng Ma Lăng Xuyên duy nhất thí sinh, nàng cũng dự định trực tiếp từ nổ. Cưỡng bức không biết làm sao, nàng đành phải nhận mệnh vậy, cắn bể Diệp Thần ngón tay, tựa hồ vì phát tiết bất mãn trong lòng, trả thù Diệp Thần, một cái cắn này, dùng hết toàn lực. Diệp Thần thầm mắng một tiếng, nữ nhân này loài chó. Cuồn cuộn máu tươi, từ Diệp Thần vết thương, chảy vào Kim Thư Tuệ trong cổ. Trong thoáng qua, liền hóa thành đạo đạo dòng nước ấm, trào hướng tay chân của nàng Bách Hài. Mà Kim Thư Tuệ thương thế bên trong cơ thể,
nhưng là ở nơi này dòng nước ấm bồi bổ dưới, thật nhanh chuyển biến tốt. Kim Thư Tuệ thử ra, hoàn toàn thử ra. Tại sao có thể như vậy? Mình bị thương nặng bao nhiêu, mình rõ ràng nhất, sợ rằng, cho dù là vực ngoại và thượng giới chữa thương đan dược, cũng không có như vậy nghịch thiên hiệu quả chứ. Nàng ở vực ngoại và thượng giới, cũng coi là cái gì cũng thấy qua, có thể, chưa từng nghe nói, có ai máu có thể so với đan dược à. Kim Thư Tuệ một bên từng ngụm cắn nuốt Diệp Thần máu tươi, một bên áy náy nhìn Diệp Thần, nàng hiểu lầm Diệp Thần. Có thể, Kim Thư Tuệ trong lòng, vẫn là có chút xấu hổ. Vào thời khắc này, một tiếng mang ngút trời tức giận gầm thét, ở Diệp Thần cùng Kim Thư Tuệ bên tai nổ vang. Ngươi, chơi đủ chưa? Diệp Thần nhưng là căn bản không có để ý Ma Lăng Xuyên. Ma Lăng Xuyên đôi mắt ứ máu, chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, một tên phế vật lại dám coi thường hắn, ở nơi đó và người phụ nữ anh em. Cái này Diệp Thần là thật ngại mạng mình quá dài sao? Ma Lăng Xuyên cười lạnh nói, tiểu phế vật, ngươi mới vừa rồi, không phải tránh rất khá sao? Bổn điện hạ, còn lấy vì ngươi chạy trốn đâu, làm sao đột nhiên lại xuất hiện? Tránh! Diệp Thần rốt cuộc nhìn về phía Ma Lăng Xuyên, mặt không thay đổi mở miệng nói, ngươi còn chưa xứng để cho ta tránh. Ma Lăng Xuyên giận dữ ngược lại cười nói, ha ha ha, nhóc xác rưởi, bổn điện hạ, cái này thì để cho ngươi biết, ta không xứng với phối. Ma Lăng Xuyên quanh thân ma khí sôi trào, chuôi này lửa ma cự kiếm, xuất hiện lần nữa ở trong tay. Ma Thiên chém vô cùng kiếm. Cái này Ma Lăng Xuyên, lại là trực tiếp ra tay. Đầy trời lửa vũ lại xuất hiện, đỏ thấm kiếm khí kích động, giống như thiên la địa võng vậy, hướng Diệp Thần bao phủ tới, không thể tránh né. Lúc này, ở Diệp Thần huyết dịch dưới tác dụng, Kim Thư Tuệ thương thế, hóa giải không thiếu, rốt cuộc thoát khỏi Diệp Thần ngón tay, nhìn một kiếm này, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Nàng trầm giọng nói, Diệp Thần, chống đỡ chốc lát, đối với ta đem hơi thở vững vàng, người ta dưới sự liên thủ, chưa chắc không cùng cái này ma hoàng sức đánh một trận. Diệp Thần máu, quả thật mạnh mẽ, nàng thương thế đã tốt được thất thất bát bát, chỉ cần mấy hơi thở thời gian, điều hòa hơi thở, liền có thể khôi phục 90% thực lực. Nói như vậy, hai người liên thủ, nói không chừng thật vẫn có thể đánh bại Ma Lăng Xuyên. Nàng lo lắng nhất chính là, cái này mấy cái hô hấp thời gian, lấy Diệp Thần hỗn độn cảnh thực lực, muốn phải kiên trì ở, sợ rằng khó như lên trời. Cái gì gọi là chống đỡ? Chống đỡ? Nói rõ, chính là dùng hết toàn lực né tránh, ngăn cản. Có thể, giờ khắc này, trên Phục Ma Sơn còn sống sót mọi người, cùng với Kim Thư Tuệ, đều là thừa gia, giống như bị Bắc Cực thổi tới gió lạnh lạnh cóng vậy. Tại sao? Bởi vì, Diệp Thần đối mặt Ma Lăng Xuyên vậy liền thánh tổ cảnh tồn tại, cũng có thể trấn áp một kiếm, nhưng là không nhúc nhích đứng tại chỗ. Tất cả mọi người đều là không dám tin tưởng nhìn một màn này. Tiếp theo. Chính là tức giận. Diệp Thần, lúc này, còn muốn trang, còn muốn khinh thường. Bọn họ biết, Diệp Thần rất ngạo, đối với võ giả mà nói, tránh đánh, là một loại sỉ nhục. Nhưng mà, vậy không thể không có ranh giới cuối cùng ngạo chứ. Cho dù là và một người thánh tổ cảnh ma hoàng nhất thiên phú đứa nhỏ giao thủ, bọn họ tin tưởng lấy Diệp Thần thực lực, nếu như né tránh, toàn lực phòng ngự, lại dựa vào nghịch thiên kia sinh mệnh lực phát ở. Là có cơ hội đến khi Kim Thư Tuệ khôi phục à? Nhưng mà đâu? Diệp Thần, nhưng bởi vì mù quáng tự đại, đứng tại chỗ không nhúc nhích, như vậy, không chỉ có Diệp Thần mình sẽ chết, cái này toàn bộ thần quốc cùng linh võ, duy nhất lật bàn cơ hội, cũng phải mất đi. Bọn họ, làm sao có thể không tức giận giận? Nếu là không có bất kỳ thủ thắng cơ hội, người muốn chết đường đường tránh tránh, vậy cũng được đi, có thể hiện tại, rõ ràng có cơ hội. Lại bị Diệp Thần lãng phí như vậy. Vô số Phục Ma Điện chiến sĩ, lại vậy không cách nào nhẫn nại, ngay tức thì bùng nổ. Cho dù lại tôn kính Diệp Thần, bọn họ cũng không nhịn được la mắng. Đáng chết tự đại cuồng, cho ta né tránh à. Chính diện ứng chiến, ngươi lấy làm cái này, rất có tôn nghiêm, đây không phải là một mình ngươi chiến đấu. Ngươi như vậy, không phụ lòng chiến sĩ đã chết sao? Kim Thư Tuệ, khí được thân thể mềm mại. Cũng khẽ run. Nàng nhìn lầm rồi, thật nhìn lầm rồi, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Diệp Thần là như thế không biết nguyên tắc người. Người thích tôn nghiêm của võ giả, thích đường đường tránh tránh chiến đấu. Không có vấn đề, nhưng mà, nơi này là chiến trường à.
không phải sân đấu võ. Diệp Thần trên mình lưng đeo là cả thần quốc cùng linh võ, mà không phải là một người sống chết à. Lúc này, Kim Thư Tuệ một đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Diệp Thần, trong mắt là nồng nặc vẻ thất vọng. Nhưng dù vậy, Diệp Thần nhưng vẫn không có động tĩnh, vẫn đứng tại chỗ. Vô số chiến sĩ cũng nhắm hai mắt lại, than thở. Thành cũng Diệp Thần, bại vậy Diệp Thần. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Ma Lăng Xuyên cũng là vô cùng khinh miệt nhìn Diệp Thần, tựa như ở xem một cái tự tìm đường chết chó hoang. Dám trực diện mình một kiếm này, quả thật rất dũng cảm, nhưng, ở Ma Lăng Xuyên xem ra, Diệp Thần dũng cảm, xuất xứ từ tại hắn ngu xuẩn. Ở mình một kiếm này trước mặt, không tránh tránh. Ha ha, đó là bởi vì, lấy phế vật này tầm mắt, căn bản không nhìn ra thánh tổ cảnh tồn tại nhất kích, có kinh khủng dường nào. Một khắc sau, một chuôi đen nhánh trường kiếm xuất hiện ở Diệp Thần trong tay, chính là sát kiếm. Úm, bá, đâu, đi, be be, ỏ, ô, ba. Liên tiếp kinh khủng nốt nhạc, mang kinh thiên động địa uy áp, cuồng như vậy cuộn sạch mà qua, hội tụ Diệp Thần toàn thân. Diệp Thần vung lên sát kiếm, hủy diệt mộ đạo hội tụ, kiếm phong cắt kim loại không khí, phát ra từng luồng hồng mông cổ âm, từng cái cổ xưa hồng mông nốt nhạc, như con bướm vậy quanh quẩn ở hắn trên thân kiếm. Thiên Long bát thần âm hơi thở, vào giờ khắc này phát huy ra. Không chỉ như vậy, tuyệt mạnh yêu khí phóng lên cao, huyết quang bùng nổ, cuồn cuộn huyền diễm, ở bề mặt thiêu đốt, Diệp Thần một đôi sâu thẳm con ngươi, ngưng mắt nhìn Ma Lăng Xuyên, mặt lộ vẻ vậy sóng gió kinh hoàng vậy cuốn tới xích mang lửa vũ, một kiếm chém ra. Trong nháy mắt, tất cả nhắm hai mắt lại người, chỉ cảm thấy được nguyên bản chướng khí mù mịt, giống như ma uyên thế giới, phục thuộc về trong sạch. Bọn họ cũng theo bản năng lần nữa mở mắt, nhìn về phía trên bầu trời đạo thân ảnh kia. Tất cả mọi người ánh mắt, cũng đổi thành ánh sáng chói mắt hoa. Tựa như, một vòng ánh sáng mặt trời, từ từ dâng lên, chiếu sáng lên mọi người trong mắt. Vậy, là vô cùng tươi đẹp một kiếm. Hủy diệt mộ đạo, mở. Hủy diệt mộ đạo giống như bình tĩnh trên mặt hồ, nhấc lên một chút gợn sóng, lấy kiếm kia quang là trung tâm, hướng toàn bộ thứ bảy thần quốc dạo dực đi. Chỗ đi qua, ma khí tiêu tán, từng cái ở ma khí bên trong dãy giụa võ giả, đều là sửng sốt một chút, tất cả thống khổ, cũng đi đôi với vậy ma khí, ở trong phút chốc hóa thành hư vô. Không chỉ như vậy, Diệp Thần thậm chí còn vận dụng một chút lục đạo luân hồi pháp. Hắn đối với mình một kiếm này, có lòng tin. Phục ma điện các chiến sĩ, thậm chí là những cái kia hung tàn vô cùng vực ngoại thiên ma, mỗi một người đều mở to cặp mắt. Vậy bao phủ phục ma sơn màu máu kiếm khí, cùng với ngút trời lửa vũ, ở tiếp xúc tới Diệp Thần chém ra đạo kiếm quang kia ngay tức thì, mất đi. Thánh tổ cảnh ma hoàng chi tử Ma Lăng Xuyên nhất kích, lại là bị Diệp Thần một kiếm này, hoàn toàn nghiền ép. Đây cũng là bước vào hỗn độn cảnh bảy tầng thiên Diệp Thần. Đây cũng là trải qua thiên đạo cung đánh một trận Diệp Thần. Không thể nào. Ma Lăng Xuyên gầm thét, nguyên bản gương mặt hạ vậy châm chọc. Chờ xem Diệp Thần bị mình một kiếm này hòa tan nụ cười tàn nhẫn, ngay tức thì tan vỡ. Tại sao có thể như vậy? Hắn một kiếm này nhưng mà không chút nào nương tay à? Nhưng lại vẫn bị Diệp Thần cho nghiền ép. Hơn nữa, Diệp Thần vậy chém ra đạo kiếm quang kia, lại là tản ra khí tức tử vong nồng nặc. Cái này, nhưng mà liền Kim Thư Tuệ cũng xa xa không làm được à? Ma Lăng Xuyên cơ hồ thuấn gì vậy hướng sau bay ngược, cái này mạnh mẽ vô cùng. Cơ hồ có thể tùy ý phá hoại một cái tiểu thế giới vực ngoại ma hoàng chi tử, lần đầu tiên trong đời, lui. Có thể, lui liền sao? Diệp Thần chém ra đạo kiếm quang kia, lại là như bóng với hình vậy, xuất hiện ở Ma Lăng Xuyên trước mặt. Ma Lăng Xuyên ma khí cuộn sạch, mưu toan ngăn trở. Nhưng đi đôi với một đạo kinh thiên thú hống, hắn kinh hãi. Ở giữa thiên địa tựa như ác mộng ra đời. Trước mặt hắn hư không đột nhiên nứt ra. Một đầu đỏ xanh hai con ngươi ác mộng cự thú mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa hạ xuống. Đây là yêu thú gì? Hắn lần đầu tiên trong đời cảm giác được sợ hãi. Vậy đỏ xanh trong hai con ngươi tràn đầy vượt xa thượng cổ đại hung ánh mắt. Ánh mắt kia tựa như vượt qua thiên ma tàn nhẫn và bạo ngược. Ánh mắt kia ý uy hiếp, thậm chí mơ hồ và phụ thân ma vô thiên tức giận có chút tương tự. Ta không thể chết được. Ma Lăng Xuyên vào giờ khắc này hoàn toàn rối loạn trận cước. Mà ngay lúc này, Diệp Thần lên tiếng, Tiểu Hoàng, không cần ngươi ra tay.
Cái này ma hoàng chi tử, ta có thể giải quyết. Diệp thần có tuyệt đối tự tin. Tiểu hoàng quay đầu nhìn một cái Diệp thần, cuối cùng vẫn là không có ra tay. Bất quá, ma lăng xuyên sau lưng thương khung giống như đỏ thắm dị tượng, áp chế hắn. Tiểu hoàng không hy vọng Diệp thần có bất kỳ bị thương, có thể áp chế ma lăng xuyên một phần chia lực lượng tự nhiên tốt nhất. Bất quá bây giờ ma lăng xuyên bởi vì tiểu hoàng xuất hiện, tâm cảnh hoàn toàn rối loạn. Ma lăng xuyên gặp Diệp thần như vậy, lửa giận cháy, điên cuồng hét lên một tiếng, cả người ma khí vô tận bùng nổ, hóa thành một đạo đen nhánh đổ sộ thuẫn, ngăn cản hướng vậy lẫm liệt kiếm mang, ầm một tiếng vang thật lớn, đỏ thẫm mưa máu, chiếu nghiêng xuống. Đó là ma lăng xuyên máu tươi. Một cái tay, một cái chân, nửa thân thể. Ma lăng xuyên nửa thân thể, lại là vô cùng sợ hãi biến mất. Trọng thương. Diệp thần lại là lấy một kiếm lực, liền đem ma lăng xuyên chém thành trọng thương. Thật phục ma sơn chiến trường, cũng lâm vào tĩnh mịch. Vậy triệu ma tộc, đều là khó có thể tin nhìn ma lăng xuyên. Nhưng, để cho bọn họ rung động, cũng không phải ma lăng xuyên thương thế, mà là hắn thần sắc. Ma hoàng ma lăng xuyên, ở những ma tộc này ấn tượng bên trong, là hoàn toàn không biết sợ hãi vì vật gì tồn tại à. Nhưng còn bây giờ thì sao? Khiếp sợ, vô cùng rõ ràng khiếp sợ vẻ, nhưng hiện lên ma lăng xuyên gương mặt bên trên. Hắn, sợ. Không riêng gì đối với tiểu hoàng sợ. Sợ hơn cái này thần quốc nhất cực hạn thiên tài thanh niên. Diệp thần nhìn ma lăng xuyên, nhàn nhạt nói, hiện tại, ngươi cảm giác được mình còn có để cho ta tránh tư cách sao? Dứt lời, Diệp thần thân hình trước mắt, liền xuất hiện ở ma lăng xuyên trước mặt. Cái này vực ngoại ma hoàng chi tử. Còn người bỗng nhiên co rúm lại, đối mặt trước mắt tên này thần sắc nặng lạnh thanh niên, hắn tâm thần, lại là trực tiếp hỏng mất. Ma lăng xuyên gầm thét một tiếng nói, cho ta cút, không nên tới gần ta à. Tiếng nói vừa dứt, ma lăng xuyên một tay liền xé, lại là trực tiếp bể tan tành hư không, trong hư không, tản mát ra một cổ hoang vu, hủ bại hơi thở, cái này, là tất cả ma tộc, cũng hơi thở vô cùng quen thuộc, vực ngoại hơi thở. Ma lăng xuyên. Lại là bị Diệp thần hù phải hơn trực tiếp trốn về vực ngoại liền à. Diệp thần mặt không cảm giác, trên tay ánh sáng rực rỡ chớp mắt, lại là đem sát kiếm thu hồi. Mọi người thấy vậy, tất cả giật mình, chẳng lẽ Diệp thần muốn thả qua ma lăng xuyên? Thả qua. Diệp thần khóe miệng bỗng nhiên dương lên một cái vô cùng tà tính nụ cười. Hắn yêu cầu, là phát tiết. Nếu không phải mình bế quan. Làm sao có thể như thế nhiều phục ma điện đệ tử sẽ xảy ra chuyện? Mặc dù con đường võ đạo, chính là như vậy tàn khốc. Căn bản không cách nào tránh khỏi. Nhưng hắn vẫn là muốn phát tiết. Diệp thần bỗng nhiên giơ tay lên, một quyền đánh ra, bước vào hỗn độn cảnh bảy tầng thiên, hơn nữa tử tiêu đá và hồng mông thuật pháp, thân thể lực lượng, đã đạt đến vô cùng kinh khủng tầng thứ. Nếu như đem thiên yêu thân thể, máu thần, phần huyết quyết, phá thiên lực, thần ma luân hồi quyết, thiên long bát thần âm vân, vân cùng chung thi triển, thậm chí có thể gấp bội. Hôm nay Diệp thần thực lực, đúng là ở hỗn độn cảnh bảy tầng thiên, có thể nói riêng về lực lượng, Diệp thần đã vượt qua thánh tổ cảnh tầng 2 thiên. Trọng thương ma lăng xuyên căn bản không cách nào phát huy thánh tổ cảnh tầng 2 thiên lực lượng. Một quyền này ra, ma lăng xuyên tê liệt hư không, lại là ngay tức thì tan vỡ. Liền hư không, cũng là bể tan tành. Một quyền, trực tiếp đem đúng phiến thiên địa, trực tiếp phong tỏa. Ầm một tiếng vang thật lớn, một quyền này, hung hăng đập trúng ma lăng xuyên trên mình. Ma lăng xuyên phát ra một tiếng hét thảm, máu thịt bể tan tành, xương cốt nổ tung, nội tạng đều bị chấn động được từ hắn vết thương rớt ra. Bất quá, một quyền này bên trong, lại không có mang theo hủy diệt mộ đạo. Cho nên, lấy thiên ma kinh khủng kia sinh mệnh lực, chịu đựng xuống, ngược lại không khó khăn. Tại sao không sử dụng hủy diệt mộ đạo? Ha ha, nếu như, nhanh như vậy liền kết thúc mà nói, coi như phát tiết sao? Ma lăng xuyên mới vừa chậm qua một hơi tới, chưa tới kịp vui mừng, quyền thứ hai đã đến. Diệp thần phát ra như dã thú gào thét, một quyền, lại một quyền, giống như cuồng phong bạo vũ vậy, điên cuồng đập vào ma lăng xuyên trên mình. Ma lăng xuyên lúc này, chỉ cảm thấy mình lâm vào một cái do trọng quyền tạo thành địa ngục à. Hắn thân thể, lần lượt bể tan tành, gây dựng lại, bể tan tành, gây dựng lại, mang tới, là khó có thể tưởng tượng thống khổ. Hỏng mất, hoàn toàn hỏng mất,
Cái này vực ngoại ma hoàng chi tử, nhìn Diệp Thần ánh mắt bên trong, đã tràn đầy vẻ khẩn cầu, hắn đều không xa cầu có thể sống được, chỉ hy vọng Diệp Thần nhanh lên một chút giết chết mình. Diệp Thần gầm thét, từng quyền đập ra, cho dù đã sớm đem Ma Lăng Xuyên, đập thành một bãi thịt nát, nhưng vẫn không có dự định dừng tay. Mỗi một quyền, đều mang cực kỳ tức giận, vô biên đau buồn. Hải tộc tộc trưởng chết, rất nhiều thần cực tông đệ tử chết. Vô số phục ma điện chiến sĩ chết thảm tại vực ngoại thiên ma trong tay, thần quốc cùng linh võ người thừa nhận thống khổ đợi một chút, cũng tích đặt ở Diệp Thần nội tâm bên trong. Diệp Thần mặc dù đối mặt những thứ này, không có nói gì nhiều, có thể, hắn làm sao có thể không có chút nào cảm giác. Hắn đã sớm tức giận, đau buồn mau muốn nổi điên à. Cho nên, hắn cần phát tiết. Dù sao cũng quyền. Diệp Thần, ước chừng đánh ra dù sao cũng quyền. Cho dù không có sử dụng hủy diệt mộ đạo, cái này dù sao cũng lần không có gì sánh kịp trọng quyền đánh, cũng đem Ma Lăng Xuyên thân thể, hoàn toàn mất đi. Xương máu bên trong, một đạo ma hồn chớp mắt, tựa hồ muốn chạy trốn, có thể vào thời khắc này, một chuôi đen nhánh trên trường kiếm, tia máu thoáng hiện, ngay tức thì đem cái này ma hồn khóa lại, kéo vào thân kiếm bên trong. Giữa trời đất, chỉ để lại một tiếng vô cùng là thê lương, không cam lòng kêu rên. Cái này thánh tổ cảnh, vô cùng kiêu ngạo, bị ma hoàng ký thác vô hạn hy vọng vực ngoại ma hoàng chi tử, hoàn toàn từ thế gian biến mất. Kim Thư Tuệ, cùng với những cái kia còn sót lại phục ma điện chiến sĩ đều thử ra, không cách nào suy tư, óc bên trong một phiến chỗ trống. Bọn họ giờ phút này mới rõ ràng, Diệp Thần nơi nào là cái gì mù quáng tự đại, nơi nào là cái gì không tránh tránh à. Giống như Diệp Thần nói, Ma Lăng Xuyên căn bản không có để cho hắn tránh né tư cách. Có thể nghiền ép, còn muốn né tránh. Trong này, nhất là sợ hãi nhưng là Kim Thư Tuệ. Nàng nhưng mà rất rõ ràng Diệp Thần thực lực, ở trước đây không lâu, vẫn là hỗn độn cảnh à. Cái này mới qua bao lâu, cũng đã có thể xóa bỏ thánh tổ cảnh sơ kỳ thiên tài. Đây chính là vượt qua dòng dã hai cảnh giới. Phải biết, con đường võ đạo, càng về sau, cảnh giới vượt qua thì càng khó. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Luân hồi chi chủ chuyển thế chỉ sợ cũng không có như thế khoa trương. Kinh khủng như vậy tu võ tốc độ, cho dù ở vực ngoại và thượng giới, không, cho dù ở chư thiên vạn giới cũng không tìm được cái thứ hai liền chứ. Kim Thư Tuệ rất kiêu ngạo, đối với mình võ đạo thiên tư, nàng có cường đại tự tin. Sớm ở chục nghìn năm trước, Kim Thư Tuệ cũng đã đột phá thiên thần cảnh. Chỉ là, bởi vì một lần bất ngờ, nàng lưu lạc đến cái khác vị diện, thậm chí còn ngủ say hồi lâu, cho đến trăm năm trước, mới lần nữa tỉnh lại. Tỉnh lại sau đó, nàng nhiều lần trăn trở, tiến vào vực ngoại và thượng giới, ở vực ngoại và thượng giới, ước chừng trăm năm thời gian, Kim Thư Tuệ liền từ thiên thần cảnh trực tiếp đột phá đến thánh tổ cảnh. Cái này, cho dù ở vực ngoại và thượng giới đều cơ hồ có thể gọi là thiên tài liền à. Cho nên, nàng có kiêu ngạo tư cách. Có thể, thấy Diệp Thần sau đó, Kim Thư Tuệ nhưng là bị đánh ngã. Và Diệp Thần so với, nàng coi là thiên tài gì? Diệp Thần vượt qua dùng bao lâu? Một năm cũng chưa tới chứ? Tỷ thí thế nào? Mà giờ khắc này, vậy vô số ma tộc chính là tuyệt vọng. Bọn họ từng cái, đều là vô cùng sợ hãi hướng bốn phương tám hướng, chạy thục mạng, lại cũng không có bất kỳ chiến đấu tiếp ý nghĩ. Ma Lăng Xuyên đều bị Diệp Thần nghiền ép, bọn họ còn có cái gì hiếu chiến? Bọn họ chỉ có trốn về vực ngoại, ma hoàng che chở. Bọn họ mới có thể sống sót. Phục ma điện chiến sĩ thấy vậy, đều là sắc mặt biến đổi. Nếu để cho những ma tộc này, chạy tới thần quốc hoặc là linh võ đại lục vô cùng hậu hoạn à. Vào thời khắc này, trong hư không, chập chờn cùng nhau, tiếng hò giết chấn thiên. Sáu đại thần nước viện quân tới. Vô số võ giả, hướng vậy chạy thục mạng thiên ma, vặn cổ đi. Trung Tề Hiên, Tống Kim Nghĩa nhìn lướt qua chiến trường, nhưng là hơi sững sờ, ngay sau đó, bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, hướng Diệp Thần cười khổ nói, Diệp huynh, nguyên lai, chúng ta đến chậm. Ma tộc phát động như vậy binh lực xâm lược thứ bảy thần quốc, tự nhiên cũng không khả năng cái gì cũng không có chuẩn bị, Ma Lăng Xuyên lại là đem toàn bộ thứ bảy thần quốc không gian phong bế. Cho đến Diệp Thần đem giết chết, sáu lớn người thần quốc mới rốt cục đến. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, tới thật đúng lúc, nếu là không có các ngươi tiếp viện, duy nhất đuổi giết như thế nhiều vực ngoại thiên ma,
cho dù là ta cũng có thể có chút bỏ sót. Vân Tím ánh mắt đẹp chớp động, có chút kích động hướng về phía Diệp Thần hỏi, Diệp công tử, vậy vực ngoại ma hoàng chi tử nhưng mà. Diệp Thần nhìn một cái trên nắm tay vết máu, nhàn nhạt nói, đã chết. Trung Tề Hiên cùng với tất cả đại thần nước Chí Cường, thần minh minh chủ các người, hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương vẻ mừng rỡ như điên. Một khắc sau, hoan hô. Tất cả người, cũng đang hoan hô. Vực ngoại ma tộc chi tử nhưng mà đại biểu ma hoàng thân phận, lần này cũng không phải là tổn thương nặng thiên ma. Mà là tổn thương nặng thiên ma sau lưng ma hoàng. Tin tưởng đau tang con, tất nhiên để cho ma hoàng tức giận. Cũng để cho ma hoàng rõ ràng, thần quốc không thể làm nhục. Nếu như ma hoàng hạ xuống, Diệp Thần có thể sẽ hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ thiên ma. Một khi, mất đi vực ngoại ma hoàng, vậy ma tộc thật coi như là xong rồi. Cho dù còn sót lại bộ phận vực ngoại thiên ma, có thể ít đi ma hoàng, bọn họ lại làm sao có thể ở vực ngoại cái loại địa phương đó lâu dài sống được. Thiên ma tộc diệt vong chỉ là vấn đề thời gian thôi. Rất nhanh, vậy vô số mất đi ý chí chiến đấu ma tộc, liền bị thất đại thần quốc liên quân, hoàn toàn tiêu diệt, một đầu cũng không có thả qua. Diệp Thần đứng yên không tế, mắt nhìn xuống vậy bị chân tay cụt đoạn thể bao trùm, vô cùng thảm thiết chiến trường, nhẹ thở một hơi, lẩm bẩm nói, kết thúc. Chỉ là, vậy ma hoàng chưa chết, diệt thế tai ương nguy hiểm vẫn là ở à. Chỉ mong ma hoàng có thể rõ ràng hôm nay cảnh cáo. Nếu không, hắn như hạ xuống, ta coi như bỏ ra hết thảy, hắn cũng phải chết. Một nơi tuyết trắng trắng ngần, vô cùng là cao ngất trên núi tuyết, đứng thẳng hai đạo thân ảnh. Núi này, tên là Vọng Thần Đỉnh, chính là thứ bảy thần quốc cao nhất đỉnh núi, mà đứng ở đỉnh núi chỗ, là một người quần áo trắng tung bay, dung mạo cô gái tuyệt mỹ, cùng một tên thần sắc lãnh đạm thanh niên. Chính là Kim Thư Tuệ cùng Diệp Thần. Diệp Thần ánh mắt vô cùng là thật chí nhìn Kim Thư Tuệ, mở miệng nói cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, thần quốc có thể đã sớm diệt. Kim Thư Tuệ lắc đầu nói, là ta hẳn cảm ơn ngươi mới đúng, đừng quên, thần quốc, đồng dạng là nhà ta vườn. Hai người không khỏi được nhìn nhau cười một tiếng. Diệp Thần nói, nhanh như vậy, liền đi, ngươi đã rất lâu không tỉnh hồn nước đi, không nhiều ngây ngô một đoạn thời gian. Kim Thư Tuệ nghe vậy, có chút tịch mịch cúi đầu nói, vạn năm trôi qua, thần quốc mặc dù vẫn là đã từng là cái đó thần quốc, người cũng không phải đã từng là những người đó, ta người thân, thậm chí là sư môn, đều đã không có ở đây, huống chi. Vạn năm, thay đổi quá nhiều, hôm nay thần quốc, quả thật đã không có gì có thể để cho Kim Thư Tuệ lưu luyến. Hơn nữa, cho dù Kim Thư Tuệ có người bảo vệ thân phận, nhưng nàng dẫu sao là từ thượng giới hạ xuống. Khí vận vẫn là hoặc hơn hoặc thiếu sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng, không thể ở lâu. Diệp Thần nói, huống chi cái gì? Kim Thư Tuệ liếc Diệp Thần một mắt, có chút tức giận nói, huống chi, biết ngươi như thế cái võ đạo quái vật, ta còn có tâm tư buông lỏng sao? Nàng là thật bị Diệp Thần kích thích, nếu thiên phú không bằng Diệp Thần, vậy Kim Thư Tuệ chỉ có thể gấp đôi cố gắng. Ngay tại lúc này, ở chân trời, một đạo cột sáng màu trắng. Bỗng nhiên rơi vào cái này Vọng Thần trên đỉnh núi. Kim Thư Tuệ bước vào cột sáng kia bên trong, đột nhiên quay đầu hướng về phía Diệp Thần hỏi, người quyết định tốt khi nào đi vực ngoại và thượng giới sao? Diệp Thần sau một hồi trầm mặc, trầm giọng nói, lần này mặc dù nặng sang thiên ma tộc, nhưng là ma hoàng chưa chết, ta còn không cách nào rời đi. Nếu như ta ngày nào thật đi, ta sẽ đi tìm người uống ly trà. Kim Thư Tuệ nghe vậy, không khỏi trong lòng vui mừng. Mặt đẹp bên trên, toát ra một cái tuyệt đẹp nụ cười, thân hình động một cái, liền hướng chân trời bay vút đi, thoáng qua, biến mất ở bầu trời cuối. Diệp Thần đứng ở nơi này thần quốc đỉnh núi chỗ, ánh mắt chớp động, đi vực ngoại và thượng giới trước, hắn còn có chút rất nhiều chuyện phải làm. Luân hồi mộ địa đại năng không cứu, Hiên Viên Mạc Tà và Mạc Huyết Minh không có giết. Thậm chí dựa theo Vĩnh Lão Ý, thời gian thành thục, hắn còn phải đi một chuyến Hoa Hạ. Cũng không biết Hoa Hạ những cái kia bạn cũ thế nào. Kim Lãnh Nhạn, Bách Lý Băng, Lục Lăng Phong, Lục Hàn Sương, Chu Nhã, còn có phụ mẫu, sư tôn Đoạn Hoài An. Cùng lúc đó, Linh Võ Đại Lục một nơi đất hoang không có người ở. Một cái ngồi xếp bằng thiếu nữ trong mắt đột nhiên mở ra. Sắc mặt nàng rất là thảm trắng, hiển nhiên còn có chút yếu ớt. Nàng cảm thụ chung quanh ma khí nồng nặc và máu tanh, hơi biến sắc mặt.
vì sao mảnh đất này mới rồi có nồng đậm như vậy ma khí? Chẳng lẽ linh võ đại lục vậy xảy ra chuyện? Chu Nhã do dự hồi lâu, vẫn là hướng một cái đi về phía. Dù là mảnh đất này xa lạ lại nguy hiểm, nàng vậy phải đi xuống. Nàng phải mau sớm liên lạc với Côn Lôn Hư mọi người tín ngưỡng vị kia Diệp tiên sinh. Viên đạo phong bất quá là Côn Lôn Hư cách cục thay đổi bắt đầu. Không có ai biết cái này sau lưng còn sẽ phát sinh cái gì. Hoa Hạ còn có linh khí dị biến nguy hiểm. Chu Nhã chưa bao giờ đã tới linh võ đại lục, nàng chỉ có thể nhặt lên trên đất một khối đá, nhẹ nhàng ném đi, đá đầu nhọn chỉ hướng một phương hướng. Xem ra ta chỉ có thể đi cái phương hướng này đi. Mấy năm trước có thể gặp phải Diệp tiên sinh liền chứng minh vận khí ta không tệ. Ta nghĩ, lần này, ta cũng có thể thuận lợi thấy Diệp tiên sinh. Đây là Chu Nhã ở như vậy địa phương xa lạ, duy nhất có thể trong khổ mua vui hành vi. Nàng không biết một giây kế tiếp biết hay không gặp phải cái gì kinh thiên yêu thú. Hay hoặc là một giây kế tiếp biết hay không có những cái kia võ đạo bên trong tiểu nhân hèn hạ. Nhưng mà, Chu Nhã suy nghĩ nhiều. Thiên ma hạ xuống thần quốc, linh võ đại lục tự nhiên ảnh hưởng đến. Vô số yêu thú lựa chọn trở lại mình nghỉ ngơi chi địa, không mới đi ra. Mà linh võ đại lục con dân hoặc là chính là trốn, có không chính là trước thời hạn đạt được thiên ma chi tử rơi xuống tin tức, chuẩn bị chúc mừng. Chu Nhã đi ước chừng 4 tiếng, chưa từng thấy một cái sinh mạng. Nàng thậm chí đang hoài nghi, mình thật truyền đến linh võ đại lục. Ngay tại Chu Nhã do dự lúc đó, chân nàng bước dừng lại. Nàng vậy lồi lõm thích thú thân thể đang run rẩy. Hốc mắt ửng đỏ, thậm chí cuồn cuộn nước mắt dâng trào ra. Trước mặt nàng là một tòa cao 10 mét pho tượng khổng lồ. Pho tượng trông rất sống động. Là một cái chắp hai tay sau lưng thanh niên. Thanh niên hai tròng mắt kiên nghị, như đuốc giống vậy ánh mắt ngưng mắt nhìn một tòa cự phong. Thanh niên này, Chu Nhã quá quen thuộc. Chính là Diệp tiên sinh. Ở Hoa Hạ, ở Côn Lôn Hư, mấy năm chưa từng nhận được liên quan tới Diệp thần bất kỳ tin tức. Phần lớn đã từng tín ngưỡng Diệp tiên sinh người vậy dao động. Tất cả mọi người đều hoài nghi Diệp tiên sinh bỏ mạng ở liền linh võ đại lục. Thậm chí, liền tìm Diệp tiên sinh Tôn Di và Diệp Lăng Thiên vậy xảy ra chuyện. Linh võ đại lục chính là một cái to lớn vực sâu chết. Côn Lôn Hư mạnh hơn nữa người bước vào, cũng chết cảnh. Mà hiện tại, Chu Nhã biết, Diệp thần hành động giống như một đạo bàn tay vô hình hung hăng phiến ở đám người kia trên mặt. Bởi vì, pho tượng này viết linh võ thần bảo vệ. Đồ ma thần, linh võ đại lục vạn năm nhất yêu nghiệt thiên tài. Diệp tiên sinh không chỉ không có chết, còn chiếm được linh võ đại lục chứng minh. Cái này so với Chu Nhã mình đạt được khẳng định còn muốn kích động. Chu Nhã không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng hướng một phương hướng đi. Nếu Diệp tiên sinh có như vậy pho tượng và thành tựu, liền chứng minh linh võ đại lục người biết Diệp tiên sinh. Vậy tìm được Diệp tiên sinh liền quá dễ dàng. Hiện tại nàng duy nhất muốn làm chính là tìm được người. Có người, liền có tin tức. Nguyên bản yếu ớt Chu Nhã, giờ khắc này mặt mũi tỏa sáng hồng quang, phảng phất có lấy hoài không hết dùng không hết lực lượng. Thậm chí đi nhanh như bay lên. Đây là tín ngưỡng lực lượng. Côn Lôn Hư. Một tòa cắm thẳng vào trời cao đỉnh núi bên trên. Đỉnh núi chóp đỉnh lại ngồi đứng thẳng một tòa thật to đền. Đền chi trên có khắc mấy cái giả dặn có lực chữ to. Đạo Phong Điện. Nơi này, chính là viên Đạo Phong chỗ tu luyện. Mà Đạo Phong Điện trên quảng trường, lại có vạn vị võ giả đang tu luyện. Số lượng này phát triển tình hình, cũng có thể vượt qua Côn Lôn Hư đệ nhất thế lực Quang Minh Điện. Trên thực tế, đã vượt qua. Bởi vì, viên Đạo Phong và Hàn Vân đánh một trận, danh tiếng vang xa. Rất nhiều Quang Minh Điện cường giả cũng bởi vì viên Đạo Phong thực lực mà dao động. Diệp thần sống chết không rõ, vậy lựa chọn một cái cường giả, không thể nghi ngờ đối với bọn họ mà nói là có lợi nhất. Võ giả mặc dù tu luyện là thứ nhất nội dung quan trọng, nhưng là đứng đội cũng là cực kỳ trọng yếu. Lựa chọn cường đại chỗ dựa vững chắc, thì có thể ở con đường võ đạo đi lâu dài. Cho nên, càng ngày càng nhiều Quang Minh Điện cường giả cùng với Côn Lôn Hư tán tu gia nhập Đạo Phong Điện. Đây chính là thực tế. Giờ phút này, đại điện chỗ sâu. Bốn cái người đàn ông trung niên đứng chắp tay, ánh mắt rối rít rơi vào trên đài cao ông già. Ông già chính là viên Đạo Phong. Viên điện chủ,
Chúng ta chân thực không rõ ràng, người lúc ấy truyền tống trận vì sao phải tự mình ra tay. Vậy Chu Nhã thực lực đi linh võ đại lục thì như thế nào? Huống chi truyền tống trận nguy hiểm to lớn như vậy, Chu Nhã có thể thành công hay không cũng là cái vấn đề. Viên Đạo Phong con người híp lại, tựa như đang suy tư cái gì. Hồi lâu, Viên Đạo Phong mở mắt ra, nhìn lướt qua bốn người, nói ta để cho vị kia đo lường qua một quẻ. Ta không lâu sẽ có một đạo huyết quang tai ương, huyết quang tai ương này nghe nói không thuộc về Hoa Hạ và Côn Lôn hư. Ta hoài nghi và linh võ đại lục có liên quan. Cho nên, ta phải phá hoại vậy nha đầu đi linh võ đại lục. Dù là có một phần vạn có thể. Bốn người ngẩn ra, chợt ngưng trọng nói, Viên điện chủ, ngươi thực lực như vậy thông trời, cái này Hoa Hạ và Côn Lôn hư ai có thể cho ngươi huyết quang tai ương. Viên Đạo Phong ánh mắt co rúm một cái, ngưng trọng nói, cái thế giới này không các ngươi nghĩ như thế đơn giản. Ta biến mất đoạn thời gian này mới phát hiện, người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Huống chi, so ta mạnh, ở Hoa Hạ khu vực này bên trong, ít nhất có 10 người. Chỉ bất quá 10 người kia không quá có thể ra tay. Còn nữa, 2 năm trước, Giang Nữ Dung và Diệp Thiên Chính vợ chồng liền bắt đầu bế quan. 1 năm trước, thiên địa dị tượng không ngừng, hắn hai người chúng ta mặc dù đến hiện tại cũng không có xuất quan dấu hiệu, nhưng cũng không thể coi thường. Dẫu sao, Diệp Thần Thiên Phú đến từ hắn hai người chúng ta. Tốt lắm, lần này để cho các ngươi tới là có một đại sự. Bốn người lúc này mới nghiêm túc mấy phần. Khí thế phát ra, điện chủ một lời, chúng ta vào nơi dầu sôi lửa bỏng ở không tiếc. Viên Đạo Phong đứng lên, tiếp tục nói, lần này các ngươi bốn người đi một chuyến linh thành, đem hết thảy truyền tống trận hủy diệt. Bỏ mặc vậy nha đầu có còn hay không còn sống, ta không hy vọng người bất kỳ tới mảnh đất này. Còn nữa, ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, Đạo Phong điện sẽ giao cho ta học trò phụ trách, các ngươi chỉ cần nói cho mọi người, ta bế quan mấy ngày là được. Người bất kỳ đến tìm ta tất cả đều cự tuyệt. Bốn người nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Rất nhanh, bốn người rời đi. Viên Đạo Phong hướng một phương hướng chắp tay một cái, tiền bối, ngài có thể đi ra. Trong phút chốc, một đạo hắc khí hội tụ, hình thành một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia cả người áo bào đen. Trên hắc bào lại vẽ một cái cổ quái phù văn. Bóng đen bên trong truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Nơi này quy tắc cổ quái, ta không tiện ra tay, ta có thể phải khống chế ngươi thân thể mấy ngày. Bất quá ngươi yên tâm, dựa theo quy củ cũ, ta sẽ cho ngươi đếm không hết tài nguyên tu luyện, thậm chí để cho ngươi lần nữa bước một cái cảnh giới lớn. Viên Đạo Phong trong mắt thoáng qua một chút không vui, nhưng vẫn là chất triệt một đạo nụ cười, nếu như không phải là đại nhân ra tay, Viên Mỗ sớm đã chết ở chỗ đó. Lần này Hoa Hạ chuyến đi, ta nguyện bỏ ra hết thảy. Ngươi cứ việc điều khiển người ta. Người áo bào đen gật đầu một cái, ném ra một viên màu xanh đan dược, viên đan dược này ngươi trước ăn vào, người ta cảnh giới chênh lệch quá lớn, ta sợ căng bể ngươi thân thể. Ngươi còn sống, đối với bàn cờ này vẫn là rất mấu chốt. Viên Đạo Phong nhìn một cái màu xanh đan dược, không chút do dự nuốt vào. Hạ một viên, kỳ tích xảy ra. Viên Đạo Phong trên mình lại tràn ra linh khí nồng nặc. Hơn nữa truyền đến cực mạnh đột phá ý. Viên Đạo Phong vô cùng mừng như điên, mặc dù không biết người này thân phận chân thật. Nhưng hắn rất rõ ràng, người này chỗ ở thế giới, võ đạo vượt qua xa Hoa Hạ và Côn Lôn hư. Đi theo người này, có lẽ sẽ bước lên võ đạo đỉnh. Tốt lắm, nhắm mắt lại, không nên phản kháng. Thanh âm lạnh như băng lần nữa truyền tới. Viên Đạo Phong không dám do dự, là lạ nhắm lại hai tròng mắt. Rất nhanh. Áo bào đen hóa là hắc khí cuồn cuộn, chui vào Viên Đạo Phong thân thể. Mà Viên Đạo Phong con người cũng là thay đổi. Đó là tà ác và cực hạn âm lãnh. Như vực sâu vạn trượng. Hoa Hạ cất giấu quá nhiều bí mật. Phá cuộc, muốn tìm bởi vì. Cái này Hoa Hạ, chính là bàn cờ này bởi vì. Nếu là không có bởi vì, lại ở đâu ra quả? Vực ngoại, thiên ma chi địa. Một tòa tràn đầy cuồn cuộn ma khí. Giết hại, bóng tối trong đại điện. Trên đại điện lại toàn là máu tươi và thi thể. Chỉ có một người đàn ông đứng. Người đàn ông quanh thân tựa như bị một đoàn đỏ thẫm ngọn lửa bao vây. Đây là tức giận. Ngút trời vậy tức giận. Hắn ma hoàng ma vô thiên kiêu ngạo nhất con trai. Tương lai có khả năng nhất vượt qua hắn,
cũng dẫn thiên ma bước lên trí cao đất người. Chết! Chết ở hắn nhất khinh thường địa phương. Thần quốc! Chết tại một cái hắn một mực khinh thị con kiến hôi. Tại sao? Một cái hỗn độn cảnh phế vật có thể vượt qua hai cái lớn cảnh Chu Diệt thiên ma từ trước tới nay ưu tú nhất thiên tài. Tại sao? Ma vô thiên tựa như nổi điên gầm thét. Trong mắt hắn ứ máu, mấy chục ngàn năm, hắn tim chưa từng dao động qua. Nhưng giờ khắc này, bởi vì là một cái con kiến hôi nhân tộc dao động. Hắn quả đấm nắm chặt, ma khí cuốn lên toàn thân, một quyền hướng về phía hư không đánh. Trong phút chốc, thiên diêu địa động, hư không văng tung tóe. Toàn bộ đại điện tựa như tùy thời có thể hóa là phế tích. Bụi bặm cuồn cuộn, ma vô thiên bóng người lần nữa hiển lộ. Hắn diễn cảm cực độ dữ tợn, Diệp Thần, Kim Thư Tuệ, các ngươi cho rằng ta sẽ vì vậy buông tha. Các ngươi nghĩ lầm rồi. Ta sẽ để cho các ngươi rõ ràng cái gì là ác mộng. Ta muốn thần quốc tất cả người là ta đứa trẻ chết chôn theo. Giờ khắc này, vực ngoại mây đen che khuất bầu trời, giống như ngày tận thế tới. Mà mới vừa đi qua vực ngoại, đi thượng giới Kim Thư Tuệ cảm nhận được cái này chập chờn, thần sắc hơi đổi. Xem ra, ta và Diệp Thần đều đánh giá thấp một cái phụ thân tức giận. Sợ rằng, thần quốc diệt thế tai ương muốn nói trước. Nhưng lần này, Kim Thư Tuệ định trước không cách nào đi giúp thần quốc. Nếu như lại thiệt tổn khí vận và căn cơ đi, nàng chỉ có thể liên lụy Diệp Thần. Nàng quay đầu, hướng một phương hướng nhìn, lẩm bẩm nói, Diệp Thần, lần này dựa vào ngươi. Hy vọng ở ma vô thiên tức giận hạ xuống trước, ngươi có thể thay đổi mạnh hơn. Ngươi nhất định phải dẫn thần quốc còn sống à? Bảy càng đưa lên, nhìn xong nhớ bỏ phiếu tháng nha. Ma hoàng ma vô thiên quanh thân ngọn lửa dần dần tắt. Ba lần thất bại, cố nhiên để cho hắn tức giận, nhưng hắn thành tựu ma hoàng, có thuộc về mình lý trí. Diệp Thần trên mình quá quỷ dị. Ba lần thiên ma tộc tiêu diệt, hơn nữa con trai chết, thuyết minh đối phương có thánh tổ cảnh thực lực. Trước đây không lâu mới hỗn độn, hôm nay nhưng là thánh tổ, cái này trưởng thành khóa độ chân thực không thể tưởng tượng nổi. Như nói trên người đối phương không có chắc bài, hắn căn bản không tin. Thiên ma tộc cường giả lưu lại không nhiều lắm. Đám người này đối với thần quốc tiêu diệt, có thể nói không có bất kỳ tác dụng. Mấu chốt vẫn là ở tại hắn. Vực ngoại bản đồ to lớn, ma hoàng ở nơi này thiên ma chi địa đủ để xưng bá, nhưng nếu là dõi mắt vực ngoại và thượng giới, vậy thì có chút không đủ nhìn. Nếu không hắn cũng sẽ không sợ đế uyên điện. Nhưng nếu là dõi mắt toàn bộ thần quốc, hắn đủ để nghiền ép hết thảy. Nếu như hắn cảnh giới này cũng không dám nghiền ép, vậy thì thật là buồn cười. Hắn sở dĩ chậm chạp không ra tay, một mặt là bởi vì quy tắc hạn chế. Mặt khác chính là sợ mấy cái không ổn định nhân tố. Mạc Huyết Minh và Thiên Đạo Cung Hiên Viên Mạc Tà. Hai người cơ duyên khủng bố, thực lực cũng không thể nhỏ coi. Nếu như hai người liên thủ, hắn tất nhiên nguy cơ. Cũng may căn cứ hắn tin tức, hai người thủy hỏa bất dung, hơn nữa hai người đối với tự thân lợi ích vô cùng chú trọng, mấy lần thiên ma xâm lược, đều không từng ra tay. Hơn nữa trước đây không lâu thí sư đại hội lưỡng bại câu thương, đối với hắn mà nói cực kỳ có lợi. Lần này, hắn dự định tự mình hạ xuống thần quốc. Lần này, không thể lại có bất kỳ sơ thất nào. Ta chỉ có một lần cơ hội. Cho nên, ta sẽ dùng ta trạng thái cực hạn. Ma hoàng ma vô thiên không có thời gian đầu tiên đi thần quốc, mà là hướng ngược lại một nơi máu hồ đi tới. Rất nhanh, máu hồ không qua hắn thân thể, nước hồ tựa như cảm giác được cái gì, lại điên cuồng xoay tròn. Dần dần, chính giữa vòng xoáy, xuất hiện một cái hắc động thật lớn. Ma vô thiên trong mắt tràn đầy điên cuồng và dữ tợn, ta vốn không muốn đi bước này. Bởi vì bước này đối với ta căn cơ ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là, ta muốn hủy diệt toàn bộ thần quốc, ta dù là chết, cũng phải để cho thần quốc chìm ngập đang đối với thiên ma sợ hãi bên trong. Ta sẽ nói cho thần quốc, các ngươi cho dù có Diệp Thần, như cũng không chạy thoát diệt thế tai ương. Gầm thét sau đó, ma hoàng không chút do dự hướng cái đó lỗ xoáy đen đi. Hắc động cắn nuốt cái này ma hoàng thân thể. Toàn bộ vực ngoại thiên ma chi địa đều thay đổi. Biến thành một phiến hoang vu, tĩnh mịch, tản ra khí tức mục nát hôi bại mặt đất. Mặt đất bên trên là một phiến máu đỏ bầu trời, phổ biến ma sát khí, chết xấu xa chi khí, ở huyết sắc này bên trong phủ đáng, có
có thể ở hoàn cảnh như vậy bên trong sinh tồn tiếp sinh linh, ít chi lại càng ít. Một cổ cực hạn lạnh như băng tựa như đang nổi lên. Giống như tử thần đếm ngược giờ. Diệp Thần tự nhiên không biết hết thảy các thứ này. Thời khắc này hắn đang trong Hoàng Tuyền Đồ. Lần này mặc dù chiến thắng Ma Hoàng Chi Tử, nhưng là lòng hắn bên trong mơ hồ không hề an cảm giác. Nếu là có thể mau sớm nắm trong tay cái này Hoàng Tuyền Đồ, có lẽ có thể giải trừ cái này cái gọi là bất an. Cái này không an có thể đến từ còn chưa phủ xuống vực ngoại Ma Hoàng, cũng có thể đến từ Hiên Viên Mạc Tà và Mạc Huyết Minh, thậm chí có thể đến từ Hoa Hạ. Hắn không cách nào xác định, chỉ có thể để cho mình cường đại hơn. Diệp Thần một người ở lại Hoàng Tuyền Đồ bên trong, khắp nơi bay vút điều tra, quen thuộc mảnh thế giới này hoàn cảnh. Bỗng nhiên, hắn ở Hoàng Tuyền thế giới bên bờ, phát hiện một cái sương mù dày đặc thung lũng. Cái này sương mù dày đặc thung lũng, hiện đầy sương mù dày đặc, người ngoài căn bản không thể đi vào, chỉ có luân hồi chi chủ đây, mới có tư cách bước vào. Cái này thung lũng, tựa hồ có cổ quái. Diệp Thần âm thầm kinh dị, phi thân hạ xuống, bước vào thung lũng bên trong. Bên trong hạp gốc, một phiến u tĩnh, cỏ cây không tiếng động, cũng không có chim muông côn trùng, tĩnh mịch một phiến. Đạp, đạp, đạp. Dõi mắt bốn phía, chỉ có Diệp Thần tiếng bước chân. Sốt cuộc, hắn đi tới trong thung lũng ương, nơi này, nhưng là có một tòa thật to tế đàn. Trên tế đàn, chạm trổ một phiến phiến cổ xưa phù văn và điêu khắc. Còn nhuộm mãi mãi máu tươi, tựa hồ cử hành qua cái gì nghi thức. Thiên Ma Động Minh Nhãn, mở. Diệp Thần lập tức mở Thiên Ma Động Minh Nhãn, ánh mắt bắn ra, dọc theo tế đàn ngược dòng, xuyên qua nặng trọng nhân quả sương mù dày đặc. Bất quá có thể là nơi này hạn chế quá lớn. Hắn có thể cảm giác được mình vận dụng Thiên Ma Động Minh Nhãn sau đó, đan điền linh khí đang cấp tốc trôi qua. Sốt cuộc, hắn thấy được một đạo thân ảnh to lớn. Đó là hắn kiếp trước, luân hồi chi chủ bóng người. Trước nhất thế, luân hồi chi chủ ở chỗ này, tiến hành qua một chàng đặc biệt nghi thức. Chàng này nghi thức, chặt đứt Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ dấu vết, đưa đến Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, có thể bị người ngoài lợi dụng, bị người ngoài chấp trường. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, là luân hồi chi chủ thiên phú pháp bảo, vừa sanh ra liền đi đôi với hắn, người ngoài không thể nào chấm mút. Cho nên... Khi thấy Hiên Viên Mạc Tà sử dụng Hoàng Tuyền Đồ lúc đó, Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên mới có lớn như vậy chấn động, một hơi nhận định Hiên Viên Mạc Tà chính là luân hồi chi chủ chuyển thế. Từ chém dấu vết, ta kiếp trước, tựa hồ cố ý làm như vậy, dùng để mê muội nữ hoàng và đế huyên điện. Diệp Thần dòm ngó thấy nặng trọng nhân quả, nhất thời vô cùng khiếp sợ. Mơ hồ tới giữa, hắn phát hiện mình kiếp trước, không phải đơn thuần bị chu diệt như thế đơn giản. Kiếp trước luân hồi chi chủ, tựa hồ đang bố trí. Tại chưa có bị Huyền Cơ Nguyệt chu diệt trước, hắn tựa hồ đã dự liệu được cái gì, mình phải làm gì. Thậm chí có thể, Huyền Cơ Nguyệt chém chết, đều là hắn kế hoạch một phần chia. Cho nên, hắn nói trước bố cục tốt, từ chém dấu vết, cùng hắn chết sau đó, Hoàng Tuyền Đồ đánh mất, bởi vì dấu vết bị chém, liền có thể bị người ngoài sử dụng. Một khi có người dám dùng Hoàng Tuyền Đồ, khẳng định sẽ bị thượng giới và đế huyên điện, tưởng lầm là luân hồi chi chủ chuyển thế, từ đó rời đi cừu hận, là thật đang luân hồi chi chủ trưởng thành, tranh thủ được cơ hội thời gian. Mà Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, là luân hồi chi chủ thiên phú pháp bảo, chỉ có luân hồi chi chủ, mới có đầy đủ đại khí vận, đại thần thông, chấp trưởng này cùng chí bảo. Coi như ngắn ngủi bị người ngoài cướp lấy, Hoàng Tuyền Đồ cuối cùng, vậy sẽ trở lại luân hồi chi chủ trên tay. Cái này một tí. Hoàng Tuyền Đồ vật quy nguyên chủ, Diệp Thần dòm ngó gặp nặng trọng nhân quả, nhất thời vô cùng kinh hãi. Chẳng lẽ thượng cổ các loại ân oán, đều là ta kiếp trước, lặng lẽ bày ván cờ. Suy nghĩ một chút cũng phải, luân hồi chi chủ tay cầm lục đạo luân hồi pháp, còn có Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, thần thông hạng vô địch, làm sao có thể như thế dễ dàng, liền bị Huyền Cơ Nguyệt và Đế Huyên Điện chu diệt. Trong này, nhất định có kỳ hoặc. Đây là một cái cục. Vì chống lại ẩn núp trong bóng tối, và nhâm phi phàm một cái cấp bậc, những cái kia chí cao vô thượng tồn tại, nơi bố trí một cái bẫy. T. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy rợn cả tóc gáy. Kiếp trước hắn, hạng vô địch, lại còn có kiêng kỵ tồn tại. Những cái kia nhất cường giả đứng đầu, chỉ sợ là chấp trưởng cao nhất nguyên thuật, cao nhất nguyên binh, nắm giữ tu luyện trung cực bí mật tồn tại,
liền luân hồi chi chủ đều không cách nào chống lại, chỉ có thể cố ý bố trí chết, tu luyện nữa nhất thế. Cái này nhất thế, hắn phải bắt được cao nhất nguyên thuật, bước vào chí cao cảnh, mới có thể đền bù đời trước tiếc nuối, đi khiêu chiến phía sau màn cấp trên cửa mũi nhọn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 168.